Phong Phi Vân nhanh hơn, giây sau đã đứng trước yêu linh cấm địa hình cây, bàn tay ấn vào thân cây nhổ hết rễ của nó khỏi mặt đất. Phong Phi Vân hái linh quả vạn năm xuống cất đi, vác cây to trở về tụ hợp với Tây Môn Duy Tiêu, Mao Ô Quy. Linh quả vạn năm không có ích gì cho Phong Phi Vân, nhưng giúp rất nhiều cho tu sĩ thiên mệnh cảnh, cảnh giới Niết Bàn. Phong Phi Vân có nhiều người quen trong Thần Tấn Vương Triều, khi đến lúc sẽ tặng làm quà. Trời tối dần, sương mù tràn ngập. Bên con sông rộng lớn, Phong Phi Vân thấy Mao Ô Quy, Tây Môn Duy Tiêu. Phong Phi Vân ném cây to xuống, hỏi. Huyết giao đâu, chắc hôm nay nó bắt được nhiều thú hoang, kêu nó lấy mấy con ra cho chúng ta nướng ăn, đã lâu không nếm mùi thịt. Vẻ mặt Mao Ô Quy, Tây Môn Duy Tiêu kỳ lạ. Thánh thực quả lên tiếng. Huyết giao thúc thúc bị một con đánh tàn phế, may mắn trốn trở về. Phong Phi Vân ngạc nhiên, trong đồng lô sơn có quái vật nào có thể đánh bại được huyết giao? Trong nước vang tiếng huyết giao rên rỉ, lầm rầm chửi rủa. Bóng đêm tối tăm, trên mặt sông vang tiếng nước chảy rào rào. Dưới nước, một bóng đen hình thể to lớn lướt qua phát ra tiếng vù vù như có cự thú hắc ám từ nơi này bơi qua. Bên bờ sông đốt đống lửa to phát ra tiếng đì đùng, ánh lửa chiếu mặt nước đỏ hồng như con sông bốc cháy. Phong Phi Vân đốt yêu linh cấm địa hình cây. Tây Môn Duy Tiêu nướng một chân heo, rác gai vị tùy thân mang theo, đặt lên lửa nướng. Mùi thơm phát tán bay thật xa. Mao Ô Quy nướng chân thịt to hơn nó gấp 7, 8 lần. Mao Ô Quy tới gần Tây Môn Duy Tiêu, thò vuốt trắng lén lút móc ra vị trong bình. Mao Ô Quy chưa kịp rút móng vuốt về đã bị Tây Môn Duy Tiêu phát hiện ra. Mao Ô Quy cười xòa. Tiêu ca, gia vị của ngươi thơm quá, cho ta mượn chút ít đi. Tây Môn Duy Tiêu kiên quyết từ chối. Không được. Tây Môn Duy Tiêu đóng nắp bình, cất vào. Tây Môn Duy Tiêu nói. Gia vị này là ta lấy từ Tiên Hư Động Thiên, trong thiên hạ chỉ có một bình, không truyền ra ngoài. Tây Môn Duy Tiêu cắn chân heo, say mê nói. Thơm quá. Mặt Mao Ô Quy đen thui, quay mông đi. Buồn xỉn. Huyết giao ngồi phía xa nhìn giò heo trong tay Tây Môn Duy Tiêu, nước miếng chảy đầy đất, mắt chân chân. Phong Phi Vân rất tò mò về Tây Môn Duy Tiêu. Con người này thật bí ẩn, không đơn giản như gã tự giới thiệu. Chắc chắn trên người Tây Môn Duy Tiêu che giấu nhiều bí mật. Tây Môn Duy Tiêu đang tìm kiếm điều gì đó. Phong Phi Vân quan tâm hỏi. Thứ giao, hôm nay người bị thương thật sao? Huyết giao liếm môi, hầm hừ nói. Nếu không phải tại chỗ quái quỷ này ức chế tu vi thì bản vương sẽ không bị con cá trạch đất kia tổn thương. Vân ca, ta cho người biết, ta rất mạnh, là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Đám tước gia nhân tộc các ngươi gặp ta còn phải né ba phần. Chẳng qua ta bị con rùa kia chơi xấu hạ chú ngữ trên người nên ta tự yêu vương biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu mẫu thân biết ta sẽ như thế này chắc rất thất vọng, cảm thấy ta vô dụng, làm mẫu thân mất mặt. Huyết giao nói rất đáng thương, than thở khóc lóc. Phong Phi Vân vỗ đầu huyết giao, cười nói. Ngươi nhớ nhà. Huyết giao cúi đầu, mắt lóe ý cười nham hiểm. Khi huyết giao ngước lên thì mắt đẫm lệ, lao vào ngực Phong Phi Vân. Vân ca, ta nhớ mẫu thân. Lão nhân gia một mình ở nhà chắc rất cô đơn, mẫu thân lớn tuổi rồi, bên cạnh không có giao chăm sóc, ta thấy mình thật bất hiếu. Vân ca giúp ta xin con rùa kia được không? Kêu nó giải trừ đại chú ngữ thuật cho ta, trả lại tự do cho ta. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao ngươi không tự mình đi xin nó? Huyết giao liếc Mao Ô Quy ngồi gần đó, nhỏ giọng nói. Ta không dám, mỗi lần ta nhắc đến chuyện này là nó sẽ đánh ta, niệm chú ngữ, ngược đãi ta. Nó mất trí phát cuồng, nó không có tính người. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Nó làm vậy là không đúng, đợi một lúc nữa ta sẽ nói dùm ngươi. Huyết giao mừng rỡ vội đấm lưng, xoa vai cho Phong Phi Vân. Huyết giao hỏi. Vân ca, qua một thời gian ngắn là bao lâu? Phong Phi Vân đáp. 500 năm đi. Huyết giao trợn to mắt nói. Tại sao là 500 năm? Phong Phi Vân chậm rãi nói. Thứ nhất, người bị thanh y bắt nghĩa là đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, nếu thả ngươi đi sẽ có nhiều người gặp tai bay vạ gió. Thứ hai, ta cảm thấy tu vi của ngươi không tệ, tiềm lực lớn, theo ta lăn lộn tương lai thành tựu siêu phàm. Thứ ba, ngươi là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, trong quốc gia nhân loại có thể hù dọa người. Nếu ta cưỡi con yêu vương bay cao,
đi đến đâu cũng sẽ có một đám thiên chi kiêu nữ chủ động lao vào vòng tay, tuyệt vời biết mấy, ha 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 ha. Huyết Giao há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất. Phong Phi Vân hiền hòa vỗ đầu Huyết Giao. Đêm nay dưỡng thương đi, tranh thủ phục hồi tu vi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem con cá trạch đất kia lợi hại cỡ nào. Phong Phi Vân đứng dậy đến bên bờ sông, ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện. Huyết Giao chửi rủa. Đại gai, các ngươi đều là địa gia. Bản vương là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, không phải thú nuôi của các ngươi. Đáng ghét, dám trêu xê đê ùa bản vương. Chờ ngày nào bản vương thoát khốn sẽ làm lúc đám nhãi nhép các ngươi run rẩy. Ha 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 ha. Mao Ô Quy tiếp tục lôi kéo làm quen với Tây Môn Suy Tiêu. Thánh thực quả không ngồi yên, nó bơi tới bơi lui trong nước, bắt cá chơi đùa. Không ai quan tâm Huyết Giao, hoàn toàn phớt lờ nó. Đêm khuya, sâu trong đồng Lô Sơn truyền ra tiếng gầm có vút kinh thiên động địa, không nghe ra là yêu hay thú giống. Đêm nay chỉ có Huyết Giao ngủ ngon nhất, tiếng ngáy như sét đánh. Mao Ô Quy đá Huyết Giao lăn xuống sông giảm bớt thanh âm, nhưng nó không tỉnh, vẫn ngáy ngủ dưới đáy sông. Ngày hôm sau mọi người đi tới chỗ hôm qua Huyết Giao bị đánh. Bọn họ đến sa mạc bao la, cát vàng đùn thành mấy tảng đá to rải rác. Ánh mặt trời chiếu trên tảng đá phản chiếu ánh sáng chói mắt thành từng cột sáng bắn lên cao. Mao Ô Quy nghênh ngang đi vào sa mạc, để lại một chuỗi dấu chân vào. Là nơi này sao, không thấy có gì khác lạ. Phong Phi Vân không tùy tiện đi vào sa mạc, hắn nhíu chặt mày đăm chiêu. Cấm địa tử vong. Mao Ô Quy vốn đi vào sa mạc nghe vậy khựng lại, không dám đi tiếp. Cái gì, cấm địa tử vong? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cát vàng dưới ánh nắng, gió mạnh rít gào kèm theo không khí cây quái dị. Phong Phi Vân nói, ta từng đến đây, chỗ này phong ấn một sinh vật bí ẩn. Huyết Giao hùa theo. Đúng đúng, con đó rất lợi hại, siêu mạnh, nhưng ta chỉ kém hơn nó một chút xíu, nếu không phải tu vi của ta bị áp chế thì sẽ dễ dàng trấn áp nó. Mao Ô Quy vặc lại. Xì, tu vi của nó cũng bị ức chế, còn bị phong ấn. Huyết Giao khinh thường nói. Nói thật là nếu không phải ta sơ sẩy thì đã không bị nó tổn thương. Nếu ta nghiêm túc, một móng vuốt có thể đập chết hai con. Phong Phi Vân nhìn Huyết Giao. Ngươi đi dụ nó ra. Huyết Giao chỉ vào mình. Ai, ta. Phong Phi Vân gật đầu. Huyết Giao biến sắc mặt nói. Ui ra, bụng của ta, má ơi, lại đau rồi, chắc tại đêm qua ngủ bị cảm lạnh. Ui ra. Phong Phi Vân nói, ngươi không dám đi. Huyết Giao ôm bụng, ai bảo ta không dám, ta bị đau bụng thật, ui ui. Thánh thực quả nói, chúng ta đừng ép Huyết Giao thúc thúc, ta thấy hôm qua thúc thúc bị đánh sợ rồi. Hay để ta dụ tên to con đó ra. Cái gì, bản vương mà bị con cá trạch đất kia đánh sợ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung. Đi thì đi, các ngươi nhìn kỹ đây, xem ta hôm nay dạy cho nó bài học. Huyết Giao quyết tâm biến hình bản thể thành con dao đỏ khổng lồ bay lên trên sa mạc. Huyết Giao giống to đinh tai như óc. Cá trạch đất, lăn ra cho ta, bản vương muốn đấu đơn với ngươi. Dưới đất vọng lên tiếng giống rung trời lấn át giọng Huyết Giao. Growl. Khí lạnh dày đặc như thể một thái cổ am thần thức tỉnh. Mao Ô Quy sợ hãi dựng đứng lông tơ, nhanh chóng trốn về. Trời, chắc chắn chỗ này phong ấn một con quái vật ghê gớm. Nếu không phải trong đồng Lô Sơn ức chế tu vi, áp chế tu vi của nó dưới vũ hóa thì khí thế của quái vật này sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu cảm giác áp lực lớn lao, đã hiểu tại sao Huyết Giao bị đánh bầm dập. Mặt đất rung rinh, khí lạnh toát ra ngoài, thanh âm khàn đục vang lên, khí thế khiếp hồn người. Ngày hôm qua ngươi đã bị ta đánh bại còn dám đến khiêu khích. Huyết Giao rất thích sĩ diện, không chịu thua. Ngày hôm qua là ca của ta. Ca của ta tên Thứ Giao Vương, ta tên Nhữ Giao Vương. Thanh âm dưới lòng đất càng trầm. Hừ, thì ra ca của ngươi tên Đậu Bức. Huyết Giao bất mãn nói. Này, phát âm chính xác chút. Đọc theo ta, Thứ Giao Vương, không phải Đậu Bức. Xem ra lão huynh bị nhốt ở đây lâu nên nói ngọng. Một móng vuốt to bay khỏi mặt đất. Cát vàng mấy ngàn dặm di chuyển tụ thành vòng xoáy to. Cát vàng đầy trời, cuồng phong rít gào. Lòng đất vang tiếng xích sắt di chuyển. Móng vuốt vỗ Huyết Giao té dưới đất, phải rụng đầy, người đẫm máu.
Lực lượng móng vuốt quá lớn, chỉ đơn thon à sức mạnh, không dùng thuật pháp thần thông, thân thể yêu vương không đối kháng lại. Móng vuốt định ra tay nữa nhưng bị các sợi xích giam cầm kéo xuống lòng đất. Huyết dao chật vật trốn về. Để ta nhìn xem nó có lai lịch gì. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ra biến thành trường mâu, tự mình đi khiêu chiến. Huyết dao chặn đường Phong Phi Vân, nói. Cho ta mượn thần binh của ngươi, mới rồi ta thua nó vì không có binh khí tiện tay. Phong Phi Vân thấy huyết dao cố chấp, đồng ý cho nó mượn thiên tủy binh đàm. Huyết dao cầm thiên tủy binh đàm lại bay lên trên không trung sa mạch khiêu chiến, nói năng bỗ bã chọc giận đối phương. Có vẻ huyết dao giận thật. Thanh âm dưới lòng đất mất kiên nhẫn nói. Nhữ dao vương, sao lại là ngươi nữa? Huyết dao nói. Ngươi nhận lầm dao, đại ca, nhị ca của ta thua trong tay ngươi, ta là cương dao vương, đệ đệ của bọn họ. Yêu nghiệt, đi ra chịu chết. Huyết dao đứng trên bầu trời, tay cầm thiên tủy binh đàm, khí thế bay lên 9 tầng mây chém thần ma. Phong Phi Vân lắc đầu, không yên lòng. Quả nhiên huyết dao lại bị quái vật dưới lòng đất ném bay, bị thương càng nặng hơn, xương cốt kêu răng rắc sắp gãy, không bỏ dậy nổi. Cái, này không tính, ta chưa chuẩn bị xong. Huyết dao xỉu. Móng vuốt cực kỳ dữ tợn, tràn đầy vảy, sắc bén dọa người, không biết là của sinh vật gì. Nó lạnh lùng nói. Ba yêu vương bình thường cũng dám đến khiêu chiến với ta. Chán sống sao, nếu ta thoát khốn thì thiên địa sẽ loạn. Thanh âm bay đến đâu là cát vàng đầy trời. Phong Phi Vân lắc người, các ngươi luồng sáng, tay cầm thiên tủy binh đàm hóa thành chiến đao dài 7 thước. Quái vật dưới lòng đất cảm nhận sát khí ngút trời, khinh thường nói. Con kiến bình thường cũng dám vác đao với ta. Tóc Phong Phi Vân bị gió kéo thẳng tắp, ánh mắt kiên quyết mà sắc bén, nhát đao chém xuống. Bùm! Chiến đao chém vào móng vuốt, làm rách vảy. Ao ao! Lưỡi dao kéo dài xuống dưới xé một cái lỗ dài mấy trăm thước, bên trong chảy ra máu đỏ như suối. Phong Phi Vân chưa đáp xuống đất, hắn vặn người lại vọt lên, một chưởng vỗ vào lòng bàn tay vuốt to, đánh nát mấy chục khối vảy trên móng vuốt. Vảy cứng quá. Phong Phi Vân vốn cho rằng với thân thể của mình cộng, sức chiến đấu vô địch dưới vũ hóa có thể một chưởng đánh nát vuốt hùng nhị, không ngờ chỉ đánh nát được mấy chục khối vảy. Quái vật dưới lòng đất kiêng dè hỏi. Đây là cường giả nào giá lâm có thể tổn thương được ta? Quái vật dưới lòng đất vội thụt móng vuốt xuống lòng đất. Cùng lúc đó, khí thế ngút trời từ dưới đất dâng lên, mạnh mẽ hơn lúc đối chiến với huyết dao gấp vô số lần. Rào rào, rào rào. Lòng đất vang tiếng xích sắt bị kéo, tiếng thùng thùng như quái vật đụng vào mặt đất, đồng lô sơn rung rinh theo. Mao ô quy, thánh thực quả, tây môn suy tiêu thụt lùi ra sau. Vì hơi thở dưới lòng đất cho cảm giác như tận thế đến. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm đứng thẳng trong sa mạc. Rốt cuộc ngươi là sinh vật gì? Bị ai phong ấn tại đây? Quái vật dưới lòng đất rất bá đạo nói. Muốn biết đáp án thì tự mình xuống tìm đi. Thanh âm chứa dã tính. Phong Phi Vân chém vào sa mạc xé mặt đất nứt một khe hở lớn, nhảy xuống. Bùm! Mặt đất khép lại, như cái miệng to nuốt Phong Phi Vân. Trước mắt trở nên tối tăm. Phong Phi Vân tài cao gan lớn, không hề hoảng hốt, người tự toát ra đoàn lửa chiếu sáng không gian. Không gian dưới lòng đất không nhỏ, rất rộng rãi. Nơi này âm u ẩm ướt, khí lạnh cóng ra ngang ngửa quỷ môn quan. Rào rào, rào rào. Sâu trong bóng tối truyền ra tiếng xích sắt, giọng nói âm trầm vang lên. Thì ra là bán yêu, tu luyện đến cảnh giới cỡ này thật hiếm gặp. Không đúng, không đúng. Trên người của ngươi có dòng máu long tộc, ngươi là bán yêu có huyết mạch long tộc. Growl. Móng vuốt khổng lồ công kích Phong Phi Vân, lực lượng cường đại kinh khủng, một vuốt có thể đập nát tinh cầu. Phong Phi Vân vội đỡ, hai trưởng đẩy ngang, đánh ra vạn thú chiến pháp sức công kích gấp vạn lần. Hai tay Phong Phi Vân đánh náy mấy chục khối vảy trên móng vuốt, nhưng hắn cũng bị đẩy lùi mấy chục bước. Lực lượng của quái vật dưới lòng đất rất ma. Nó chỉ mới phát huy sức mạnh cơ thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Đầu mày Phong Phi Vân toát ra anh khí, triệu hoán tam vị chân hỏa lô biến thành cái lò to như ngọn núi cao, chủ động công kích đánh vào quái vật dưới lòng đất. Một sợi xích huyền ngọc thô cỡ thùng nước bay ra từ bóng tối va chạm với tam vị chân hỏa kêu đinh đang, chiến uy hừng hực. Nếu trận chiến này xảy ra trên mặt đất chắc chắn núi non sụp đổ,
sông nước bị san bằng. Ầm 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 ầm. Lửa bay xuống, tam vị chân hỏa lô kêu vù vù như tiếng chuông gióng. Quái vật dưới lòng đất trong hắc ám lạnh lùng nói. Tiểu tử giỏi, tiểu còn trẻ đã đến trình độ này, ngươi là con cái của ai trong long tộc? Quái vật dưới lòng đất toát ra uy nghiêm tự nhiên, cực kỳ đáng sợ, là một vị hắc ám quân vương. Phong Phi Vân từng bước đi vào hắc ám, bóng một vạn cổ thú hiện ra sau lưng hắn. Phong Phi Vân hỏi, còn ngươi là quái vật gì? Tại sao bị phong ấn ở đây? Phong Phi Vân cảm thấy chỗ này rất quái dị, dù hắn và quái vật dưới lòng đất đánh nhau kinh thiên động địa nhưng hoàn toàn không thể phá hư nơi này, tựa như đồng lô thiên địa không bị phá vỡ. Quái vật dưới lòng đất chỉ cười nhạt. Ha 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 ha. Xích huyền ngọc thứ hai bay qua quất vào người Phong Phi Vân, nếu bị nó quất trúng dù với sức hắn bây giờ cũng không chịu nổi. Bát quái đạo ấn. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấn ra công kích xích sắt huyền ngọc, miễn cưỡng chặn lại xích to cỡ thùng nước. Bùm 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 bùm. Sợ xích huyền ngọc thứ ba bay ra, như con rồng sắt, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ khủng khiếp còn chứa sức mạnh cực kỳ cao sâu, vận chuyển phương hướng khó đoán. Nếu đổi lại ai đứng thay chỗ Phong Phi Vân chắc chắn sẽ bị xích huyền ngọc quất bay, thậm chí giết chết. Phượng Hoàng liệt thiên. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân vững bước tiến lên, đi vào hắc ám vô tận. Tuy trong bóng tối có khí thế cực kỳ kinh khủng nhưng Phong Phi Vân không sợ hãi. Dần dần Phong Phi Vân thấy sợi xích giữa hư không, khắp nơi là dây xích, ngàn vạn sợi xích tụ tập lại. Giữa lưới xích dày đặc khóe một con rồng đen khổng lồ. Thân hình con rồng đen khổng lồ, vuốt dài mấy chục dặm, chiếm hơn một nửa tầm mắt của Phong Phi Vân. Muôn vàn sợi xích xuyên thủng người rồng đen, khóa chặt nó tại đây. Rồng đen nhúc nhích một chút là sợi xích thì nhanh chóng thít chặt. Vảy đen, bảy móng vuốt, đầu rồng to 6 ẻ 18 con mắt lớn. 18 đôi mắt cùng nhìn Phong Phi Vân, toát ra khí lạnh lẽo khiếp người. Hiện tại ngươi biết ta là ai rồi đi. Giọng rồng đen chấn màng tai Phong Phi Vân đau nhức, may mà nó bị phong ấn, nếu nó thoát khốn thì một tiếng gầm có thể giết hiền giả vũ hóa cảnh. Nơi này nhốt một con rồng, hơn nữa nó không tầm thường, có địa vị không thấp trong long tộc. Phong Phi Vân nói, hắc long tộc bảy vuốt, không đúng, hắc long bảy vuốt chỉ có một đôi mắt, ngươi có đến 18 đôi mắt. Hèn gì ngươi dám tấn công ta, thì ra không biết ta là ai. Phong Phi Vân nói, biết thì sao, không biết thì thế nào. Huyền văn dày đặc dưới đất, rất cổ xưa. Trong không trung phía xa mơ hồ thấy một cánh cửa đen. Cánh cửa tràn ngập ma lực, chỉ nhìn từ xa suýt hút linh hồn Phong Phi Vân vào trong, đáng sợ hơn cả quỷ môn quan. Cánh cửa ở sau lưng rồng đen bảy vuốt, bị sợi xích bao phủ chặt chẽ. Nếu ngươi biết ta là ai sợ rằng không có gan tấn công ta. Rồng đen bảy vuốt 18 đôi mắt sáng lên, phun ra hơi thở giống như phun luồng gió vũ trụ có thể thiêu ỉ một đống tinh cầu bay đi. Hai chân Phong Phi Vân trùng xuống, lòng bàn chân lún xuống đất. Bát quái đạo ấn, tam vị chân hỏa lô che trước mặt muốn đối kháng lại lực lượng này. Growl. Phong Phi Vân cảm giác tai ù vang, cơ thể không theo điều khiển, không mở mắt ra được, như rơi vào vòng xoáy hư không. Khi Phong Phi Vân lại mở mắt thì đã bị thổi ra khỏi lòng đất, bay trên trời cao, đáp xuống sa mạc cách 10 vạn dặm. Cơ thể Phong Phi Vân đụng sập mấy chục hòn núi to, cuối cùng té cái bịch dưới đất. Mao Ô Quy, Tây Môn Suy Tiêu bay nhanh qua kéo Phong Phi Vân lên. Phong Phi Vân vẩy đất bùn dính trên tóc, toàn thân đau đớn, lực lượng mới rồi quá kinh khủng. Mặt Tây Môn Suy Tiêu trắng bệch. Vừa rồi ta cảm nhận lực lượng hơi thở rồng, chẳng lẽ dưới lòng đất phong ấn một con rồng? Dù sao long tộc là chí tôn vạn tộc, bất cứ ai gặp long tộc đều sẽ sợ hãi. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, hai tay cầm linh thạch điều dưỡng vết thương. Phong Phi Vân nói, là rồng đen bảy vuốt, nhưng đầu nó mọc 18 đôi mắt, thật là quái thai trong long tộc. Mao Ô Quy nghe Phong Phi Vân miêu tả thì hết hồn ngồi bệch suýt đất, bay mất hồn vía. Ngươi mới đánh nhau với nó, vây mà không thành cho. Mao Ô Quy nói như thể Phong Phi Vân thành cho mới là chuyện bình thường. Phong Phi Vân hỏi, hay ngươi biết nó là thần thánh phương nào? Growl. Tiếng rồng ngâm từ dưới đất vọng lên làm Mao Ô Quy sợ hãi vùi đầu vào đất cát. Mãi khi tiếng rồng ngừng Mao Ô Quy mới rút đầu lên. Cái tên đó siêu khủng bố,
từng là một trong mấy ma giàu đỉnh cao nhất Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng nói nhãi danh nhà ngươi, dù là chúa tể trung ương vương triều thứ 6 gặp nó cũng sẽ chạy vắt giò lên cổ. Nó từng diệt một yêu tộc, thực lực yêu tộc đó ngang ngửa nhân tộc. Nó từng đấu với tổ long vương của long tộc, tuy rằng bị tổ long vương đánh bại nhưng nó cũng làm tổ long vương bị thương. Chết tiệt, ta đã thấy lạ sao mấy ngàn năm chưa từng nghe tin con ma long này, ai ngờ nó bị người phong ấn tại đây. Ai có thể phong ấn nó? Mao Ô Quy sợ run cầm cập. Chúng ta nhanh chóng chạy đi, đừng chê vào tên to con này. Mới rồi ngươi không chết bởi vì nó bị phong ấn, thêm vào may mắn. Nhưng bây giờ nó có thể phun ra hơi thở rồng, nghĩa là đã tìm ra sơ hở phong ấn, không chừng sắp phá phong trở ra. Không chút nghi ngờ, con ma long bị phong ấn từng danh chấn thiên hạ, là tồn tại từng đồ một chủng tộc. Thể chất phong phi vân mạnh mẽ, vốn không bị thương quá nặng, chốc lát sau đã phục hồi đến trạng thái đỉnh cao. Phong Phi Vân nói, dưới lòng đất có cánh cửa to, không biết đi thông tới đâu, ta cảm thấy chỗ đó không tầm thường. Mao Ô Quy kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi nữa? Phong Phi Vân lại triệu hoán ra thiên tủy binh đàm ngưng tụ thành chiến đao, nói, tại sao không đi, ta cảm thấy đằng sau cánh cửa kia ẩn giấu bí mật lớn liên quan Đồng Lô Sơn, có lẽ có đường đi thông thần tảng yêu ma. Chờ thần tảng yêu ma tự mở chẳng bằng mình chủ động ra tay, tìm con đường đi thông thần tảng yêu ma. Trong lòng Phong Phi Vân còn điều lo âu khác, đó là diệt thế giả vực ngoại. Bảy thuyền cổ đã lần lượt xuất thế, lời tiên tri của Thái Cổ Thần Phượng sắp chứng thực, thời gian càng lúc càng gấp. Phong Phi Vân không biết nhiều về diệt thế giả vực ngoại, có lẽ chỉ khi tìm được mộ chủng Thái Cổ Thần Phượng mới được hiểu đáp án hơn. Tây Môn Suy Tiêu lên tiếng. Phong Huynh nói rất đúng. Ta nguyện giúp Phong Huynh một tay. Phong Phi Vân không âu vội hành động, hắn tụ tập huyết giao, thánh thực quả lại, cả đám bàn bạc kế hoạch xong lại đến bên cạnh sa mạc. Thánh thực quả sợ hãi hỏi. Nhị đại gia, hai chúng ta thật sự phải đi đấu với con ma long kia sao? Thánh thực quả lăn trên cát vàng, người run run. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Thành thật, đừng bị lời của gia gia ngươi hù sợ, nam nhân sống ở trên đời này có cái nên làm. Có việc không nên làm. Vào thời Thái Bình chúng ta có thể tiên y nộ mã, túng tửu đa tình, mỹ nhân vào lòng, hôm nay chỉ say xưa. Nhưng nếu có ngày, trời sập thì dù chúng ta biết lực lượng mình nhỏ yếu vẫn phải can đảm vươn hai tay ra chống trời. Mắt thánh thực quả sáng rực nói. Cái này là đầu đội trời chân đạp đất. Không vĩ đại như thế. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Cái này gọi là trách nhiệm. Phong Phi Vân vung tay. Một đao chém sa mạc xé rách mặt đất, cát vàng như tác nước đổ xuống đất. Đi! Thánh thực quả biến thành luồng sáng đen vạch đường cong yêu nhã bay vào khe đất nứt. Phong Phi Vân đạp trên thánh thực quả lao vào lòng đất, giơ đao đứng thẳng. Ma Long, ta lại đến chiến với ngươi. Mao Ô Quy, huyết giao, Tây Môn Suy Tiêu cũng lặn xuống lòng đất, đứng cách Phong Phi Vân thật xa, sợ bị Ma Long phát hiện. Huyết giao nhỏ giọng nói. Các ngươi nói xem Phong Phi Vân có bị ma long ăn mất không? Tây Môn Suy Tiêu ấn huyết giao trở vào túi áo, nhìn hắc ám trước mắt, nói. Mảnh đất này có lực lượng kỳ lạ ức chế, lực lượng nào vượt qua vũ hóa cảnh sẽ không phát huy sức mạnh được. Phong Huynh trừ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc yếu hơn ma long ra về lực lượng không thua kém bao nhiêu. Đằng trước đã đánh nhau túi bụi. Cơ thể Phong Phi Vân ở trước mặt đại ma long nhỏ như con kiến. Nhưng hắn bộc phát ra lực lượng không nhỏ chút nào. Mỗi trưởng vỗ ra đánh nát mấy chục miếng vảy rồng. Grau, bán yêu ti tiện, người dám đấu với ta. Đại ma long bùng nổ long uy khổng lồ vô biên, lực lượng hùng dũng như nước cuồn cuộn, tựa hải thần trên biển có thể đánh rơi bầu trời. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, tầng khí thánh linh bao bọc người Phong Phi Vân. Tay Phong Phi Vân cầm chiến đao xuyên qua các sợi xích huyền ngọc, một đao chém vào đầu đại ma long. Muốn chém thủng một trong 18 đôi mắt. Mắt rồng to kinh khủng, đường kính khoảng hơn một vạn thước, tựa như tinh cầu màu xanh biếc. Mắt rồng bắn ra khí lạnh giá, vô số khí lạnh bay ra, mỗi khí lạnh như một con tinh long. Thánh thực quả dưới chân Phong Phi Vân rất nhanh nhẹn, nó xuyên toa giữa các long khí. Mỗi giây đều cực kỳ nguy hiểm, một khi dính phải long khí chắc chắn sẽ bị đóng băng. Bị long khí đông lại, rơi vào tay đại ma long thì chết chắc. Thiên tủy binh đảm biến thành chiến đao, nhát đao chém vào mắt đại ma long nhưng chỉ rạch một đường dài mấy thước, không gây ra vết thương lớn.
Đại ma long ăn đau người lăn lộn, thò vuốt cào Phong Phi Vân. Bán yêu, người đã chọc giận ta. Ta muốn tiêu diệt tất cả bán yêu trên đời, tàn sát toàn nhân tộc. Đồng Lô Sơn lắc lư, thần tấn vương triều rung bần bật, đất đai nứt ra, núi cao sụp xuống, cung lầu tan nát. Phong Phi Vân xuyên toa giữa các khí lưu hỗn loạn, lại lao vào đại ma long. Phong Phi Vân khiêu khích. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Trong khi Phong Phi Vân và đại ma long đánh nhau túi bụi, Tây Môn Suy Tiêu cùng Mao Ô Quy, huyết dao đã lặng lẽ lòn qua các sợi xích vòng ra sau lưng đại ma long. Cả ba đến trước cánh cửa sắt đen. Cánh cửa rất kỳ lạ, cao 99 trượng, không biết làm bằng chất liệu gì. Khi một tay huyết dao đụng vào cánh cửa liền bị khí lạnh đóng băng thành con băng dao. Phong Phi Vân và đại ma long địa chiến đã đến đỉnh cao. Phong Phi Vân triệu hoán tam vị chân hỏa lô, bát quái đạo ấn, thiên tủy binh đàm, các loại thần thông phô thiên cái địa đổ ập xuống, đánh đại ma long mở mắt chỉ biết phòng ngự. Kiếp diệt vạn đạo pháp, thiên kiếp lực. Phong Phi Vân giáng một chưởng vỗ vào đầu đại ma long, mấy trăm lực lượng thiên kiếp giáng xuống, tia chớp đan xen như cảnh thiên địa sơ khai, rất khủng khiếp. Đệ nhất trọng kiếp lực trong kiếp diệt vạn đạo pháp là địa kiếp lực. Đệ nhị trọng kiếp lực là tử kiếp lực. Đệ tam trọng kiếp lực là thiên kiếp lực. Hiện giờ Phong Phi Vân đã tu luyện đến đệ tam trọng kiếp lực, có thể điều động lực lượng thiên kiếp cho mình dùng. Mao Ô Quy không dám tin vào mắt tầm mình. Sao Phong Phi Vân mạnh mẽ như thế? Đè đầu đánh ma long khủng bố, nếu đồn ra ngoài chắc đám thủ lĩnh long tộc rất trong mắt. 9 lần thiên kiếp qua đi, cơ thể đại ma long bốc khói, phải rơi rụng thành bột đen. Phong Phi Vân liên tiếp dẫn động 9 lần thiên kiếp cũng mệt ná thở, nhưng hắn biết đại ma long yếu ớt hơn mình, lúc này càng không thể dừng lại. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân kết ấn, Phật quang đầy trời tụ tập vào hắn biến thành biển Phật khí. Phong Phi Vân như thánh tăng đứng trên biển Phật, lưng hiện pháp tướng thánh Phật, ấn ký bảo luân Phật ra hiện ra trên đầu, tụ tập tinh khí bốn phương cô đọng ra khổ hải vô biên. Đây là Phật pháp cao nhất trong Phật môn, chỉ những thánh tăng đắc đạo mới tu luyện Phật ý đến cảnh giới này được. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện bước tàm đồ thứ 4 trong Kim Tàm Kinh đến đại viên mãn thì lĩnh ngộ ra thần thông Phật pháp này. So với càn khôn trưởng ấn thiên địa lĩnh ngộ trong bước thứ 3 thì khổ hải vô biên thêm Phật hật ý, ít đi hung dữ. Biển Phật dậy sóng bao phủ đại ma long, từng đợt Phật ý xâm nhập thân thể, ảnh hưởng tinh thần. Tầng tầng Phật ý ức chế cơ thể đại ma long rút nhỏ dần, cuối cùng nhỏ cỡ mắt rồng đường kính hơn 1 vạn thước. Xích sắt bao bọc mắt rồng, tà khí và lệ khí đậm đặc, đến gần nó sẽ bị khí ô tọc ăn mòn cơ thể. Chỉ một con mắt tạo ra áp lực khổng lồ. Thánh thực quả nhìn con mắt rồng phía xa, long văn đan xen trên con mắt như muốn nuốt linh hồn người. Ủa, sao chỉ có một con mắt, ma long đâu? Phong Phi Vân thu về Phật khí, đứng thẳng trong không trung. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Ma long sớm đã trốn ra phong ấn, chỉ để lại một con mắt. Có hai lý do, một là ma long phải dùng một con mắt thay thế thân thể mới trốn khỏi phong ấn được, đây là kim thiền thoát xác. Thứ hai, ma long để lại con mắt tại đây biến thành thân thể mình để đánh lừa người phong ấn nó, chân thân đã thoát khốn từ lâu. Thánh thực quả nói. Một con mắt đã lợi hại như vậy, nếu là bản thể thì khủng bố biết mấy, chắc còn mạnh hơn cả Thanh Liên nữ thánh. Đúng là đại ma đầu. Phong Phi Vân cười nói. Tu vi đến đẳng cấp như bọn họ thì chúng ta không ước đoán được. Bọn họ chỉ tu luyện nhiều hơn chúng ta mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Chờ khi nào tu vi của ta bước vào cảnh giới thánh linh cũng sẽ đuổi kịp bước chân của bọn họ, lĩnh ngộ đại đạo vô thượng nhất cuộc đời, so tài cao thấp với họ. Mắt đại ma long bị kim tàm Phật khí hoàn toàn tịnh hóa, tỏa ra ánh sáng Phật nhạt. Bàn tay Phong Phi Vân ấn trên mắt ma long, con mắt nhỏ dần cuối cùng thành long châu to cỡ nắm tay, ánh sáng rực rỡ chứa uy lực khổng lồ. Phong Phi Vân chiếu ánh sáng long châu lên trên, ánh sáng sắc bén phá tan lớp đất chiếu thẳng lên trời, lao ra tầng mây, bay vào trời sao, đâm thủng một tinh cầu vực ngoại. Tinh cầu bị lực lượng đánh nát một nửa, chảy dung nham đỏ thẫm trong trời sao, chiếu đỏ hắc ám xung quanh. Mắt ma long mạnh quá, uy lực thật kinh khủng, không uổng là mắt của một trong mấy ma đầu khủng bố nhất thiên hạ. Phong Phi Vân nâng mắt ma long, cánh tay phát ra Phật quang lấp lánh không ngừng tịnh hóa con mắt rồng, cũng luyện hóa nó. Phong Phi Vân định tế luyện mắt rồng thành chiến bảo của mình. Mao Ô Quy, huyết dao,
Tây Môn Suy Tiêu còn bị chặn bên ngoài cánh cửa, không tìm được cách vào trong. Các ngươi lui ra đi, để ta thử. Phong Phi Vân nâng mắt ma long, ánh sáng xanh biếc bắn ra từ mắt rồng đánh vào cửa đen. Ánh sáng mắt ma long đánh vào cánh cửa đen nở rộ thần quang rực rỡ, sóng năng lượng khuếch tán. Ầm 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 ầm. Đồng Lô Sơn lại lung lay, dung nham tuôn trào từ lòng đất. Cánh cửa sắt đen lù lù bất động, lực lượng mắt ma long cũng không thể mở ra. Một cánh cửa không thể mở. Phong Phi Vân đáp xuống, nhìn chằm chằm cánh cửa. Trên cánh cửa đen khắc một số chữ xa xưa, nét chữ rất nhỏ, vị trí một bàn tay chen chúc 10 vạn con chữ. Nếu nhìn kỹ càng sẽ làm người ta choáng váng. Phong Phi Vân không công kích lần thứ hai, sợ đánh sập chỗ này. Cửa này cứng còn hơn quy môn trong cửa quỷ môn thứ nhất. Mao Ô Quy nhìn mắt đại ma long trong tay Phong Phi Vân. Ngươi lấy con mắt của đại ma long. Phong Phi Vân hỏi ngược lại. Tại sao không lấy đi? Mao Ô Quy sốt ruột dậm chân. Nếu đại ma long sớm thoát khốn thì không chừng đã phục hồi đến đỉnh cao. Ngươi đánh bại mắt đại ma long là được rồi, còn dám luyện hóa mắt của nó. Nếu bản tôn tìm ngươi thì khi đó thần cũng không cứu ngươi được. Phong Phi Vân không sợ hãi nói. Ta luyện hóa hơi thở trong mắt đại ma long là xong, nó sẽ không tìm được ta. Vớ vẩn, ngươi nghĩ ngươi là thánh linh chắc, ngươi dám nói luyện hóa được hơi thở của đại ma long. Dù là cỡ vô thường quỷ chủ cũng không có lá gan đó, không thể nào luyện hóa. Phong Phi Vân nói. Chuyện vô thường quỷ chủ không làm được nhưng ta thì có thể. Trong người Phong Phi Vân có 10 vạn 8 ngàn ý chí thánh linh, với lực lượng này dư sức luyện hóa lực lượng đại ma long sót lại trong con mắt. Bùm 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 bùm. Mắt đại ma long vùng vẫy dữ dội, hầu như đánh nát ngón tay Phong Phi Vân để thoát ra ngoài. Quả nhiên lại bắt đầu phản kháng. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, dốc sức luyện hóa hơi thở khổng lồ trong mắt đại ma long. Tiểu tử, ta đã biết lai lịch của ngươi. Nghĩ tình ngươi có dòng máu long tộc, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng mở cánh cửa kia ra, thứ bên trong ngươi không tưởng tượng được. Phong Phi Vân không cho mắt đại ma long có cơ hội nói tiếp. Phong ấn hơi thở đại ma long có trong mắt rồng, nhưng không thể xóa bỏ. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ không cách nào tiêu trừ hơi thở này, lực lượng của đại ma long thật khủng khiếp. Một ma nhãn không thể luyện hóa, vĩnh tồn trong thiên địa. Mắt đại ma long yên ổn lại, Phong Phi Vân cất nó đi. Phong Phi Vân ngước lên nhìn cánh cửa đen to lớn trước mắt, lòng do dự. Phong Phi Vân bị lời nói của đại ma long ảnh hưởng. Nhưng Phong Phi Vân suy nghĩ một vấn đề. Đại ma long không dám mở cánh cửa ra, phải chăng đằng sau cánh cửa đen có thứ gì làm đại ma long phải e ngại? Một cánh cửa chứ có gì mà sợ, quỷ môn quan còn đi qua, sợ cái gì? Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết tiến lên một bước, tay tụ Phật quang hùng hồn đánh vào cánh cửa đen. Khí lạnh tuôn ra từ cánh cửa đen chớp mắt đóng băng bàn tay Phong Phi Vân một lớp dày. Phá! Người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa hừng hực hòa tan băng cứng trên tay. Phong Phi Vân dần cảm giác tay chìm xuống cánh cửa, như rơi vào nước bùn. Chữ trên cánh cửa đen di chuyển hình thành vòng xoáy lớn, trung tâm vòng xoáy là bàn tay Phong Phi Vân. Hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trước mắt Phong Phi Vân, thần thức và linh hồn hắn bay vào cánh cửa đen. Phong Phi Vân thấy biển cả bí ẩn mênh mông vô biên, hai con mắt to lơ lửng trên biển như mặt trời và mặt trăng treo cao, tỏa ánh sáng rực rỡ. Thanh âm xa xưa truyền vào tai Phong Phi Vân. Trở về đi, hiện tại chưa phải là lúc ngươi đến. Thanh âm không biết đến từ đâu, rất quái dị, không thấy chỗ nào có người. Thanh âm tự động xuất hiện trong đầu Phong Phi Vân như thể bản thân hắn nói chuyện với mình. Cánh cửa đen lõm xuống, vô số hàng chữ xoay tròn, nửa người Phong Phi Vân chìm xuống. Phong Phi Vân cố gắng đứng vững, hỏi. Ngươi là ai? Chỗ này là đâu? Tại sao nói hiện tại chưa phải lúc ta đến? Thanh âm cổ xưa xa xăm lại vang lên. Trở về đi, người muốn tìm đáp án không có ở đây. Nơi này là vùng đất giam cầm, cánh cửa này sẽ không mở vì ai. Khi cửa mở ra là lúc 7 linh thuyền cùng xuất hiện. Phong Phi Vân không lùi bước, hỏi. Ngươi là tiên linh thái cổ thần phượng sao? Im lặng thật lâu. Ta nói rồi, người muốn tìm đáp án không có ở đây. Duyên khởi duyên lạc, sớm đã định trước. Nếu ngươi muốn tìm đáp án trong lòng thì hãy can đảm hơn, đi tìm người thắt nút đi.
Phong Phi Vân đến đây có lý do rất lớn là muốn tìm luân hồi chi ấn đã bị Thái Cổ Thần Phượng lấy đi, vì Phượng Phó từng nói luân hồi chi ấn có thể cho hắn biết bí mật kiếp trước kiếp này. Đây là cái gút trong lòng Phong Phi Vân, phải mở ra. Nhưng thanh âm trong cánh cửa đen nói cho Phong Phi Vân biết đáp án không có ở đây, hắn cần đi tìm người thắt nút. Người thắt nút ý chỉ người kia trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân cắn chặt răng hỏi. Tiền bối, xin cho ta biết bảy linh thuyền xuất thế thật sự sẽ nghênh đón tai kiếp sao? Đúng vậy. Lòng Phong Phi Vân thít chặt, hỏi tiếp. Ta phải làm sao? Làm sao là chuyện của ngươi, không liên quan đến ai? Phong Phi Vân thất vọng chậm rãi rụt tay về, lùi bước. Cánh cửa đen chứa bí mật vô cùng, lực lượng hùng hồn vô biên. Tu vi như cánh cửa đen không thể mở ra được. Chữ trên cánh cửa đen lại vận chuyển thành vòng xoáy lớn, sinh ra gió lạnh thấu xương. Trong gió bay ra ba giọt máu nhập vào người Phong Phi Vân, huyết khí không gì sánh bằng như ba ngôi sao đỏ máu quay quanh thánh linh nội đan. Ba giọt máu chứa lực lượng to lớn, mạnh hơn trong thánh linh nội đan gấp vô số lần. Hãy lợi dụng ba giọt máu này cho tốt, có lẽ sẽ cứu mạng ngươi ba lần. Thiên địa sắp loạn, hiện tại phồn hoa hưng thịnh chỉ là khúc nhạc dạo khi tận thế đến, dáng chiếu khi mặt trời lặn, sẽ bị bóng tối thay thế. Nhớ kỹ, luôn giữ bản tâm của mình, muốn làm gì cứ làm. Không ai dạy ngươi làm gì được, chỉ có bản thân ngươi biết mình làm gì. Phong Phi Vân mừng hết lớn, khom người cúi đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nơi này sắp chìm vào lòng đất, sẽ không mở ra nữa, mãi khi nào bảy linh thuyền cùng xuất thế. Phong Phi Vân đứng yên tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, đối phương nói mấy câu nhắc nhở làm hắn trong sáng hẳn ra. Đối phương không lộ ra thân phận nhưng Phong Phi Vân xem đó là tiên linh bất diệt của Thái Cổ Thần Phượng. Không ai có thể dạy ta làm gì, vì con đường nằm ngay dưới chân ta. Huyết Giao nói. Các ngươi nói xem tại sao Phong Phi Vân ấn tay vào cửa là cánh cửa tự động xoay tròn, còn ta ấn vuốt vào liền bị đóng băng. Huyết Giao không phục nhưng cũng không dám thử nữa. Tây Môn Suy Tiêu đăm chiêu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm nói. Có lẽ vì Phong Huynh khác với người thường, như chúng ta không thể luyện hóa mắt đại ma long nhưng Phong Huynh thì có thể. Phong Huynh đúng là một vị dị nhân. Phong Phi Vân rụt tay về, mỉm cười hỏi. Các ngươi đang nói chuyện gì? Mao Ô Quy chạy tới hỏi. Này, sao rồi, có thể mở cửa không? Mới rồi Phong Phi Vân trải qua nhiều điều nhưng ở trong mắt Mao Ô Quy, Tây Môn Suy Tiêu, Huyết Giao thì hắn chỉ đứng yên tại chỗ, tay dán cánh cửa đen chứ không có gì lạ. Bọn họ không biết Phong Phi Vân đối thoại với người bí ẩn. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ra khỏi đây rồi nói, nơi này. Phong Phi Vân lại nhìn cánh cửa đen. Nơi này sắp chìm xuống lòng đất. Mao Ô Quy, Tây Môn Suy Tiêu, Huyết Giao rất ngạc nhiên. Đám người Phong Phi Vân ra khỏi Đồng Lô Sơn, trong núi vang tiếng nổ điếc tai. Đất đai mấy chục vạn dặm sụp xuống thành cái hố to không đáy. Nhóm Phong Phi Vân đứng bên cạnh cái hố nhìn bóng đen sâu thẳm. Rất nhanh đất sụp xuống bị nước từ đâu chảy đến lấp đầy thành biển cả mênh mông, sóng vỗ dập dìu. Chỉ một giây đã tang điền biến thương hải. Tây Môn Suy Tiêu sờ cằm. Khó tin thật. Biểu tình Tây Môn Suy Tiêu tràn đầy ngạc nhiên, gã không tin nổi vào mắt mình. Mao Ô Quy nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, hỏi. Tiếp theo định đi đâu? Phong Phi Vân đứng cạnh bờ biển, đón gió biển thổi nhìn phương xa. Phong Phi Vân nói. Ta muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng trước đó ta cho rằng chúng ta nên đến Thần Tấn Vương Triều ăn uống no say đã. Không biết Tuyệt Sắc Lâu còn mở không? Tâm tình Phong Phi Vân tốt hơn nhiều. Được người bí ẩn nhắc nhở, Phong Phi Vân dám gặp cả Thủy Nguyệt Đình, trên đời còn gì đáng sợ hơn? Mao Ô Quy cười gian. Ta thì thấy ngự trù hoàng tộc làm cá chỉ vàng ngàn năm rất ngon. Chân trời có đám tu sĩ bay tới, quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Bái kiến thần vương đại nhân, Mạc Tượng phụng lệnh lão thần vương mời thần vương đại nhân về thần đô gặp mặt. Mấy tu sĩ này là thiên hầu trong thần võ quân, rất cung kính với Phong Phi Vân. Bọn họ biết nam nhân đứng trước mặt có tu vi không thể ước chừng, tựa như thần linh. Lão thần vương có ơn với Phong Phi Vân nên hắn phải đi thần đô. Đêm đó thần đô sôi trào, thần vương phủ mở tiệc tối, người được mời toàn là thiên hầu, phủ chủ, hoặc lãnh tụ tông phái đẳng cấp cự phách. Phong Phi Vân ngồi chung với người quen như tộc trưởng Ngân Câu gia tộc, đại đệ tử của thần vương Trương Bá Đạo,
mấy thiên hầu thần vương phủ, mấy tháp chủ vạn vật tháp. Những người trước kia Phong Phi Vân phải ngước nhìn giờ nhường hắn ngồi ở ghế trên. Phong Phi Vân tặng một linh quả vạn năm cho lão thần vương, đối với cảnh giới hiện tại của lão thần vương thì linh quả vạn năm đủ tăng một đại cảnh giới. Phong Phi Vân hỏi thăm đại chiến 10 năm trước, Diêm Vương, nữ ma chẳng phải người hiền lành gì, sẽ không quan tâm an toàn của tu sĩ ngũ đại vương triều. Trận chiến ấy đúng là đánh ngũ đại vương triều biến hình, tử thương vô số, tai nạn ngập trời. Một thiên vương kể, sau trận chiến thế lực ngũ đại vương triều hoàn toàn thay đổi. Thần linh cung từng mạnh nhất nhưng vì thần cung chủ chết trận, linh cung chủ mất tích nên tụt dốc. Sau khi tà hoàng chết, Xâm La diện lại chia rẽ. Bốn vương triều khác cũng gặp tổn hại nặng, nhiều người chết. Một số tông môn cường đại bị diệt tộc. Một năm sau đại kiếp nạn, các đại tông môn, triều đình toàn bận việc chôn xác. Vũ hóa mộ nguyên thành nghĩa địa thật sự. Trận chiến ấy ảnh hưởng sâu xa, đẳng cấp thiên hầu nhớ lại cũng phải trắng mặt. Lão thần vương Long Xuyên Phượng cười nói. Nhưng bây giờ ngũ đại vương triều đã thống nhất, thuộc quyền thần tấn vương triều, xem như thiên hạ thái bình. Phong Phi Vân nâng chén đáp lễ. Chắc thần tấn vương triều có đại hiền năng, thống nhất ngũ quốc, thật là đáng vui đáng mừng. Long Xuyên Phượng nói. Chuyện này xảy ra vào một năm trước, Trung ương vương triều thứ 6 phái sứ giả đến khiến ngũ đại vương triều thống nhất, thuộc quyền thần tấn vương triều thống trị. Nói đến đây Long Xuyên Phượng nghiêm nghị hơn. Tiểu tử tu vi của vị sứ giả kia đã đến cảnh giới hiền giả vũ hóa cảnh, chỉ đi hoàng cung bốn vương triều khác một vòng. Hôm sau quân vương bốn vương triều đến thần đô đầu thành, cam nguyện trở thành phụ thuộc của thần tấn vương triều. Phong Phi Vân con người co rút, không ngờ xảy ra chuyện lạ này. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Một năm trước là lúc Trung ương vương triều thứ 6 xảy ra thay đổi lớn. Thần thiên tước gia bị đuổi xuống đài, hoàng tộc Long gia lại lần nữa cầm quyền. Chắc chú tể thánh đình mới ra lệnh này, dù gì thần tấn vương triều là một chi ánh nh nhỏ của thánh đỉnh Long gia. Nhưng không biết chú tể thánh đình mới lên ngôi là ai. Sau khi Phong Phi Vân đánh tan tác thế lực hệ thần thiên tước gai thì theo nữ ma đi đan đỉnh quỷ thị, hắn không rõ ràng chuyện sau đó. Phong Phi Vân hỏi thăm lão thần vương về tin tức ngọc cơ mạn diệu âm dương song tu môn. Lão thần vương trả lời là ngọc cơ mạn diệu môn chủ âm dương song tu môn cùng ngọc cơ lan lam la sát tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn la sát vương triều cũ từ mấy năm trước đã rời khỏi thần tấn vương triều. Phong Phi Vân xin lão thần vương hỗ trợ xây dựng thái vi nữ thần miếu, giúp thái vi nữ thần ngưng tụ tín ngưỡng và nhang khói. Lão thần vương đồng ý, dạy được đệ tử xuất sắc như Phong Phi Vân luôn là niềm tự hào của Long Xuyên Phượng, lão sẽ không từ chối hắn. Long Xuyên Phượng trêu ghẹo. Bây giờ sống trong tu tiên giới nếu có ai muốn đánh nhau với ta, trực tiếp báo tên ngươi ra, đối phương nghe liền xám xịt bỏ chạy. Phong Phi Vân cười phá lên, rối rít nói. Không khoa trương như thế. Một thiếu nữ xinh đẹp 16, 7 tuổi bước lên bệ múa, 9 thanh quan mặc áo nhiều màu đi theo sau lưng nàng. Các nàng mua trong yến hội. 9 thanh quan là 9 nữ nhân phong hoa tuyệt đại nổi nhất thần đô, mặt hoa da phấn, thân thể mềm mại làm mắt người sáng. Bọn họ đều nghe uy danh của Phong Phi Vân, đồn rằng 10 năm trước tà hoàng chết trong tay Phong Phi Vân, bây giờ 10 năm qua đi, người từng là nhi tử của yêu ma đã đến trình độ gì. Có tin tức truyền về, Đồng Lô Sơn nguy hiểm đáng sợ giờ đã thành biển cả mênh mông, một lần nữa chứng minh nhi tử của yêu ma đáng sợ, tu vi kinh khủng đến không thể suy đoán. Những giai nhân tuyệt sắc danh tiếng nổi khắp thiên hạ đều muốn nhìn phong độ bá chủ vô thượng. Đúng dịp thần vương phủ tổ chức yến tiệc. Các nữ nhân chạy tới hiến nghệ để nhìn Phong Phi Vân. Vũ khúc rất đẹp, thân hình yểu điệu. Mỗi thanh quan cố gắng bày ra tài tình của mình, eo lắc, tóc tơ bay, tựa như tiên cơ thần Nga chỉ vì lọt vào mắt xanh của Phong Phi Vân. Khuỷu tay Trương Bá Đạo đụng Phong Phi Vân, cười khẽ nói. Nữ nhân mặc áo xanh bên trái là hoa đế của Hoa Thanh Cung, tên Liễu Thiên Diệp, một trong bốn mỹ nhân của thần đô. Nhiều thanh niên tài tuấn tôn nàng là nữ thần. Có hứng thú quen biết không? Phong Phi Vân lắc đầu. Trương Bá Đạo không cho rằng Phong Phi Vân thành người ăn chay, nói tiếp. Sư đệ, với tu vi và địa vị của ngươi bây giờ cùng lúc đối phó với mấy tiểu nha đầu chắc không khó khăn gì. Ngươi ngoắc tay một cái thì đêm nay nàng thuộc về ngươi. Phong Phi Vân vẫn lắc đầu. Trương Bá Đạo nói. Được rồi, chắc ngươi không thích loại nữ nhân yêu diễm. Thấy thiếu nữ mặc áo trắng bên trái không?
giờ là đệ nhất mỹ nhân của Tuyệt Sắc Lâu, được tiếng là Tiểu Hồng Nhan. Nàng tên Tuyết Khinh Nhu. Ha ha ha, giờ có hứng thú rồi đi. Đó là Tiểu Hồng Nhan. Phong Phi Vân nhìn Tuyết Khinh Nhu, áo trắng tóc tơ, mắt sáng răng trắng, mặt mày hơi giống Nam Cung Hồng Nhan. Nhưng Phong Phi Vân vẫn lắc đầu. Trương Bá Đạo không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ sư đệ đã qua niên thiếu ngông cuồng, say xỉn gái gú, lòng đã già. Nhưng ngay sau đó Trương Bá Đạo nhận ra mình đã sai, gã thấy sư đệ trừ vừa rồi liếc Tiểu Hồng Nhan một cái ra tầm mắt luôn nhìn thiếu nữ 16, 7 tuổi đứng chính giữa. Thiếu nữ đang múa kiếm. Vóc dáng thiếu nữ nhỏ xinh, eo chỉ cỡ miệng chén, da trắng bóc, tài dài đến eo, mặc trang phục đơn giản, mộc mạc nhất. Người thiếu nữ không trang sức cái gì nhưng toát ra khí chất hơn hẳn chín thanh quan. Kiếm phong như múa bút, lá rụng trên bục sân khấu bay lên. Đôi mắt thiếu nữ sáng trong, rèm nghi công, môi hồng hao, không thoa son phấn nhưng xinh đẹp hấp dẫn hơn chín thanh quan khác. Hấp dẫn Phong Phi Vân không phải sắc đẹp, dáng người của thiếu nữ mà là kiếm của nàng. Kiếm trong tay thiếu nữ là thanh kiếm bình thường, thân kiếm màu đen, lưỡi kiếm không sắc bén. Nhưng thanh kiếm bình thường nằm trong bàn tay thuôn múa tràn ngập đạo vận, mỗi đường kiếm đầy mỹ cảm. Nếu thiếu nữ muốn giết người, thanh kiếm này đâm ra ít ai đỡ nổi. Người bình thường ngắm thiếu nữ múa kiếm, chỉ là cảm thấy nàng rất đẹp, như bươm bướm trong mưa. Cảnh giới như Phong Phi Vân nhìn kiếm ý của thiếu nữ khác tầm thường. Một khúc nhạc xinh đẹp ngừng múa, chín thanh quan lui xuống. Nhưng thiếu nữ vẫn đang múa kiếm, kiếm phong hình thành vầng sáng nhạt. Đột nhiên trường kiếm biến thành tia chớp đâm tới trước mặt Phong Phi Vân. Mấy thiên hầu ngồi ê bên cạnh Phong Phi Vân phản xạ thụt lùi, ghế kêu răng rắc. Bọn họ sợ toát mồ hôi lạnh. Nhát kiếm đến quá mau. Mấy thiên hầu tự hỏi tuyệt đối không tránh khỏi bị thanh kiếm chặt đứt đâu. Trước kia bọn họ chưa từng gặp thiếu nữ này, không biết nàng có lai lịch gì. Phong Phi Vân từ đầu đến cuối ngồi yên tại chỗ, biểu hiện ung dung, dù mũi kiếm chỉ cách trán hắn một tấc. Phong Phi Vân khen rằng, hay, kiếm hay. Tây Môn Suy Tiêu truyền âm. Tây Môn Suy Tiêu hãy cẩn thận, nữ nhân này rất bất phàm. Dù tuổi trẻ mà kiếm ý cao thâm khó dò. Quan trọng nhất là nhát kiếm vừa rồi, nếu đột nhiên tấn công không chừng có thể đâm chết hiền giả vũ hóa cảnh. Nàng mới 16, 7 tuổi, tư chất quá đáng sợ. Huyết Giao cũng thấy rất khó tin, trong nhân tộc lại có tuấn kiệt nghịch thiên đến thế. Huyết Giao cười gian. Ha ha ha, đêm nay Phong Phi Vân xui rồi, thiếu nữ này rõ ràng nhằm vào hắn. Thiếu nữ rút kiếm về, thần kiếm xếp sau cánh tay. Thân thể mềm mại hơi cong vẽ ra đường nét nhấp nhô mỹ miều. Thiếu nữ cung kính quỳ trước mặt Phong Phi Vân, tóc như suối rũ xuống đất, phiêu giật khó tả. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng nói. Đa tạ sư tôn khen ngợi. Tây Môn Suy Tiêu, Huyết Giao kinh ngạc nói. Cái gì, sư tôn? Mao Ô Quy ngây người. Trong yến tiệc hỏi ai hiểu rõ Phong Phi Vân nhất tuyệt đối không phải Long Xuyên Phượng mà là con rùa trắng, nó đi theo hắn lâu nhất. Nhưng Phong Phi Vân hoàn toàn không có ấn tượng Phong Phi Vân thu đồ đệ tươi ngon mọng nước này từ bao giờ. Hắn có tài đức gì? Mao Ô Quy mở ván cược. Chết tiệt, ta cá 100 ức linh thạch lúc trước Phong Phi Vân thu đồ đệ có mục đích không đơn thuần. Huyết Giao cược theo. Ta cá 10 ức linh thạch. Thiếu nữ là đệ tử Phong Phi Vân từng thu, tên Thạch Lan. Năm đó Phong Phi Vân tham gia cuộc tranh giành thần vương, vào thánh địa hoàng tộc thử thách. Khi ấy thiếu nữ mới có 7 tuổi bò ra từ núi thây biển máu. Phong Phi Vân thấy thiếu nữ tuổi nhỏ đã có ý chí kiên cường như vậy, hắn nhận nàng làm đệ tử. Phong Phi Vân không chỉ truyền bất tử phượng hoàng thân cho thiếu nữ, còn truyền công pháp thần dị hơn đó là bất tử ma công. Bất tử ma công rất tà dị, bản thân Phong Phi Vân cũng không dám tu luyện, sơ sẩy một cái là sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc truyền công pháp cho thiếu nữ Phong Phi Vân đã nói rõ ích lợi và chỗ hại khi tu luyện công pháp này, do thiếu nữ tự lựa chọn. Phong Phi Vân và thiếu nữ chỉ có tình thầy trò 3 ngày, khi ấy nàng còn nhỏ xíu. Phong Phi Vân cứ tưởng thiếu nữ đã quên tình sư đồ, ai ngờ nàng vẫn nhớ. Thạch Lan bây giờ không còn là tiểu cô nương bò ra từ xác chết tanh hôi. Nàng lớn phồng phao, thướt tha yêu kiều, tu vi hơn xa bạn cùng lứa. Thạch Lan mạnh còn hơn lứa cùng tuổi với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngờ chuyện này, ngày xưa hắn tùy ý nhận một đệ tử, chỉ dạy nàng 3 ngày ai ngờ nàng tu luyện thành thiên tài.
Ai nhìn nữ nhân yểu điệu quỳ trước mặt mình sẽ thấy bứt rứt, thiên chi kiêu nữ nên đứng trên áng mây nhận muôn vàn ánh sáng mới đúng. Phong Phi Vân nói, ta chỉ dạy nàng 3 ngày, không cần hành lễ lớn với ta. Thạch Lan cố chấp nói, sư tôn có ân cứu mạng, ân dạy dỗ Thạch Lan. Nếu không có sư tôn dạy Thạch Lan đạo tu luyện thì Thạch Lan sớm chết đói trong đống xác chết. Không có sư tôn dạy Thạch Lan cách tu luyện thì Thạch Lan không thể báo thù cho tỷ tỷ, báo thù cho người thân, càng không có thành tựu ngày hôm nay. Thạch Lan suốt đời không quên ân tình của sư tôn. Khuôn mặt xinh đẹp không có nhiều biểu tình, chỉ có kiên cường, kiên quyết, kiên nghị. Phong Phi Vân từng thấy vẻ mặt này lúc Thạch Lan 7 tuổi, bây giờ vẫn như cũ. Trong cõi đời này không thiếu người tư chất tuyệt diễm, nhưng ít ai có tín niệm kiên quyết, đây mới là thứ đáng quý nhất. Lão thần vương mỉm cười nói. Thạch Lan rất ưu tú, ta nhìn nàng lớn lên. Lúc nàng 14 tuổi thì trong thánh địa hoàng tộc không ai là đối thủ của nàng, mấy vị hoàng tổ cũng bị nàng đánh bại. Ta hỏi nàng tại sao khiêu chiến với mấy vị hoàng tổ. Nàng trả lời vì sư tôn nói chỉ khi đánh bại người mạnh nhất nơi đây, phá hư không mới có thể lại gặp sư tôn. Sau này nàng thật sự xé mở hư không ra khỏi thánh địa hoàng tộc. Nàng đi chiến trường Nam Thái Phủ, đi Vũ Hóa Mộ Nguyên, đi Đồng Lô Sơn, đi sâu trong Thập Vạn Sơn Hà, có mấy lần bị thương trở về, tìm đường sống trong chỗ chết. Ta hỏi tại sao làm như vậy? Nàng nói muốn tìm sư tôn, nàng luôn vững tin ngươi không chết trong trận đại chiến 10 năm trước. Phong Phi Vân một lần nữa nhìn thẳng Thạch Lan, nữ nhân nhỏ xinh yếu đuối này trong người chất chứa niềm tin kiên cường. Bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, thật khó tin. Trong nơi tài nguyên thiếu thốn như thần tấn vương triều, Thạch Lan có thể tu luyện đến cảnh giới này đã là kỳ tích. Có thể tưởng tượng Thạch Lan mới 14, 5 tuổi một mình vào Thập Vạn Sơn Hà, đi trong núi non chập trùng nguy hiểm bùa răng, đấu thú vương, trảm tà ma, đấu với trời, với đất, với người. Thạch Lan làm tất cả chỉ để tìm sư tôn từng cứu nàng, truyền công pháp cho nàng. Khi ấy Thạch Lan mới có 7 tuổi. Là lứa tuổi đa số người mơ hồ vô tri. Phong Phi Vân không ngờ hắn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tuổi thơ của tiểu cô nương kia. Ngày xưa Phong Phi Vân nhận Thạch Lan làm đồ đệ chỉ xem như thử thách, còn với Thạch Lan là nàng thay đổi cuộc đời nàng. Từ nay cuộc đời Thạch Lan không còn bình thường, tối tăm, như Mỹ Ngọc trong tảng đá tỏa sáng, tràn ngập sắc màu truyền kỳ. Bữa tiệc chấm dứt, Phong Phi Vân qua đêm trong thần vương phủ. Đêm hôm đó Phong Phi Vân vào Thiên Quốc. Các tu sĩ trong Thiên Quốc nghe Phong Phi Vân nói đã trở về thần tấn vương triều thì chạy ra. Phong Khanh Khanh quyết định về Phong gia một chuyến, nơi đó còn người thân của nàng. Phong Khanh Khanh rất tà khí nhưng nàng vẫn là một nữ hài tử. Long La Phù ra khỏi Thiên Quốc, đi đế cung thần tấn vương triều. Các đệ tử Phật môn ngự thú trai không ra ngoài, vì so với thần tấn vương triều, linh khí và tài nguyên. Hoàn cảnh tu luyện trong Thiên Quốc phong phú hơn nhiều, có thể gọi là thánh địa tu luyện. Mấy năm nay khá nhiều người ngự thú trai vào cảnh giới Niết Bàn. Phu Thanh Họa, Đàn Thanh Tố đến Niết Bàn đệ tam trọng thiên, tu vi tăng vùn vụt. Phong Phi Vân đã lấy ra kinh Phật cao sâu Phật Tàm Tử để lại trong Thiên Quốc truyền cho bọn họ. So với công pháp tu luyện của ngự thú trai thì những quyển kinh Phật kia cao hơn mấy cấp bậc. Phong Phi Vân muốn phát triển Thiên Quốc thành thánh địa Phật môn. Chỉ trông nhờ vào đám đệ tử Phật môn ngự thú trai thì thiếu nhiều. Phong Phi Vân bài bố huyền cực cổ trận đài trong Thiên Quốc, đầu bên kia nằm ở thần tấn vương triều. Miễn đệ tử Phật môn tu vi đến cảnh giới Niết Bàn là có thể qua huyền cực cổ trận đài đến thần tấn vương triều tuyển nhận đệ tử, truyền bá Phật Pháp. Đây chỉ là một khởi đầu, Phong Phi Vân còn đi nơi khác bài bố cổ trận đài, để tu sĩ trong Thiên Quốc có liên lạc với bên ngoài, thu môn đồ, chiêu hiền nạp sĩ. Muốn vào Thiên Quốc sẽ chịu thử thách tâm tính cực kỳ nghiêm khắc. Người bụng dạ xấu xa tuyệt đối không thể trở thành môn đồ Thiên Quốc. Bên bờ sông Tấn, khúc sông rộng, nước sông êm đềm, sóng nước lăn tăn như cảnh tiên. Giữa dòng nước có một hòn đảo bí ẩn thấp thoáng trong các tầng sương mù, như ẩn như hiện. Quanh hòn đảo dày đặc đá ngầm, thuyền khó đến gần. Mặt nước đặt nhiều cấm chế, trận pháp, dù là tu sĩ vũ hóa cảnh cũng đừng hòng dễ dàng xông vào. Huyết Giao vừa bày trận pháp dưới đáy nước vừa ai oán lẩm bẩm. Số cực nhọc, trời ạ, đại gia, các ngươi đều là đại gia, chỉ có lão tử cực khổ nhất. Phong Phi Vân định đặt cổ trận đài liên kết Thiên Quốc và hòn đảo nhỏ nên cần trận pháp bảo vệ chỗ này.
Phong Phi Vân giao nhiệm vụ bày trận pháp cho Mao Ô Quy, nó lại chuyển bóng cho Huyết Giao. Có câu là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tép, tép ăn phù du ăn bùn. Huyết Giao chính là cục bùn bị ăn. Phong Phi Vân không rảnh rỗi, hắn bày huyền cực cổ trận đài trên đảo nhỏ, đặt các khối long linh thạch vào đúng vị trí. Phong Phi Vân bạn rộn một ngày mới bày xong huyền cực cổ trận đài. Chán Phong Phi Vân toát mồ hôi nói. Thiên Quốc và Thần Tấn Vương Triều liên kết, nhà đầu Tiểu Khanh Khanh muốn quậy phá cũng có thêm chỗ mà chơi. Để bày ra huyền cực cổ trận đài rất tốn công sức. Một chiếc khăn trắng lau mồ hôi chán cho Phong Phi Vân, khăn vương mùi thơm. Thạch Lan cất khăn, hai tay ôm chuôi kiếm đứng thẳng bên cạnh đảo, người thẳng còn hơn cả thanh kiếm. Phong Phi Vân liếc Thạch Lan, thầm nghĩ. Đồ đệ thật ngoan, khéo hiểu lòng người. Phong Phi Vân ngồi trên lan can gỗ đỏ thắm dưới tòa đình, nhìn nữ đồ đệ luôn theo sát bên mình. Thạch Lan đã tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến trình độ nào? Eo Thạch Lan cột dây lưng xanh vẽ vòng eo nhỏ xíu, mặc áo trắng thiên khâm, gáy trắng nõn, bộ ngực hơi nhỏ. Thạch Lan nhếch môi mỏng, không chút yêu diễm, cũng không lạnh lùng mà dịu dàng, nhưng trong dịu dàng chứa mũi nhọn sắc bén. Tựa như thanh kiếm bén khắc hoa văn trang sức, bề ngoài nhìn đẹp. Món đồ trang sức, nhưng kiếm rút khỏi vỏ lại bén hơn bất cứ thanh kiếm này trong thiên hạ. Người Thạch Lan mềm mại, tĩnh như xử nữ, yêu nhã thanh lệ, tóc dài bay trong gió, da búng da sữa. Thạch Lan trả lời. Bẩm sư tôn, đã tu ra 12 khối xương phượng. Phong Phi Vân gật gù, hỏi tiếp. Tu luyện bán yêu đến tầng thứ mấy rồi? Trong tu luyện Thạch Lan đã chết 4 lần. Đối với Thạch Lan thì bất tử Phượng Hoàng thân chỉ là cơ sở tu luyện, dùng để cơ thể khỏe mạnh hơn. Bán yêu mới là công pháp Thạch Lan tập trung tu luyện. Phong Phi Vân đã từng cẩn thận nghiên cứu bán yêu. Loại công pháp này rất kỳ lạ, khác với các công pháp khác trong tu tiên giới, xác suất tu luyện thành công rất nhỏ. Cách tu luyện khiến sức chiến đấu thật sự của Thạch Lan khó mà phân chia bằng cảnh giới truyền thống. Bởi vì mỗi lần Thạch Lan chết giả một lần có thể tu luyện mấy trăm năm. Mấy ngàn năm trong lần chết giả đó. Nhìn như Thạch Lan chết giả một đêm hoặc mấy phút nhưng ý thức trải qua xa xôi đến nỗi người bình thường khó hiểu. Đương nhiên trong trạng thái chết giả sơ sẩy một cái là chết thật. Loại cân bằng này dù là thánh linh chưa chắc nắm giữ được, nên sau khi Phong Phi Vân được loại công pháp này hắn không tu luyện, không phải hắn không dám mà vì không cần phải mạo hiểm. Có lẽ trước Phong Phi Vân cũng không ai thử nghiệm, Thạch Lan là người thứ nhất tu luyện bán yêu. Phong Phi Vân, Thạch Lan giống nhau về điểm này. Hai người đi con đường chưa ai từng đi, một mình mở con đường mới, tự sáng tạo kỳ tích, cái này yêu cầu tâm trí rất cao. Phong Phi Vân nhìn thiếu nữ yếu đuối trước mắt, nàng mới có 17 tuổi đã qua thử thách chết chóc 4 lần. Nhiều người đối diện cái chết thì sợ xanh mặt, chân mềm như bún, thậm chí chết ngất. Thạch Lan vượt qua thử thách chết chóc 4 lần nhưng vẫn kiên quyết đi con đường này. Cảm giác khác hẳn với Niết Bàn. Đây là tiếp xúc với cái chết thật, cầu thông tử vong, gần sát tử vong. Phong Phi Vân là người đã chết một lần, hắn hiểu cảm giác của Thạch Lan. Phong Phi Vân hỏi, cảm giác trước khi chết một giây như thế nào? Hai tay Thạch Lan một chuôi kiếm, mũi kiếm cắm vào tảng đá, khí thế thẳng tắp. Thạch Lan trả lời, không dễ chịu. Phong Phi Vân cười hỏi, mỗi lần trước khi Thạch Lan định chết trong tu luyện có hận ta không? Thạch Lan nhìn thẳng đôi mắt Phong Phi Vân, ánh mắt sắc bén như hai luồng kiếm quang. Thạch Lan trả lời. Sư tôn từng nói LT bán yêu phải là người tràn ngập khao khát sự sống, dù trong tuyệt cảnh tận phút cuối cũng không thể tuyệt vọng, trong lòng luôn có tín niệm kiên quyết là ta sẽ sống lại. Mỗi lần nhớ lời sư tôn nói là Thạch Lan không sợ chút nào. Thạch Lan vừa thuật lại lời Phong Phi Vân từng nói, không sai một chữ. Thạch Lan nhớ rõ từng chữ Phong Phi Vân đã nói. Mấy năm nay câu đó ảnh hưởng Thạch Lan rất nhiều, sâu đến nỗi nàng quên nỗi sợ chết chóc. Phong Phi Vân chưa từng cho rằng hắn có điểm nào thành công. Hắn là kẻ thất bại trong tình cảm, không thuận buồm xuôi gió trong tu luyện như người ta, làm việc thì lúc co lúc giãn, vừa chính vừa tà. Dù Phong Phi Vân phá vỡ nguyền rủa bán yêu thì hắn vẫn không cho thấy tự hào gì. Nhưng nữ đệ tử trước mặt làm Phong Phi Vân cảm thấy hắn không phải tai họa, ít ra hắn làm đúng một điều. Phong Phi Vân nói, Thần Tấn Vương Triều quá nhỏ, không phát huy hết thiên phú của Thạch Lan. Có muốn nhận thử thách càng nghiêm khắc hơn, so cao thấp với tài tuấn đỉnh cao nhất thiên hạ không?
Thạch Lan hỏi. Sư tôn định mang Thạch Lan rời khỏi đây. Phong Phi Vân gật đầu. Thạch Lan quỳ một gối xuống đất, mắt ngấn lệ nói. Từ năm Thạch Lan 7 tuổi thì đã không có người thân. A Thư nói chỉ cần còn sống là có hy vọng, là sư tôn cho Thạch Lan hy vọng vào lúc Thạch Lan tuyệt vọng nhất. Từ đó trở đi Thạch Lan xem sư tôn là người thân nhất. Thạch Lan nhớ khi đó đã nói dù sư tôn đi đâu Thạch Lan sẽ theo cùng. Sư tôn nói nơi ta muốn đi ngươi không theo được, trừ phi có ngày tu vi của ngươi mạnh đến mức đánh bại người cường đại nhất thủ đoạn, dùng lực lượng phá vỡ hư không thủ đoạn mới có thể đến thế giới kia tìm ta. Thế giới kia của ta rộng lớn hơn thế giới này gấp ngàn vạn lần, khi đó ngươi đã không tìm thấy ta. Thạch Lan rất muốn khóc, nhưng Thạch Lan không khóc, bởi vì trong lòng Thạch Lan vững tin dù 100 năm, 1000 năm sau Thạch Lan vẫn sẽ tìm được sư tôn. Sư tôn muốn Thạch Lan làm bất cứ chuyện gì chắc chắn Thạch Lan sẽ làm được. Bây giờ Thạch Lan đã làm được, từ nay Thạch Lan muốn mãi mãi đi theo sư tôn. Mắt Thạch Lan trong suốt đen láy lấp lánh nhìn Phong Phi Vân. Thuở Thạch Lan 7 tuổi Phong Phi Vân để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng, Thạch Lan mãi mãi không quên nam nhân kia, nam nhân như thần. Phương xa, Mao Ô Quy, Tây Môn Suy Tiêu ngây người nhìn hai sư đồ. Một người một rùa đồng thanh kêu lên. Ta đột nhiên muốn thu đồ đệ. Ta đột nhiên muốn thu nữ đồ đệ. Khác biệt là Tây Môn Suy Tiêu thêm chữ, nữ. Mao Ô Quy nhìn Tây Môn Suy Tiêu, lắc đầu than thở. Lại một cầm thú. Tây Môn Suy Tiêu cãi lại. Thu nữ đồ đệ tốt biết mấy. Có thể viết nhạc phổ cho ta, giặt quần áo, bưng trà rót nước. Mệt mỏi thì lau mồ hôi cho ta, cởi đồ cho ta. Tắm rửa thì trà lưng cho ta, buổi tối ngủ thổi tiêu cho ta. Thánh thực quả đang ngủ nói mớ. Cầm thú. Tây Môn Suy Tiêu nói. Xì, người nghĩ lung tung gì vậy? Buổi tối ta nghe tiếng tiêu có thể ngủ ngon hơn. Có tiếng tiêu từ mặt sông gợn sóng bay đến. Tiếng tiêu yêu nhãn xa xôi, chứa ý cảnh cao sâu khó dò. Mặt sông nước chảy êm đềm bỗng lặng yên, lặng như tấm gương màu xanh. Trong sông tự động mọc linh hoa màu xanh, màu trắng, bèo xanh biếc, phát ra mùi thơm thoang thoảng giúp ích cho thể xác và tinh thần. Trên bầu trời như có cánh cửa tiên giới mở ra, ánh sáng rắc xuống, ảo ảnh thần cung. Tiếng tiêu hấp dẫn đàn chim bay tới, hót ríu rít bay quanh đảo nhỏ như trăm chim về tổ. Tiếng tiêu ảnh hưởng thiên địa quy tắc, biến nơi này như thánh địa tiên giới, tịnh hóa hồn người. Bùm bùm, cơ thể Phong Phi Vân vang hai tiếng, hai khúc xương biến thành phượng cốt. Cơ thể Thạch Lan lóe sáng, có khối xương phượng sinh ra trong người nàng. Trong tiếng tiêu, Thạch Lan tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, bán yêu tự động chuyện gì, bắt đầu cái chết lần năm. Huyết giao, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Quy, thánh thực quả cũng cảm ngộ được nhiều từ tiếng tiêu, tiến vào huyền cảnh, tu vi tăng vọt phá tan bình cảnh, như có người quán đỉnh. Loại cảm ngộ, huyền cảnh này không theo bọn họ khống chế, như đột nhiên đến tiên giới, thí khí tiên, ngưng tụ tu vi. Phong Phi Vân cũng tiến bộ nhiều. Vốn trong người Phong Phi Vân chỉ có 108 khối phượng cốt, hiện tại tăng thêm 140 tứ khối. Trước đó Phong Phi Vân đã tích lũy tiến bộ nhưng cũng nhờ tiếng tiêu trợ giúp, như có thánh linh giảng đạo. Tiếng tiêu ngừng, thanh âm còng văng vẳng trong thiên địa thật lâu. Phong Phi Vân tỉnh táo khỏi huyền cảnh, hắn không kịp kiểm tra cảnh giới hiện nay, đứng bật dậy, mắt bắn ra tia sáng rực rỡ tìm kiếm trong làn sương. Phong Phi Vân xoay người mấy chục lần, xem xét các phương hướng. Ra đi, ta biết là ngươi. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, lắc người, dán sát mặt nước bay vào mây mù, sóng gợn lăn tăn. Phong Phi Vân tìm kiếm khắp nơi, mắt sáng như đuốc hét lớn. Ra mau, đã đến rồi tại sao không xuất hiện? Huyết giao được thu hoạch rất lớn, từ vũ hóa đệ tam trọng lên đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng, suýt thành cảnh giới đại yêu vương. Tiếng tiêu đó như tiếng trời. Huyết giao khó tin nói. Chẳng lẽ Phong Phi Vân quen chủ nhân tiếng tiêu? Huyết giao là giao vương vẫn cảm thấy chuyện thật khó tin, vừa rồi như nghe một vị thánh giả giảng đạo, tu vi tăng vùn vụt, như có người quán đỉnh. Trên đảo nhỏ Tây Môn Suy Tiêu khóc sướt mướt, quỳ dưới đất lạy. Xin thánh sư hãy nhận ta làm đồ đệ. Mao Ô Quy liếc xéo Tây Môn Suy Tiêu. Chẳng phải ngươi tự hào tiếng tiêu của mình là đệ nhất thiên hạ sao? Tây Môn Suy Tiêu rất cuồng nhiệt quỳ lạy bên bờ sông, nói. Chút đạo hạnh như ta không xứng xách giày cho thánh sư, đệ nhất thiên hạ chỉ là khoác lác.
Ta dám chắc vừa rồi là vị Tiêu Thánh truyền đạo cho ta, cố ý chỉ điểm ta hoặc thấy ta tư chất bất phàm muốn nhận làm đồ đệ. Sương dày đặc, nước lặng. Phong Phi Vân tìm thấy bè trúc trên mặt sông, hắn đáp xuống bè. Mùi thơm nồng nặc, linh hoa, tiên thảo dày đặc trôi xung quanh. Những thảm thực vật không thuộc về thế giới này, chúng nó cảm nhận tiếng Tiêu Chí Thánh nên sinh trưởng trong thiên địa. Trên bè trúc có ghế tre, bàn trà, gậy tre, chén trà từ xa. Nước trong chén còn ấm, bốc khói nhạt. Nàng vừa mới rời đi. Phong Phi Vân nhìn linh hoa, tiên thảo, hoa trắng, đỏ, xanh nở đầy khu vực nước tạo thành biển hoa nhưng không thể che tầm mắt hắn. Ta biết nàng ở gần đây, chắc chắn đang nhìn ta. Nàng trách ta không bảo vệ Hồng Nhan thật tốt hay không muốn gặp ta. Giọng Phong Phi Vân vang vọng trên mặt nước thật lâu, truyền vào núi non chập trùng làm đàn chim bay lên. Nhưng không có tiếng đáp lại. Ngày xưa Dạ Tiêu Tương rời đi vì nàng biết Phong Phi Vân yêu Nam Cung Hồng Nhan, nàng và Nam Cung Hồng Nhan thân như tỉ muội, vì vậy Dạ Tiêu Tương ra đi. Sau khi Dạ Tiêu Tương đi, Phong Phi Vân từng đuổi theo nàng nhưng đến muộn một bước. Phong Phi Vân chắc chắn tiếng tiêu trên bè trúc là Dạ Tiêu Tương thổi, bất đắc dĩ nàng không muốn gặp hắn. Phong Phi Vân đứng trên bè trúc nhìn bờ sông, thấy pho tượng phương xa, là tượng của Nam Cung Hồng Nhan. Hoặc nên nói đó là tượng Thái Vi nữ thần dựng ngay bên bờ sông Tấn, cao ngất đâm mây. Nàng cố ý dẫn ta đến đây đúng không? Nàng cố ý, nàng muốn nói cho ta biết người ta yêu là Nam Cung Hồng Nhan, khiến ta không đi tìm nàng nữa. Nếu nàng đã không muốn xuất hiện thì thôi, ta chỉ muốn nói cho nàng là ta đã tìm được cách hồi sinh cho Hồng Nhan, nàng đừng lo lắng nữa. Phong Phi Vân cố ý nói như thế để dụ Dạ Tiêu Tương ra. Bốn phía vẫn yên lặng. Chỉ có tiếng nước chảy, gió thổi. Phong Phi Vân thất vọng rời đi, vì hắn biết khi một nữ nhân cố chấp đừng nói trốn người một lúc, rất có thể là cả đời. Sau khi Phong Phi Vân rời đi, một bóng dáng yêu kiều đứng trên bè trúc, nàng lại ngồi xuống, tay trắng cầm cây địch. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vằn nước, nàng yên lặng như bức tranh. Gặp lại thì sao, chỉ tăng thêm buồn phiền. Bè trúc trôi trong dòng nước, biến mất sau mây mù. Phong Phi Vân quay về hòn đảo chính giữa sông Tấn, ánh mắt mọi người kỳ lạ nhìn hắn. Huyết Giao cẩn thận hỏi. Chắc ngươi không thật sự quen vị đại gia âm luật kia đi. Tây Môn Suy Tiêu nghiêm túc nói. Cái gì mà đại gia âm luật, ta dám chắc đó là vị Tiêu Thánh ẩn thế, dùng âm luật nhập đạo, được thành tựu như thánh linh. Nhân vật như thế xưa nay hiếm thấy. Trời, không uổng là nơi các tổ tiên Thái cổ luân hồi chuyển thế, ẩn cư một vị Tiêu Thánh như vậy. Nếu tin này truyền đến Phiêu Miểu Thần Triều chắc chắn sẽ chấn động cá tộc nhân loại. Huyết Giao không phục nói. Không khoa trương như vậy vậy đi. Trong lịch sử nhân tộc ít khi có thời đại nào cùng xuất hiện hai, ba thánh linh. Không lẽ nhân tộc đã đến thịnh thế? Huyết Giao cảm thấy nhân tộc một thời đại có thể sinh ra một thánh linh đủ để tỏa chấn một tộc, không để nhân tộc bị tộc quần khác ăn hiếp. Cùng xuất hiện hai, ba thánh linh thì đúng là phồn vinh thịnh thế. Tây Môn Suy Tiêu kích động lắc đầu, nói. Thánh linh dùng âm luật nhập đạo thì ta chỉ nghe trong truyền thuyết, không thấy trong hiện thực. Người đó có năng lực không phải những phàm phu tục tử chúng ta có thể hiểu thấu. Mới rồi chúng ta nghe tiếng tiêu của người đã tu luyện được huyền cảnh, tu vi tăng vọt, đó là bởi vì người dùng âm luật quán thông thiên địa pháp tắc, xây dựng thế giới thánh linh, truyền cảm ngộ của người vào thân thể chúng ta. Ai tư chất cao thì lĩnh ngộ được nhiều, sở hữu nhiều hơn. Thủ đoạn không thánh linh nào khác có được. Âm luật được gọi là âm luật bởi vì nó khiến lòng người sinh ra cộng hưởng, tịnh hóa linh hồn người, tăng năng lực câu thông của người đối với tự nhiên và thiên đạo. Thánh linh khác có thể làm được điều này sao? Tây Môn Suy Tiêu rất cuồng nhiệt, gã lướt qua vai một thánh linh trong truyền thuyết, trước kia chỉ được thấy trong chuyện thần thoại và điển tịch cổ xưa. Hỏi sao Tây Môn Suy Tiêu không kích động? Từ xưa đến nay có người lấy đức thành thánh, là đức thánh. Có người học thuật thành thánh, là văn thánh. Có người dùng lương thiện thành thánh, là thiện thánh. Đại đạo có muôn vàn loại, loại nào cũng có thể thông thánh, mấu chốt là từ xưa đến nay không bao nhiêu người đến chí cảnh chứ đừng nói là thành thánh. Tu luyện từ Phật, đạo, võ, thần là dòng chính, vì mấy con đường này dễ thành công hơn, dễ thấy hiệu quả hơn. Một vị Tiêu Thánh xuất hiện, ý nghĩa của nó rất lớn lao. Bởi vì người dùng âm luật thành đạo không chỉ có thể khiến bản thân thăng hao mà cũng ảnh hưởng như thế cảm ngộ. Một khúc nhạc tiêu trừ bỏ tạp niệm của nhân loại,
rót đạo của mình cho người nghe, động vật, thực vật nghe nhạc. Nhờ đó sự vật bên cạnh mình thăng hoa. Đây là điều mà thánh linh khác không làm được. Tức là nếu nhân loại sinh ra một vị nhạc thánh sẽ mang đến một đống cường giả, đủ tạo ra thịnh thế cho nhân loại. Tây Môn Suy Tiêu nằm bên bờ sông nhìn cá lội trong nước, nói. Các ngươi hãy nhìn con cá trong nước đi, sau khi nghe tiếng tiêu thì cá nào cũng thông trí tuệ, trở nên thông minh. Ta dám cá nếu có ai đi câu cá trong sông này đừng hòng câu được. Trăm năm sau không chừng con sông sẽ sinh ra mấy cá tinh cua quái. Huyết Giao chạy tới bên cạnh Phong Phi Vân lôi kéo làm quen. Vân ca, nếu vị tiêu thánh kia là hồng nhan chi kỷ của ngươi thì hãy mời nàng ra đi, mỗi ngày bàn luận âm luật với nàng, liên lạc tình cảm, cho chúng ta dính chút thánh khí. Phong Phi Vân lắc đầu. Tây Môn Suy Tiêu đứng lên, nói. Vô dụng, mới rồi thánh sư đã rót hết đạo của nàng cho chúng ta, nhưng chúng ta chỉ lĩnh ngộ được một phần vạn, mười vạn nên mới tăng được chút ít cảnh giới. Đây là cực hạn lĩnh ngộ của chúng ta. Dù thánh sư lại dùng tiếng tiêu quán đính cho chúng ta thì tu vi tăng trưởng rất ít ỏi. Tối đa là tâm tình chúng ta càng trong sáng hơn, tốc độ tu luyện mau hơn bình thường, dễ lĩnh ngộ thiên đạo hơn. Muốn tăng vọt như vừa rồi thì, đừng mơ. Phong Phi Vân thở hắt ra. Tu luyện vốn là đặt từng bước chân, dù là tiên nhân cũng không thể giúp chúng ta một bước lên trời. Nhưng thế này đã là rất tốt. Tu vi của ta từ vũ hóa đệ tam trọng đến đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng. Nếu để ta tự tu luyện e rằng tốn mấy ngàn năm hay càng lâu hơn, ha ha ha, trong chúng ta năng lực lĩnh ngộ của ta mạnh nhất, tu vi tăng nhanh nhất. Huyết Giao biết tự thỏa mãn, dù gì đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng đã là cảnh giới khá cao, tiến thêm một bước thành đẳng cấp đại yêu vương. Mao Ô Quy nói, ta cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của lão phu mới mạnh nhất. Lão Phu phát hiện sau khi nghe tiếng tiêu thì vu thuật trên người ta dần thả lỏng, không lâu sau Lão Phu sẽ phá phong ấn uy lâm thiên địa. Gia Gia không là gì, ta thấy năng lực lĩnh ngộ của ta mới mạnh nhất. Gia Gia nhìn xem, ta thay đổi. Thánh thực quả lĩnh ngộ được chút thần thông trong tiếng tiêu, xoay người biến thành con rùa nhỏ. Đầu trắng, cổ dài, tứ chi móng vuốt, cái đuôi nhỏ, mai rùa dày, kích cỡ chỉ bằng 1/3 Mao Ô Quy, cao cỡ nắm tay. Đây là bản thu nhỏ của Mao Ô Quy, giống như ông cháu họ rùa. Mao Ô Quy ngây người thật lâu. Ngươi bị gì? Mao Thành thật hưng phấn nói. Rốt cuộc ta đã trưởng thành, ấp trứng ra. Mắt rùa của Mao Ô Quy sắp mù. Trứng gì? Mao Thành thật chớp mắt, đầu dụi vào mai rùa của Mao Ô Quy. Trứng rùa. Mao Ô Quy không biết nên nói cái gì. Rùa cái đầu ngươi. Một thánh thực quả biến thành con rùa nhỏ, còn tự cho rằng mình đã lớn, đây là chuyện hố cha nhất thiên hạ. Mao Ô Quy thấy hối hận, nó không nên lừa Mao Thành thật, nên nói thật với trẻ nhỏ. Nhưng biết nói lời thật sao đây? Chẳng lẽ bảo đứa nhỏ, ngươi đừng mơ nữa, thật ra ngươi không phải con rùa, ngươi là đứa trẻ không phụ không mẫu, từ đâu đến hãy về lại đó đi. Mao Ô Quy mỉm cười nói. Thành thật, rốt cuộc ngươi đã lớn, Gia Gia rất vui mừng. Thật là hình ảnh ấm áp. Trong khúc tiêu đó ai được lợi nhiều nhất? Phong Phi Vân nhìn Thạch Lan dần tỉnh táo lại, đôi mắt từ tối tăm đến sáng tỏ, cuối cùng tỏa sáng rực rỡ. Tựa như Ngọc Thạch được chui rèn càng lúc càng sáng hơn. Phong Phi Vân hỏi. Đến đệ ngũ trọng bán yêu chưa? Thân hình Thạch Lan nhỏ xinh, tóc đen suôn mượt, cổ dài, hai tay ôm chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa xuống, mắt sáng như sao? Thạch Lan trả lời. Không. Mới rồi Thạch Lan trải qua tử vong đợt 3, cảm ngộ cảnh giới này sâu hơn gấp chục lần, nếu tu luyện và tích lũy thêm một đoạn thời gian chắc chắn sẽ vào đệ ngũ trọng bán yêu. Phong Phi Vân gật gù, ngộ tính của Thạch Lan rất cao, mới rồi nàng cảm ngộ từ tiếng tiêu nhiều hơn Huyết Giao, Mao Ô Quy. Phong Phi Vân cũng tăng tiến nhiều, phượng cốt từ 108 khối đến 140 tứ khối, tăng vọt về chất lượng. Đương nhiên cách bán thánh cảnh còn đoạn đường rất dài. Phong Phi Vân tuyển âm cho Long La Phù, Phong Khanh Khanh biết vị trí cổ trận đài đi thông thiên quốc, hắn qua cổ trận đài đi Trung ương Vương Triều thứ 6. Chuyến này Phong Phi Vân định đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh gặp Thủy Nguyệt Đình, đương nhiên trước đó hắn sẽ bài bố vài cổ trận đài để tiện cho tu sĩ trong thiên quốc tiếp xúc với bên ngoài, tuyển nhận môn đồ. Mấu chốt là Phong Phi Vân định lợi dụng lực lượng tu sĩ thiên quốc xây dựng nhiều thái vi nữ thần miếu ở bên ngoài, ngừng tụ tín ngưỡng, nhang khói cho phòng đấu giá quỷ thị. Phong Phi Vân chọn đặt cổ trận đài thứ 2 ở quý vực Diệp Hồng Cảnh.
Lần đầu tiên Phong Phi Vân đến Trung ương Vương Triều thứ 6 đã xuất hiện tại đây, Lưu Tô Tử ban cho hắn đất phong trăm vạn dặm, chức quan đại ti bộ Diệp Hồng Cảnh. Phong Phi Vân giao quan ấn đại ti bộ thổ cho Tử Nhục Hòa Thượng, giao quyền quản lý đất phong. Vẻ mặt Tử Nhục Hòa Thượng không tình nguyện chút nào, nhưng Phong Phi Vân bảo gã có thể truyền bá giáo lý Phật môn trong lãnh địa, xây dựng thương sinh tự bao la rộng lớn hơn, thế là Tử Nhục Hòa Thượng vui vẻ đồng ý. Phong Phi Vân tạo ra huyền cực cổ trận đài trên một mảnh đất phong kết nối với thiên quốc, để các tu sĩ Phật môn trong thiên quốc ra ngoài thu nhận môn nhân, tuyên truyền Phật Pháp. Vì bảo đảm đất phong an toàn, không bị thế lực cảm ngộ chèn ép, Phong Phi Vân đặc biệt đi bán yêu minh quý vực một chuyến. Những bán yêu trong bán yêu minh biết tin Phong Phi Vân quay về thì xôi trào. Mấy bán yêu thất giai đại bản doanh bán yêu minh ở Hồng Diệp Tinh cũng đến. Hiện giờ Phong Phi Vân danh chấn toàn Trung ương Vương Triều thứ 6. Đầu tiên có tin Phong Phi Vân giết chuyển Luân Vương giới âm phủ, danh vang tám hướng. Sau biết Phong Phi Vân giúp hoàng tộc giành lại Thánh Đình Chúa Tể Cung, nâng đỡ Chúa Tể Thánh Đình mới lên ngôi vân vân. Đây là bán yêu như thần thoại thật sự, được gọi là bán yêu chi vương. Trong lòng các bán yêu xem Phong Phi Vân như thần tượng, thần thoại bất bại, thần linh chỉ có thể ngước nhìn. Bán yêu nhiều nơi xây dựng thần miếu cho Phong Phi Vân, xếp hắn vào hàng bán yêu chi thần. Có thể nói bây giờ Phong Phi Vân nói một câu là xúc động tất cả bán yêu trong thiên hạ, điên cuồng, đổ máu vì hắn. Nếu tin Phong Phi Vân tự mình phá vỡ nguyền rủa bán yêu truyền ra chắc thành hòn đá ném vào sông gây sóng to, địa vị trong bán yêu lại vọt lên một bước dài. Phong Phi Vân cảm thấy không cần thiết, vì hắn chưa tìm ra cách nào để bán yêu khác tu luyện đến vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân cũng nghi ỉu đạo lý cây to đón gió lớn, lộ mũi nhọn thì không hay. Giờ nhiều người biết có một vị bán yêu phá tan nguyền rủa, vượt qua vũ hóa, nhưng ít ai biết bán yêu này là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân rất vui trước tình huống này, nếu các thế lực biết hắn kinh tài tuyệt diễm thế nào, mọi người chú ý từng hành động của hắn thì rắc rối to. Phong Phi Vân đi Hồng Diệp Tinh một chuyến, hắn muốn gặp Lưu Tô Tử. Hiện tại Lưu Tô Tử là người thừa kế tương lai của Diệp Hồng Cảnh. Nếu nhờ và nàng dòm chừng dùm lãnh đại của Phong Phi Vân thì sẽ không ai dám phá rối. Nhưng khi Phong Phi Vân đến Hồng Diệp Tinh thì biết tin. Phong Phi Vân hỏi. Lưu Tô Tử đi phiêu miểu thần triều. Một bán yêu thất giai của bán yêu minh đứng trước mặt Phong Phi Vân, bán yêu già nua, tu vi rất cao sâu nhưng ánh mắt nhìn Phong Phi Vân tràn đầy tôn kính. Bán yêu thất giai trả lời. Không chỉ có thất quận chúa. Những thiên tài tuấn kiệt Trung ương Vương Triều thứ 6 đều đi phiêu miểu thần triều. Nghe nói là tham gia hội luận đạo vạn tộc. Hội luận đạo vạn tộc lần này vừa lúc do nhân tộc tổ chức, địa điểm là hỗn độn thiên thành của phiêu miểu thần triều. Hội luận đạo vạn tộc. Phong Phi Vân không có nhiều ấn tượng về hội luận đạo vạn tộc. Ký ức trong đầu Phong Phi Vân rất có thể là một phần trí nhớ của Thái Cổ Thần Phượng nên không thuộc về thời đại này mà là thời kỳ Thái Cổ. Vậy nghĩa là hội luận đạo vạn tộc hình thành từ sau thời kỳ Thái Cổ. Tây Môn Suy Tiêu dõng dạc nói. Hội luận đạo vạn tộc lần này đúng là do nhân tộc tổ chức, nằm trong hỗn độn thiên thành của phiêu miểu thần triều. Chỗ đó là một trong vài thần thành Thái Cổ khổng lồ nhất nhân tộc, giữ lại dấu chân của nhiều thần thánh nhân loại. Hễ là tu sĩ nhân loại không ai không muốn đi hỗn độn thiên thành để tế điện linh hồn tổ tiên, triều bái pho tượng cổ thánh. Nhưng không phải ai cũng có tư cách vào hỗn độn thiên thành tu luyện. Muốn tham gia hội luận đạo vạn tộc càng khó khăn hơn, trừ phi là vương giả thế hệ trẻ, chí tôn thế hệ trước. Nên hỗn độn thiên thành chia làm vương giả luận đạo, chí tôn luận đạo. Hội luận đạo vạn tộc tồn tại từ thật Âu trước kia. Ban đầu chỉ có 4 yêu tộc, 36 thái cổ thánh yêu tộc tham gia luận đạo. Tức là mây nhân vật mạnh nhất thiên địa tụ tập lại, suy tính đại thế phát triển tương lai, thiên địa thịnh suy. Phân chia tích lợi thuộc về mình vân vân. Đây cũng là tiên hội để trí cường các tộc đấu pháp, tính toán thực lực của đối phương, nhìn xem thực lực cụ thể các tộc mạnh đến đâu. Chủng tộc cường đại đương nhiên được tôn kính hơn, được ích lợi nhiều hơn. Chủng tộc nhỏ yếu sẽ bị chèn ép. Cho nên mỗi chủng tộc sẽ thi triển thần thông trong hội luận đạo vạn tộc, phái cường giả mạnh nhất đi luận đạo, tranh thủ nhiều vinh dự cho tộc của mình. Ban đầu toàn là thái cổ thánh yêu tộc tranh phong với nhau. Bởi vì thực lực của chúng nó hơn xa tộc quần khác, chí cường giả chiếm 80% trong thiên hạ, là chúa tể thiên địa này. Nhưng rồi các tộc quần nổi lên, chủng tộc khác lục tục tham gia hội luận đạo. 4 yêu tộc,
36 Thái Cổ Thánh Yêu Tộc đồng ý quyết định cho toàn bộ chủng tộc trên đại lục phái đại biểu tham gia hội luận đạo. Cuối cùng phát triển thành hội luận đạo vạn tộc, các đại chủng tộc luân lưu tổ chức, mỗi một vạn năm tổ chức một lần. Đối với Thái Cổ Thánh Yêu Tộc, để nhân loại tham gia hội luận đạo vạn tộc là vì thỏa mãn lòng hư vinh của chúng nó, trong hội luận đạo vạn tộc chèn ép chủng tộc nhỏ yếu, thể hiện sự cường đại của Thái Cổ Thánh Yêu Tộc, uy hiếp tộc yếu. Vạn tộc tụ hội, Thái Cổ Thánh Yêu Tộc có thể ngang nhiên chiêu lắm tộc quần phụ thuộc, để những tộc quần yếu theo dưới tay mình, thành phụ thuộc của Thái Cổ Thánh Yêu Tộc. Đây là trạng thái bình thường trong thiên nhiên, kẻ yếu muốn sống thì phải phụ thuộc vào cường giả, được cường giả che chở. Tại sao nhân loại hình thành quốc gia? Bởi vì bọn họ cần có cường giả che chở, bám vào cường giả bảo vệ để sống. Cường giả này chính là vua một nước. Tại sao nhân loại hình thành gia đình? Vì khi người mới sinh ra là yếu ớt nhất, phải nương tựa phụ mẫu bảo hộ. Hiện tượng này đặt trong thiên nhiên càng thêm tàn nhẫn, tàn bạo. Một tộc quần nếu không có đủ thực lực, không có cường giả che chở sẽ bị đào thải trong vạn tộc cạnh tranh, bị tộc quần mới thay thế. Trên đại lục Tây Ngưu Hạ Châu này xảy ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn như thế. Thời kỳ thái cổ nhân loại khá yếu ớt, cũng phải phụ thuộc vào các đại tộc quần che chở mà sống. Có phụ thuộc vào Long tộc, có phụ thuộc vào Phượng Hoàng yêu tộc, có phụ thuộc vào Kim Ô yêu tộc, có phụ thuộc vào Huyết Kỳ yêu tộc vân vân, chí cường các yêu tộc thành đồ đằng của nhân loại quốc gia. Người thường không biết cảm thấy thần Long, thần Phượng là vị thần bảo vệ nhân tộc. Nhưng trên đời này không có lợi ích thì ai lại bảo vệ ngươi? Chỉ số ít người biết nhân loại chẳng qua là phụ thuộc của các đại tộc, không có địa vị gì. Mãi khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện. Hiên Viên Đế Sư là nhân vật truyền kỳ nhất nhân tộc. Hiên Viên Đế Sư sinh ra cuối thời kỳ Thái Cổ, đi trong trăm tộc nhân loại, có gan chiến với Phượng Hoàng Yêu Hậu, đấu Tổ Long, đả nhiều Thái Cổ Thánh Yêu tộc câm nín. Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc đến thời kỳ đỉnh cao nhất. Không còn dựa vào các đại yêu tộc, xây dựng 134 Trung ương Vương Triều, chính thức độc lập. Điều này đánh dấu nhân loại hưng thịnh Trung Cổ đã đến. Nếu đánh giá vĩ nhân nào cống hiến lớn nhất cho nhân tộc thì người đó tuyệt đối là Hiên Viên Đế Sư. Toàn bộ nhân loại tin tưởng Hiên Viên Đế Sư là người mạnh nhất thiên địa, đến cảnh giới Thái Cổ Ba Đại Thánh. Nhưng Thái Cổ Thánh yêu tộc không nghĩ vậy, chúng nó cảm thấy Hiên Viên Đế Sư mạnh thất nhưng còn chưa đến cảnh giới Đại Thánh. Đại Thánh là đại biểu của trí cảnh trong Thánh Linh. Khi máu Thái Cổ Thần Phượng chưa xuất thế, Thái Cổ Thần Phượng còn không được công nhận. Thời đại đó Hiên Viên Đế Sư vô địch, rồng Phượng không đánh lại nhưng vẫn không được tu sĩ ngoại tộc công nhận. Ngoại tộc không công nhận nhưng không ảnh hưởng nhân tộc tôn sùng Hiên Viên Đế Sư. Nhiều nhân loại tuyên bố mình là hậu nhân của Hiên Viên Đế Sư, nhưng Hiên Viên Đế Sư ở đâu mãi luôn là điều bí mật. Một số học giả cho rằng Hiên Viên Đế Sư không để lại truyền thừa. Có sách cổ ghi chép thế này, cuộc đời đế sư công hơn tạo hóa, trước sau không ai bằng. Bại Tổ Long Vương, đồ Bạch Hổ Cung, tạo dựng vương triều nhân tộc, diệt ngoại tộc xâm nhập. Từ khi có Hiên Viên Đế Sư thì nhân tộc mới chính thức vùng lên, độc lập, đứng vững trong thiên địa này. Chúng ta là hậu nhân của đế sư, là con cháu Hiên Viên. Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc cũng trở thành một thành viên của hội luận đạo vạn tộc. Nếu không có đế sư mạnh mẽ xuất thế, uy chấn lục hợp, có lẽ bây giờ nhân tộc không có tư cách tham gia. Tây Môn Suy Tiêu ngồi trên lưng dao, kể về lịch sử nhân tộc tham gia hội luận đạo vạn tộc cho Phong Phi Vân, Thạch Lan, Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả nghe, cũng kể thần tượng số một của gã, tổ tiên nhân tộc, Hiên Viên Đế Sư. Thân hình huyết dao khổng lồ như dãy núi đỏ máu lướt qua không trung, khí thế không gì sánh kịp. Đám linh thú bay trên trời sợ hãi né tránh. Đối với Phong Phi Vân thì hội luận đạo vạn tộc chẳng có gì hiếm lạ. Đi hay không cũng chẳng sao. Những gì Tây Môn Suy Tiêu nói chỉ như câu chuyện đối với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tới chỗ tạo ra cổ trận đài thứ ba. Nơi này là đấu vực thánh cảnh Trung ương Vương Triều thứ sáu. Phong Phi Vân sớm là vực chủ của đấu vực, bây giờ chỉ đến nhậm chức. Phong Phi Vân không thật sự muốn làm vực chủ, hắn chỉ muốn xây dựng đấu vực thành địa bàn của mình. Thần Tấn Vương Triều, đại ti bộ thổ Diệp Hồng Cảnh quá nhỏ. Nhưng một tòa vực đủ cho Phong Phi Vân phát triển thời kỳ đầu. Để thiên quốc thu nhận môn đồ, xây dựng thái vi nữ thần miếu, phát triển thế lực thuộc về mình, tích góp tài nguyên vô tận. Muốn phát triển tòa vực này thành thứ hoàn toàn thuộc về Phong Phi Vân phải bỏ ra mấy chục năm, mấy trăm năm bài bố, khống chế. Nếu không thì chỉ là mơ mộng hão huyền.
Một tòa vực lớn bao nhiêu? Một vạn thần tấn vương triều cộng lại đại khái bằng diện tích lãnh thổ đấu vực. Phong Phi Vân giao nhiệm vụ quản lý đấu vực cho Diêu Cát, để nàng làm vực chủ thay quyền. Diêu Cát là người có dã tâm, chuyện quản lý sẽ không thua ai. Hơn nữa Diêu Cát tu luyện quỷ hoàng bảo điển, sớm độ qua quỷ kiếp lần năm, tu vi có thể chém hiền giả vũ hóa cảnh. Để chống đỡ một tòa vực thì thực lực của Diêu Cát còn hơi chém chút, nhưng nơi này là thánh cảnh, là cảnh chúa tể thánh đình trực tiếp cai trị. Dựa vào quan hệ của Phong Phi Vân và thánh đình bây giờ, nói một câu là có thể nhờ bọn họ trông nom dùm. Phong Phi Vân bày cổ trận đài trong đấu vực xong chạy hướng thánh đình. Phong Phi Vân không đi gặp chúa tể thánh đình mới đăng cơ mà là hộ thánh chiến thần của tộc hộ thánh. Cuộc nổi loạn thần thiên tước ra khiến thánh đình gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng thánh đình mới xây dựng rộng rãi và hùng vĩ hơn trước. Trong một cung điện to lớn, Phong Phi Vân gặp phân thân hộ thánh chiến thần. Hộ thánh chiến thần mặc giáp thần dày, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phát ra khí thế khiếp người, huyết khí thịnh vượng làm người ngước nhìn. Hộ thánh chiến thần nói, đấu vực là Lâm Các lão phong thưởng cho ngươi, không phải ban thưởng chính quy. Theo lý thuyết chúa tể thánh đình hoàn toàn có thể lấy lại vực này. Phong Phi Vân bình tĩnh đứng giữa đại điện, sống lưng thẳng tắp, không vì đối phương là bán thánh mà yếu thế chút nào. Thái độ Phong Phi Vân cợt nhả. Mặc kệ hộ thánh chiến thần đồng ý hay không, hắn ngồi xuống một ghế chiếc ngọc. Các ngươi làm vậy là qua sông đoạn cầu, nếu không nhờ ta thì bây giờ thánh đình đã đổi họ. Hộ thánh chiến thần nói. Lúc trước ngươi mang đi linh thạch trong bảo khố thánh đình là con số rất lớn, đây xem như thánh đình trả thù lao cho ta. Phong Phi Vân làm bộ nghèo. Những linh thạch này dùng để kích hoạt lệnh phù bán thánh, đối phó thần thiên tước ra. Nói thật đi. Số linh thạch đó không đủ dùng, ta còn phải bỏ một số lớn vào. Hộ thánh chiến thần cười nói. Được rồi, nếu ngươi đỡ được một chiêu lực lượng 1/10 của phân thân thì ta sẽ tự mình đi báo cáo với chúa tể thánh đình, luận công ban thưởng, ban đấu vực cho ngươi. Đỡ một chiêu của phân thân hộ thánh chiến thần, chỉ 1/10 lực lượng. Đỡ một chiêu là được một tòa vực, điều kiện này rất hấp dẫn người nhưng muốn làm được rất khó khăn. Hộ thánh chiến thần là nhân vật như thế nào? Bán thánh. Một phân thân của bán thánh đủ trấn áp tất cả tu sĩ dưới bán thánh. Lúc trước một phân thân thần thiên tước ra tỏa trấn ở thánh đình đã khuất phục thiên hạ, từ đó thấy được lực lượng phân thân bán thánh kinh khủng cỡ nào. Dù chỉ là 1/10 lực lượng phân thân bán thánh cũng không tầm thường, thánh hiền giả vũ hóa đệ ngũ trọng chưa chắc đỡ nổi. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Còn nếu ta không đỡ nổi thì sao? Hộ thánh chiến thần cười nói. Nếu ngươi không đỡ được lực lượng 1/10 của phân thân ta thì làm sao quản lý một vực? Phong Phi Vân biết hộ thánh chiến thần muốn thử thách thực lực của mình. Được, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Phong Phi Vân đứng dậy, thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển. 140 tứ khối phượng cốt rực cháy, trong khoảnh khắc Phong Phi Vân đã đến trạng thái đỉnh cao. Được rồi, cứ tạm cho rằng ta khiêu chiến ngươi đi. Hộ thánh chiến thần không biết nên nói cái gì, lão là bán thánh, đứng ở phía chủ động, qua miệng Phong Phi Vân biến lão thành phe yếu thế. Ngươi cũng nên cẩn thận, người dưới bán thánh không thể tưởng tượng 1/10 lực lượng phân thân của ta, nếu bị đánh gãy xương đứt gân gì đừng trách tiền bối ta ra tay quá ác. Hộ thánh chiến thần thở ra một hơi thở bao phủ nguyên cung điện, ngăn cách lão và Phong Phi Vân trong thiên địa độc lập. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng khí nhạt xung quanh. Khí thể cấu tạo thành một cái lồng. Tuy chỉ là một tầng mỏng manh nhưng Phong Phi Vân suy tính, dù hắn dốc hết thủ đoạn cũng không phá lồng khí này được. Đây là lực lượng của bán thánh. Chỉ một hơi thở của phân thân bán thánh đã giam cầm Phong Phi Vân. Nhưng hôm nay Phong Phi Vân đối diện 1/10 lực lượng của phân thân bán thánh chứ không phải đối kháng cùng phân thân bán thánh. Tu vi Phong Phi Vân hiện tại đòi đấu với phân thân bán thánh là không thực tế. Cứ nhào qua đi. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấn ra nâng giữa hai tay. Hai âm dương ngư trắng đen trên đạo ấn xoay chuyển tỏa ánh sáng hòa vào nhau. Bát quái đạo ấn chậm rãi bay lên, trướng to cỡ cái mo lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân, bảo vệ thân thể hắn. Dùng linh khí thập ngũ phẩm bảo vệ bản thân. Đấu với đẳng cấp phân thân bán thánh, Phong Phi Vân phải hết sức cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ, nếu thật sự bị đánh tàn phế thì rất mất mặt. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, thân thể bất động như tùng, một vòng Phật vàng chói mắt hiện ra sau lưng hắn.
vô số Phật văn chạy trên vòng Phật, dưới thân là sen Phật 72 phẩm chói mắt, Phật khí mông lung như đóa hoa thần thánh nâng phong phi vân lên. Trong cung điện tràn ngập Phật khí, phong phi vân như vô thượng cổ Phật, có vô số phản âm vạn Phật phát ra từ người hắn. Ngưu mật, mơ u mế. Ngưu mật, mơ u mế. Phật quang tốt tươi, hà khí lấp đầy. Hộ thánh chiến thần gật gù, tiểu tử này lại mạnh hơn lần đầu tiên lão gặp rất nhiều. Bán yêu có thể tu luyện đến trình độ như phong phi vân thật là xưa nay không thấy. Không uổng là bán yêu vương giả. Hộ thánh chiến thần nghiêm túc hơn, lão là chiến thần, người bảo vệ thánh đình trung ương vương triều thứ 6, chưa từng thua, cũng không thể thua. Ầm 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 ầm. Khí thế dồi dào bộc phát từ người hộ thánh chiến thần, lão bay lên cao 7 trượng, vô số thiên đạo quy tắc xoay quanh người lão. Râu tóc bay lên, khí phách hiên ngang lấp đầy thế giới do lão cấu tạo ra. Hộ thánh chiến thần chưa chính thức công kích, đây mới chỉ là chiến ý trong người lão. Trong thế giới này Phật quang bị ức chế rụt về cách người Phong Phi Vân 3 trượng. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực khổng lồ, hắn như đứng trong trời sao, ngàn vạn tinh cầu nhảy nhót tùy thời dập vào người hắn, làm hắn tan xương nát thịt. Môi Phong Phi Vân mấp máy niệm áo nghĩa cổ kinh văn kim tàm kinh. Hộ thánh chiến thần chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ức vạn tia chớp như biển sét. Động tác hộ thánh chiến thần nhìn như chậm nhưng thật ra siêu mau, chớp mắt trưởng ấn đã giáng xuống đầu Phong Phi Vân. Trán Phong Phi Vân nứt một cái khe, một giọt máu chảy ra. Tay Phong Phi Vân bấm Phật ấn điều động tất cả Phật lực đánh vào lòng bàn tay hộ thánh chiến thần. Ầm, nguyên thế giới lắc lư, hư không bị xé rách toạc, thiên địa quy tắc tan vỡ. Nửa canh giờ sau, Phong Phi Vân ra khỏi cung điện hùng vĩ tráng lệ, vẻ mặt mệt mỏi. Ngón tay Phong Phi Vân lau vết máu trên trái, phong độ phiên phiên đi xuống thềm đá ngọc. Nắng gió trong lành, vạn dặm không mây. Trong chúa tể thánh đỉnh các tòa ngọc điện, cung Nga bay đầy trời, linh thú kéo xe bay vào tầng mây, thác tiên treo ở cuối trời, bức tranh tiên cảnh thánh cung. Tây môn suy tiêu, Mao ô quy, thạch lan, Mao thành thật, huyết giao trở dưới đá ngọc dài. Bọn họ thấy Phong Phi Vân từ phía trên đi xuống. Thạch lan chạy lên ngay. Gót sen uyển chuyển, kiều mà không mị, khí chất thanh tú xuất trần. Thạch Lan hỏi. Sư tôn, sao rồi? Phong Phi Vân nhìn nữ đồ đệ xinh đẹp, mệt mỏi tan mất. Phong Phi Vân cười nói. Hộ thánh chiến thần chính miệng đồng ý sẽ tranh công cho ta, xin chúa tể thánh đình ban thưởng đấu vực. Các ngươi yên tâm, ta đã hỏi thăm rồi, chúa tể thánh đình hiện nay là một nữ nhân tuổi gần bằng ta, chưa thể độc lập chấp chính. Bây giờ thánh đình toàn do hộ thánh chiến thần tọa chấn, lão nhân này đã đồng ý thì tuyệt đối không thành vấn đề. Huyết giao nhỏ giọng nói. Nhân tộc các ngươi ban thưởng lãnh địa còn tùy tiện hơn yêu tộc chúng ta. Yêu vương chưa chắc có đất phong một vực. Sau này đấu vực chính là đại bản doanh, là nhà của chúng ta. Đi, tiếp theo chúng ta đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nhìn chân trời, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Phong Phi Vân hít sâu. Cảm giác ngực nhói đau, lão gài hộ thánh chiến thần ra tay thật ác. Phong Phi Vân âm thầm vận chuyển kim tàm kinh điều dưỡng vết thương, không để lộ ra mình bị thương. Phong Phi Vân sợ làm nữ đồ đệ Thạch Lan lo lắng. Hiện giờ Phong Phi Vân hơi sợ nữ đệ tử này. Bởi vì Thạch Lan quá tốt với Phong Phi Vân, muốn gì cũng chiều, nàng như thị nữ, đồ đệ, nha đầu. Chưa từng có nữ nhân nào tốt với Phong Phi Vân như vậy, nên hắn hơi sợ. Nam nhân chính là như thế, khi không có nữ nhân tốt với mình thì mong sẽ tìm được nữ nhân tốt. Nhưng khi xuất hiện nữ nhân tỉ mỉ chu đáo lo cho mình thì ngược lại cảm thấy toàn thân bứt rứt. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Có lẽ nên nói chuyện đàng hoàng với nàng. Thánh đình chúa tể cung. Nơi này là tẩm cung chúa tể thánh đình, phòng ngự vững chắc nhất trung ương vương triều thứ 6. Không chỉ có trận pháp bảo vệ còn có một số thánh linh dụng cụ bảo vệ nơi này. Ví dụ, kính chiếu yêu, trấn hồn châu, phá pháp môn. Muốn âm thầm lẻn vào tẩm cung chúa tể thánh đình thì khó như lên trời. Bên ngoài tẩm cung chợt sinh ra 7 dòng khí tụ lại thành phân thân hộ thánh chiến thần. Hộ thánh chiến thần cung kính quỳ một gối xuống đất. Bái kiến chúa tể thánh đình. Trong tẩm cung truyền ra giọng thiếu nữ. Chiến sư không cần hành đại lễ, đứng lên đi. Đây là giọng của chúa tể thánh đình mới. Nàng ngồi khoanh chân trên tiên trì, chúa tể đỉnh tỷ lơ lửng trên đầu. Mưa thánh vũ rơi xuống từ đỉnh thấm vào thân ngọc ngà, rèn luyện thân hình nàng.
Chúa tể đỉnh tỷ đổ xuống giọt nước không phải mưa mà là lực lượng vận khí, linh mạch, chúa tể của Trung ương Vương triều thứ 6. Chỉ có mỗi đời chúa tể thánh đỉnh mới hấp thu lực lượng này được, khống chế chúa tể đỉnh tỷ phát huy ra lực lượng đó. Hộ thánh chiến thần nói, chúa tể chính là thiên chi thánh chủ, chúa tể tôn quý nhất thiên hạ. Vạn vật thấy chúa tể đều phải quỳ, đây là uy nghiêm hoàng tộc, uy nghiêm chúa tể. Không ai được xúc phạm điều này. Chúa tể thánh đình kêu hộ thánh chiến thần đứng lên nên lão lĩnh chỉ đứng dậy. Chúa tể thánh đình hỏi, là hắn sao? Hộ thánh chiến thần gật đầu, nói, chắc chắn là hắn, vừa rồi thuộc hạ cố ý thăm dò tu vi hiện tại của hắn, thật sự đỡ được một trưởng lực lượng 1/10 phân thân của thuộc hạ, dư sức đi ra chiến thần cung. Dù hắn đến Niết Bàn đệ cửu trọng thiên cũng không thể đỡ nổi một trưởng này, ngại ý là bán yêu trong đan đỉnh quỷ thị đúng là hắn rồi. Chúa tể thánh đình nói, ta luôn nghi ngờ người phá vỡ nguyền rủa bán yêu trong đan đỉnh quỷ thị chính là hắn, chỉ có hắn mới làm được điều này. Một con huyết giao lướt qua bầu trời, lưng cõng ba người, hai con rùa. Tây Môn Suy Tiêu lại nhảy kể đủ thứ. Nhân tộc có 134 trung ương vương triều. Một trung ương vương triều là một giới. Theo lý thì trong nhân tộc chỉ nên có 134 giới, nhưng sự thật thì lãnh thổ nhân tộc có 188 giới. Từ trung ương vương triều thứ 2 đến 134 đều chỉ có một giới, tên là giới thứ 2 đến giới thứ 134. Đương nhiên lãnh thổ mỗi giới khác nhau, ví dụ diện tích lãnh thổ giới thứ 2 thuộc trung ương vương triều thứ 2 gấp 8 lần trung ương vương triều thứ 6, là một tòa siêu đại giới. Vậy 188 giới lãnh thổ nhân tộc là sao? Trung ương vương triều thứ nhất, tức Phiêu Miểu Thần triều có 18 giới. Cộng thêm giới âm phủ, tu la giới, bán yêu giới, Phật giới, linh giới, thú giới. 6 giới này chia đơn độc không thuộc về trung ương vương triều nào của nhân loại, một giới tồn tại độc lập, có phép tắc, quy luật của riêng mình. 6 giới này cũng được gọi là lục đạo, tồn tại rất đặc biệt. Trong đó không chỉ tu sĩ nhân loại, cũng có tu sĩ khác sinh sống. Nhưng tu sĩ nhân loại chiếm hơn một nửa nên biến thành lãnh thổ nhân loại. Ví dụ sinh vật tử linh và tu sĩ tà đạo nhân loại mỗi bên chiếm một nửa giới âm phủ. Trong tu la giới toàn là tu sĩ có ma tính nhất phong phi vân, nữ ma, tiểu tà ma đều sẽ tụ tập ở tu la giới. Vì ma tính bẩm sinh của bọn họ sẽ được kích phát lớn nhất trong tu la giới, lực lượng càng mạnh mẽ hơn, tu luyện tăng nhanh. Tội phạm trong các trung ương vương triều đa số bị đưa đi tu la giới. So với giới âm phủ thì tu la giới đáng sợ hơn, không thấy một người tốt. Tu sĩ có thể sống trong tu la giới toàn là ma đầu khát máu. Trong bán yêu giới trên 90% là bán yêu. Phật giới thì có thái cổ thánh Phật miếu, nghe đồn không chỉ một miếu. Linh giới là thánh địa đạo môn. Thú giới là một giới đặc biệt, bên trong mãnh thú hoành hành, trừ ngự thú sư. Đệ tử các môn phái đi rèn luyện ra có nhiều người đến giới này. Xếp thú giới vào lãnh thổ nhân loại vì trong đó có một đám tộc quần đặc biệt là bán thú nhân. So với bán yêu thì bán thú nhân càng bị nhân tộc ghét hơn, hễ bán thú nhân xuất hiện sẽ bị bắt đưa vào thú giới, không cho bán thú nhân xuất hiện ở quốc gia nhân loại. Trừ 6 giới ra lãnh thổ nhân loại có 13 đại thiên vị diện, mỗi vị diện thiết lập một giới ẩn trong hư không. Chỉ có cao tầng các trung ương vương triều mới biết tọa độ những đại thiên vị diện này. Làm như thế là vì cao tầng nhân loại trong Thái Bình không quên nguy hiểm. Bọn họ sợ có ngày nhân tộc không hưng thịnh như hiện tại, sẽ bị diệt tộc. Cho dù nhân loại trên Tây Ngưu Hạ Châu bị Thái Cổ Thánh yêu tộc tiêu diệt hết ít nhất giữ lại nhân loại trong 13 vị diện để kéo dài nòi giống. Còn về nhân loại trong 13 vị diện làm sao liên lạc với nhân tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu thì không ai biết. Mao Thành thật đếm ngón tay tính toán. Vậy cộng lại chỉ có 187 giới, thiếu một giới. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Nhân tộc còn một giới cực kỳ bí ẩn, nó không nằm trong Tây Ngưu Hạ Châu, cũng không ở vị diện hư không. Thạch Lan tò mò hỏi. Vậy nó ở đâu? Tây Môn Suy Tiêu chỉ đỉnh đầu, bí hiểm nói. Trời trời sao? Mao Ô Quy lắc đầu, nói. Không thể nào. Trước nay nhân loại phát ra cách nói 157 giới, người có địa vị rất cao mới biết về 30 vị diện cộng lại là 187 giới. Ta chưa từng nghe có 188 giới, chắc chắn là tiểu tử nhà ngươi hù người. Trong ấn tượng của Phong Phi Vân thì Mao Ô Quy không gì là không biết, không hiểu.
Mao Ô Quy còn không biết đến giới thứ 188 thì Phong Phi Vân rất nghi ngờ giới đó có thật không. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Trong nhân tộc không đến 10 người biết có giới thứ 188, mỗi người không phải nhân vật bình thường. Tây Môn Suy Tiêu nói khẽ. Đồn rằng giới thứ 188 giữ lại từ cuối thời kỳ Thái Cổ, ít người biết vị trí cụ thể của nó trong trời sao. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng. Nếu giới thứ 188 bí ẩn như thế tại sao ngươi biết? Tây Môn Suy Tiêu cười xòa. Ta nghe người nói lung tung chứ cũng không rõ nó có thật sự tồn tại không. Đám người khinh bỉ. Xì. Phong Phi Vân lộ vẻ đăm chiêu, hắn không cho rằng Tây Môn Suy Tiêu nói bậy bạ. Tây Môn Suy Tiêu nói câu cuối không chừng có thật, gã đang che giấu điều gì. Tây Môn Suy Tiêu không nói thì Phong Phi Vân cũng không hỏi làm gì. Mao Ô Quy hỏi. Từ Luân Hồi Lộ đến Thần Tấn Vương Triều lại trở về Trung Ương Vương Triều thứ 6, Lão Phu và Tây Môn xem như có chút tình cảm. Xin hỏi Tây Môn ngươi từ đâu đến? Con rùa trắng nghi ngờ thân phận của Tây Môn Suy Tiêu. Tây Môn Suy Tiêu ra vẻ tiêu sái nói. Lục Bình không dễ, Lãng Tử Thiên Nhai quân đừng hỏi. Khí chất quân tử phiêu diêu toát ra từ người Tây Môn Suy Tiêu. Mao Ô Quy gai mắt Tây Môn Suy Tiêu làm dáng, nói. Ý Lão Phu hỏi ngươi cũng nên về nhà đi, bây giờ chúng ta định đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, không lẽ ngươi tính đi theo? Mao Ô Quy rất muốn nói. Cút dùm đi. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu mừng rỡ nói. Ta sớm muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bái phỏng Thánh Thần, nhưng sợ Thánh Thần thấy thân phận ta thấp hèn không chịu tiếp kiến thì mất mặt. Phong huynh là quý khách được Thánh Thần mời, ta hy vọng có thể đi theo kiến thức Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phồn vinh hưng thịnh. Mắt Tây Môn Suy Tiêu long lanh nhìn Phong Phi Vân. Người ta đã nói trắng ra thế này, Phong Phi Vân không tiện từ chối, hắn gật đầu đồng ý. Phong Phi Vân chưa từng đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hắn không biết chỗ đó như thế nào. Phong Phi Vân chỉ nghe Hiên Viên Nhất Nhất nói Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nằm ở Đại Quang Minh giới Phiêu Miểu Thần Triều. Trong trí nhớ của Phong Phi Vân thì hắn từng đến Phiêu Miểu Thần Triều vài lần, nhưng sau khi trò chuyện với Phượng Phó, hắn nghi ngờ ký ức đó bị người bóp méo. Có lẽ Phong Phi Vân chưa từng đến Phiêu Miểu Thần Triều. Nên hiểu biết của Phong Phi Vân về Phiêu Miểu Thần Triều chưa chắc là thật, không thể nhìn Phiêu Miểu Thần Triều bằng ký ức kiếp trước, đây là thế giới hoàn toàn mới lạ. Đoàn người Phong Phi Vân bước ra khỏi cổ trận đài, đã đến Đại Quang Minh giới của Phiêu Miểu Thần Triều. Phiêu Miểu Thần Triều có 18 giới, Đại Quang Minh giới chỉ là một trong số đó. Phong Phi Vân hỏi thăm. Mọi người biết Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nhưng không ai rõ nó nằm ở đâu trong Đại Quang Minh giới, không có cổ trận đài đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thạch Lan đứng sau lưng Phong Phi Vân, mặc linh văn tàm ti y màu trắng, eo cột dây lưng vẽ ra vóc dáng cao kiều, xinh đẹp yếu đuối. Thạch Lan nói, lãnh thổ lớn như vậy chẳng lẽ có thể ẩn hình? Bọn họ đang ở trong một tòa cổ thành của Đại Quang Minh giới, Thanh Minh Thiên Thành. Phong Phi Vân ngồi trên phi thiên ngọc điện lớn nhất thành cổ. Bàn ngọc trước mặt bày món ngon linh chân hiếm hoi, có bình thích thủy nhưỡng rượu, đám thị nữ xinh đẹp hầu hạ bọn họ dùng bữa. Dù là ở thế tục hay tu tiên giới, chỉ cần có tiền thì đến đâu cũng sống như vua. Hiện giờ Phong Phi Vân là người có tiền, dầu nứt đố đổ vách. Đồ ăn trên bàn toàn là linh chớ nhưng không hấp dẫn Phong Phi Vân. Chỉ có huyết dao là ăn ngon lành, là to ngon quá. Phong Phi Vân kêu Thạch Lan ngồi xuống nhưng nàng kiên quyết đứng sau lưng hắn. Phong Phi Vân biết tính tình của Thạch Lan, mặc kệ nàng. Tây Môn Suy Tiêu nghe Thạch Lan nói, cười cười. Với thần thông vô thượng của Thánh Thần muốn giấu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đi dễ như chơi. Chắc các người có nghe nói về nhân tổ động thiên. Những thái cổ hung binh này giấu trong hư không, lối vào rất bí ẩn. Chỉ đệ tử động thiên mới biết lối vào ở đâu. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Nói rất đúng. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta tìm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh e rằng tìm mấy trăm năm chưa chắc thấy. Để ta truyền Ngọc Phi Phù cho Hiên Viên Nhất Nhất, chắc nàng đã trở về từ Đan Đỉnh Quỷ Thị. Phong Phi Vân lấy một khối ngọc thư ra, đang định ghi Ngọc Phi Phù. Đột nhiên vang tiếng bước chân. Một đám tu sĩ lưng cõng ngọc kiếm nối đuôi nhau vào, đứng trước bàn ngọc của đám người Phong Phi Vân. Nhóm người mặc đồ trắng, ngực trái thêu hai chữ Càn Khôn, lưng cõng ngọc kiếm toàn là linh khí. Luyện chế thống nhất, rộng 3 tấc 2 phân, dài 5 thước 6. Phẩm cấp ngọc kiếm thì khác nhau. Thủ lĩnh là công tử mặt ngọc khoảng 20 tuổi, người toát ra bạch hà sáng rõ, đôi mày như kiếm, đuôi mày như đao,
màu mi xanh đen, mắt ánh xanh, cảm giác lạnh băng. Nam nhân vừa đi vào người toát ra khí băng giá, rất khiếp người. Trời, là hắn, hắn đến thanh minh thiên cảnh. Người này toát ra kiếm khí thật mạnh, còn trẻ mà tu vi đã cao như thế, là nhân vật gì? Ngươi không thấy trên ngực hắn thêu hai chữ sao? Càn, Khôn, ta biết hắn là ai rồi. Trong Phi Thiên Ngọc Điện có rất nhiều tu sĩ, tu vi không thấp. Bọn họ thấy nam nhân bước vào đều lộ vẻ kiêng dè. Phong Phi Vân đang định ghi Ngọc Phi Phù nhưng thấy đám khách không mời mà tới thì hắn cất Ngọc Thư, chuẩn bị đón khách. Phong Phi Vân giơ tay mời, rất lễ độ. Nếu mấy vị muốn uống rượu chung thì Phong ta hoan nghênh. Trương Cổ Nguyệt lạnh lùng nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt khinh thường nói. Nghe nói các ngươi đang hỏi thăm về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân cảm nhận khí lạnh ập vào mặt, xem ra không phải khách mà đến gây sự. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy. Các ngươi hỏi thăm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là có giáp tâm gì? Trương Cổ Nguyệt ứng chắc như ngọn núi, ánh mắt nhìn xuống lướt qua người Phong Phi Vân đến Thạch Lan, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Quy, cuối cùng ngừng lại trên người Thánh Thực Quả. Trương Cổ Nguyệt khẽ kêu, nhìn chằm chằm con rùa to cỡ nắm tay, ánh mắt vui sướng sau đó chuyển sang độc ác. Phong Phi Vân nhìn thấy hết thay đổi trong mắt Trương Cổ Nguyệt, có vẻ gã nhìn thấu hình dạng thật của Mao thành thật. Tây Môn Suy Tiêu cười thân thiện nói. Chúng ta không có giáp tâm gì, chẳng qua vô cùng tôn sùng thánh thần nên muốn đi bái phỏng lão nhân gia. Trương Cổ Nguyệt khinh thường nhìn Tây Môn Suy Tiêu. Con kiến như ngươi mà cũng mơ gặp thánh thần. Tây Môn Suy Tiêu nói. Huynh đài, có gì từ từ nói, sao lại xem thường người như thế? Kỷ Hoành bước ra từ sau lưng Trương Cổ Nguyệt, cũng mặc áo trắng, lưng cõng ngọc kiếm, tự thành kiếm vực vô hình. Ánh mắt Kỷ Hoành sắc bén nói. Trương Sư Huynh là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, ngươi nói xem Trương Sư Huynh có tư cách khinh thường ngươi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe danh hiệu Đại Càn Khôn Kiếm Đế, nhiều tu sĩ khóe môi co giật. Tu sĩ lúc trước không biết đám người này cuối cùng đã hiểu lai lịch của bọn họ. Đại Càn Khôn Kiếm Đế là một trong bốn người thủ hộ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tu vi cái thế xưa nay. Ngồi ngang hàng với giới chủ Đại Quang Minh Giới. Đại Càn Khôn Kiếm Đế có khá nhiều đệ tử thân truyền, khoảng 9.500 người. Nhưng trong đám đệ tử thân truyền chỉ có 8 người kế thừa y bát của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, Trương Cổ Nguyệt đứng trước mặt Phong Phi Vân là một trong 8 người đó. 600 năm trước Trương Cổ Nguyệt bái vào môn hạ Đại Càn Khôn Kiếm Đế, vì tư chất siêu đẳng, ngộ tính cao, rất được Đại Càn Khôn Kiếm Đế yêu thương. Đại Càn Khôn Kiếm Đế từng 5 lần một mình dạy kiếm đạo chân quyết cho Trương Cổ Nguyệt. Trương Cổ Nguyệt cũng giỏi. 18 tuổi đã bước vào cảnh giới Niết Bàn, tu luyện 140 năm, Niết Bàn 7 lần, bước vào Vũ Hóa Cảnh. Mới tu luyện hơn 100 năm đã Niết Bàn 7 lần, bước vào Vũ Hóa Cảnh, thiên chi kiêu tử như thế hiếm thấy trong Phiêu Miểu Thần Triều nên nhiều người biết tên Trương Cổ Nguyệt. Có lẽ tương lai Trương Cổ Nguyệt sẽ kế thừa vị trí của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, trở thành người thủ hộ mới của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Người như thế thế hệ trước còn phải kiêng dè, không dám đắc tội. Tây Môn Suy Tiêu nói, Đại Càn Khôn Kiếm Đế thì sao? Chúng ta chỉ hỏi thăm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chẳng lẽ Đại Càn Khôn Kiếm Đế cấm cả chuyện này? Mao Ô Quy lôi thân phận ra. Chúng ta là người được Thủy Nguyệt Thánh Nữ mời, đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế như ngươi không đắc tội nổi. Trương Cổ Nguyệt cười nhạt. Mấy đệ tử Càn Khôn Kiếm Đạo đứng sau lưng Trương Cổ Nguyệt cười té ngửa. Thủy Nguyệt Thánh Nữ là nhân vật trên 9 tầng trời. Con kiến các ngươi cũng mơ gặp được. Chúng ta muốn gặp thánh nữ điện hạ còn khó khăn huống chi là đám rác rưởi này. Bọn họ dám lôi thánh nữ điện hạ ra hù chúng ta, chán sống rồi. Bắt bọn họ lại rồi tính. Trương Cổ Nguyệt bá khí nói. Bắt hết bọn họ lại cho ta, mang về Càn Khôn Kiếm Đạo. Ta nghi ngờ bọn họ có liên quan đến vụ mất trộm thiên linh lung trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh gần đây. Mang chúng về, ta sẽ tự mình hỏi. Trương Cổ Nguyệt liếc Thánh Thực Quả, mắt lóe tia vui sướng. Trương Cổ Nguyệt cười lạnh. Thiên linh lung bị mất trộm gây sóng gió lớn. Đường đường là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, dưới chân thánh thần lại bị phi tặc ăn cắp, đúng là trò cười lớn nhất đời. Người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không cố ý che giấu chuyện này, gióng trống khua chiêng truy bắt phi tặc. Đệ tử môn hạ của 4 người thủ hộ đều xuất động bắt phi tặc, tìm về thiên linh lung là có thể đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tranh công. Các cổ trận đài trong Đại Quang Minh Giới đã bị trông chừng nghiêm ngặt,
tuyệt đối không cho phép kẻ cắp chạy ra giới này. Trương Cổ Nguyệt đuổi theo hơi thở thiên linh lung phát tán đến thanh minh thiên cảnh, hơi thở thiên linh lung là danh túc trong thủy nguyệt thiên cảnh tính ra rồi nói hướng đại khái cho môn nhân của bốn người thủ hộ, bọn họ phụ trách truy tìm thiên linh lung. Thủy nguyệt thiên cảnh có sức ảnh hưởng rất lớn trong đại quang minh giới, hiện giờ cổ trận đài nguyên thanh minh thiên cảnh đã bị phong tỏa. Tu sĩ nào muốn thông qua cổ trận đài rời khỏi thanh minh thiên cảnh sẽ bị kiểm tra. Trương Cổ Nguyệt không ngốc, gã vốn chỉ đến kiểm tra đám người Phong Phi Vân, nhưng sau khi thấy thánh thực quả liền đổi ý, trực tiếp chụp tội phi tặc. Vậy là Trương Cổ Nguyệt có thể công kích bắt đám người Phong Phi Vân đến Càn Khôn kiếm đạo, vào địa bàn rồi gã muốn làm gì chẳng được. Trương Cổ Nguyệt làm như vậy có ba chỗ tốt, một là nếu gã trực tiếp cướp thánh thực quả, dù có báu vật hiếm hoi quý giá cũng sẽ bị người chê trách ảnh hưởng hình tượng thủy nguyệt thiên cảnh. Trong các tu sĩ có mặt chỉ mình Trương Cổ Nguyệt biết thánh thực quả, gã chụp mũ tội danh phi tặc cho nhóm Phong Phi Vân, bắt bọn họ đi rồi từ từ lấy thánh thực quả sau, thế là thành chuyện đương nhiên. Thứ hai, thánh thực quả hiếm hoi quý giá, Trương Cổ Nguyệt không dám ăn mảnh. Sau khi có thánh thực quả Trương Cổ Nguyệt sẽ hiến cho sư tôn Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Nếu sư tôn vui, vậy sau này còn ai có thể giành vị trí người thủ hộ thủy nguyệt thiên cảnh với gã? Thứ ba, thiên linh lung mất trộm, môn nhân của người thủ hộ, thánh nữ, tế tự, thần đồ thủy nguyệt thiên cảnh đều đã hành động. Trương Cổ Nguyệt tìm về thiên linh lung là công lớn, nhưng muốn tranh chấp với đám thánh nữ, tế tự nói dễ hơn làm. Trương Cổ Nguyệt lùi một bước, tìm thánh thực quả cũng có thể khoe với Đại Càn Khôn Kiếm Đế, cũng là công lớn. Chỉ một giây ngắn ngủi trong đầu Trương Cổ Nguyệt đã suy tính nhiều ý nghĩ. Một tu sĩ trẻ ngực thêu chữ, Càn Khôn, định đi bắt Phong Phi Vân. Nhưng tu sĩ trẻ chưa đụng vào áo Phong Phi Vân thì một luồng kiếm quang xẹt qua từ sau gáy. Kiếm quang như kinh hồng. Kỳ Hoành cảm giác sau lưng có kiếm khí sắc bén liền ngừng lại, ngọc kiếm trên lưng rời khỏi vỏ tỏa ngọc quang chói mắt thành hình kiếm bia dựng sau lưng chặt đứt đường kiếm khí. Tu vi của Kỳ Hoành không bằng Trương Cổ Nguyệt nhưng dù gì là đệ tử xuất sắc trong Càn Khôn kiếm đạo, phản ứng rất nhanh. Xẹt 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 xẹt. Thân hình thạch lan mảnh khảnh tựa vầng trăng khuyết, tốc độ mau hơn kiếm. Thạch lan lướt qua kiếm bia vỗ trưởng vào ngực Kỳ Hoành. Bàn tay thạch lan trắng mềm nhưng tràn đầy lực lượng chết chóc, như có tử thần lao hướng Kỳ Hoành. Tu vi của Kỳ Hoành là vũ hóa đệ nhất trọng, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn hiền giả vũ hóa cảnh bình thường rất nhiều. Kỳ Hoành đột phá vũ hóa cảnh lúc niết bàn đệ lục trọng thiên. Kỳ Hoành đường đường là anh tài xuất sắc của Càn Khôn kiếm đạo, những tu sĩ thế hệ trước phải nể gã mấy phần, không ngờ bị một thiếu nữ dồn vào thế nguy hiểm. Lửa giận bốc cháy trong lòng Kỳ Hoành. Càn Khôn vô lượng, côn hồng nhất trảm. Kỳ Hoành phất tay áo, ngọc kiếm biến thành kiếm bia bay vào tay gã. Kiếm phong búng một cái, ảo ảnh côn ngư thoáng hiện, kiếm khí tung hoành tứ phương. Một kiếm như phi hồng chém vào thạch lan. Trương Cổ Nguyệt gật gù, cười tủm tỉm. Trương Cổ Nguyệt rất vừa lòng tu vi của Kỳ Hoành, tiến bộ nhiều. Ngón tay phải Trương Cổ Nguyệt bay ra nhẫn Càn Khôn hóa thành một tòa Càn Khôn tiểu thế giới bao bọc ngọc điện lại. Kỳ Hoành, thạch lan đánh nhau túi bụi, năng lượng sẽ không phát tán ra ngoài Càn Khôn tiểu thế giới, không phá hỏng bàn ghế nơi này. Phong Phi Vân ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ không thể xem thường người này, tâm tư tỉ mỉ. Tu vi không tầm thường, không phải loại đơn giản cậy tài khinh người. Tu vi đến cảnh giới này đúng là có chút thực lực, nên Trương Cổ Nguyệt mới kiêu ngạo. Nếu trước khi nghe tiếng tiêu thì Thạch Lan tuyệt đối không đánh lại Kỳ Hoành, đỡ một nhát kiếm còn khó. Nhưng bây giờ Thạch Lan có thể đối kháng với Kỳ Hoành, đấu ngang tay. Thạch Lan chỉ mới 17 tuổi, còn Kỳ Hoành tu luyện ít nhất trên 500 năm. Cánh tay Thạch Lan mảnh khảnh, thân như lá liễu nhưng kiếm khí rất sắc bén. Mỗi nhát kiếm chỉ công không thủ, kiếm tẩu thiên phong, như muốn đồng quy vu tận với Kỳ Hoành. Thạch Lan bị bán yêu ảnh hưởng, kiếm đằng đằng sát khí, hoặc ngươi chết hoặc ta chết. So thực lực, tu vi thì Kỳ Hoành mạnh hơn Thạch Lan, tu luyện mấy trăm năm đó không phải đồ giả, lại có kinh nghiệm đầy mình. Nhưng Kỳ Hoành đánh nhau không cần mạng làm Kỳ Hoành buộc lòng né mũi nhọn, thế là mất tiên cơ. Đám tu sĩ còn ở trong Phi Thiên Ngọc Điện tặc lưỡi. Nữ hài tử này lợi hại thật, một thanh kiếm sắt đánh ngang tay với Kỳ lão thất, kiếm quyết của Càn Khôn kiếm đạo nổi tiếng lợi hại. Hèn gì nhóm người này dám đối đầu với Trương Cổ Nguyệt, cũng có lai lịch đây. Trương Cổ Nguyệt không ngạc nhiên, người có thể tùy thân mang theo thánh thực quả thì sao bình thường được. Trương Cổ Nguyệt đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh,
thiên hạ đương thời ai dám đối địch với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phập, cuối cùng Thạch Lan một nhát kiếm chặt đứt tay phải Kỳ Hoành, ánh mắt lạnh lùng nói. Đây là kết cuộc dám bất kính với sư tôn của ta. Ngực Thạch Lan thủng một lỗ, máu chảy ồ ạt, ngọc kiếm của Kỳ Hoành đâm thủng ngực Thạch Lan, nàng bị thương nặng hơn gã. Nhưng đối với Thạch Lan thì vết thương này chẳng là gì, lúc trước nàng một mình tìm kiếm trong thập vạn sơn hà bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều. Có khi cơ thể Thạch Lan bị chân mãnh thú đạp nát, có khi nàng bị mãng xà nuốt vào bụng, có khi rơi vào huyệt rết. Khi ấy Thạch Lan chỉ có một mình, cô độc đi trong bóng tối, đẫm máu bò trong chết chóc, tìm kiếm ánh sáng trong tuyệt vọng. Khi ấy không ai giúp được Thạch Lan, không ai có thể cứu nàng. Dù xương gãy, Thạch Lan cố gắng mở to mắt, miễn mắt chưa khép thì còn hy vọng sống sót. Lúc Thạch Lan rơi vào ổ con rết, thân thể bị độc tố xâm nhiễm tê dại, nàng cắn răng kiên trì chiến đấu 13 ngày. Cuối cùng Thạch Lan ra khỏi ổ con rết, người nàng không có một miếng thịt lành, máu bị nhiễm độc đen thui, dữ tợn như lệ quý, bên tai chỉ nghe tiếng quả kêu. Lúc ấy Thạch Lan vẫn không tuyệt vọng, trong lòng nàng tràn ngập hy vọng về sự sống. Người khác không có nghị lực ngoan cường đó. Nên dù Kỳ Hoành đâm thủng ngực nàng thì Thạch Lan vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Ngay lúc Kỳ Hoành đắc ý, Thạch Lan một nhát kiếm chặt đứt cánh tay gã. Kỳ Hoành bịt vai cụt chảy máu như suối, gào rú thảm thiết. Còn Thạch Lan cầm chuôi ngọc kiếm chậm rãi rút thanh kiếm đỏ máu ra khỏi ngực, máu đỏ nhỏ tí tách. Động tác tự nhiên như thể rút một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một động tác đã chinh phục nhiều người, cường giả như Trương Cổ Nguyệt cũng rung động. Nếu có thanh kiếm đâm thủng người Trương Cổ Nguyệt, gã có thể nén đau chấn kiếm ra khỏi người nhưng tuyệt đối không bình tĩnh giống Thạch Lan, như thể nàng không cảm giác đau đớn. Thật sự không đau sao? Người cầm kiếm đâm vào ngực thử xem sẽ biết có đau không? Mặt Phong Phi Vân âm trầm liếc đám người Trương Cổ Nguyệt, hừ mạnh. Phong Phi Vân lấy viên kim tàm Phật đan cho Thạch Lan uống, kêu nàng ngồi trị thương. Ngọc kiếm của Kỳ Hoành không chỉ là thanh kiếm điêu bằng ngọc, bên trong chứa lực lượng sát phạt cực mạnh, chứa kiếm ý của gã. Vết thương trên người Thạch Lan chỉ là ngoại thương, vết thương nặng hơn là kiếm ý thấm vào người nàng. Kỳ Hoành bị chặt tay nhưng cường giả cỡ như gã Kriken có bảo dược nối chi là tay gãy sẽ mọc ra. Hiện giờ cánh tay đứt không bị tổn hại gì, chỉ bị chặt xuống, muốn nối về càng dễ hơn. Nhưng trận chiến của Kỳ Hoành và Thạch Lan khiến hai bên hăng máu. Trương Cổ Nguyệt lạnh lùng nói. Đám người lai lịch không rõ ràng, các ngươi không chỉ chống lại lệnh bắt, còn dám bị thương đệ tử Càn Khôn kiếm đạo ta. Theo ta thấy các ngươi đúng là phi tặc ăn cắp thiên linh lung. Càn Khôn kiếm đạo là nơi cao quý biết bao, trong quốc gia nhân loại không mấy ai dám trêu vào tu sĩ Càn Khôn kiếm đạo. Trương Cổ Nguyệt không sợ, lúc gã nói lời này chẳng sợ bị 4 x 10 mũ 7 chỉ trích. Huyết Giao giống to. Bà nội ngươi còn nói nhảm nữa, có tin bản vương ăn thịt ngươi không? Cái đầu to cỡ ngón tay cái biến to bằng trái bóng ra, Huyết Giao giữ tợn trừng mắt, há mồm máu phát ra yêu khí đậm đặc. Tiếng giống của yêu vương làm các tu sĩ Càn Khôn kiếm đạo đầu váng mắt hoa. Mặt Trương Cổ Nguyệt trắng bệch, bị yêu khí khổng lồ đẩy lui mấy bước. Trương Cổ Nguyệt thấy rõ mới rồi là đầu dao đỏ máu, nơi này có yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Các tu sĩ hết hồn. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc tuyệt đối không đắc tội nổi. Dù Trương Cổ Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn kiếm đế cũng không đắc tội thái cổ thánh yêu tộc được. Trương Cổ Nguyệt chắp hai tay, nặn nụ cười nịnh. Thì ra có yêu vương đại nhân ở đây, Trương Cổ Nguyệt sợ hãi, vô tình xúc phạm, xin yêu vương đại nhân đừng trách. Huyết Giao liếc Trương Cổ Nguyệt, không hề nể mặt mắng. Đừng trách cái đầu ngươi, dám tổn thương người của bản vương. Quấy nhiễu hứng thú ăn thịt uổng rượu của bản vương, còn nói bản vương trộm người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Giờ ngươi nói một câu vô tình xúc phạm vậy là xong sao? Ngươi cho rằng bản vương tùy ý nhân loại bình thường nhà ngươi xoa nắn sao? Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng nhắc nhở. Thiên Linh Lung là một báu vật của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, không phải người. Huyết Giao gật gù. À, Huyết Giao uống cạn rượu trong cốc lưu ly, không hề xấu hổ. Trương Cổ Nguyệt rất giỏi quan sát. Thấy trên bàn nhiều rượu và thức ăn ngon nhưng chỉ một mình yêu vương ăn, những người khác không đụng vào. Vậy nghĩa là chủ tử chỗ này chính là Huyết Giao yêu vương, mấy nhân loại kia là người hầu. Trương Cổ Nguyệt suy đoán như vậy cũng không sai, nhưng gã không biết rằng không phải Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Thạch Lan không ăn Kỳ Chân mà do Huyết Giao hành động quá mau,
mới nâng thức ăn lên đã bị nó liếm, đám người Phong Phi Vân muốn ăn cũng không còn khẩu vị. Trương Cổ Nguyệt thầm nghĩ. Hôm nay gây họa lớn thật rồi. Mặt Trương Cổ Nguyệt không còn chút máu. Yêu vương Thái Cổ Thánh yêu tộc là tổ tông, Trương Cổ Nguyệt không trêu vào nổi. Trương Cổ Nguyệt liên tục nịnh nọt nói. Hôm nay là ta có lỗi, yêu vương tiền bối muốn bồi thường cái gì ta cũng đưa. Huyết Giao nghe vậy phấn khởi cười nói. Tốt, chuẩn bị 10 vạn đồng nam đồng nữ làm huyết thực, ta bỏ qua chuyện hôm nay. Huyết Giao yêu tộc khác máu, không có gì ngon hơn huyết thực. Huyết Giao cảm thấy đòi huyết thực với tộc quần nhỏ yếu là chuyện bình thường, đây là cống hầm với nó. Trước khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện, nhân tộc thường đưa huyết thực đồng nam đồng nữ hiến tế cho Thái Cổ Thánh yêu tộc cường đại, đổi lại sự che chở. Nhưng sau khi Hiên Viên Đế Sư xuất hiện, thành lập Trung ương Vương Triều, trăm tộc nhân loại đoàn kết, thực lực đã rất mạnh, không cần nịnh nọt Thái Cổ Thánh yêu tộc nữa. Nhưng vẫn hay có chuyện hiếu kính huyết thực cho tộc mạnh, chẳng qua làm ẩn nấp hơn, không bị tuyên dương ra ngoài. Huyết Giao trực tiếp đòi Trương Cổ Nguyệt dâng 10 vạn đồng nam đồng nữ làm huyết thực, không xem như yêu cầu quá đáng, nó cảm thấy mình đã rất khoan dung. Nếu yêu vương Thái Cổ Thánh yêu tộc khác gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ mượn cơ hội gây lớn chuyện, yêu cầu nhân tộc phân chia thổ địa cho nó mới chịu bỏ qua. Chuyện này xảy ra rất nhiều, không có gì lạ. Tộc yếu không có nhân quyền, dù ở đâu, thời đại nào đều là sự thật rành rành. Phong Phi Vân nhíu mày. Tuy hắn là bán yêu nhưng vẫn xem mình là nhân loại, sẽ không cho phép Huyết Giao làm bậy. Phong Phi Vân đang định ngăn lại thì. Được rồi. Trương Cổ Nguyệt do dự nửa ngày cuối cùng nhăn nhó đồng ý, gã sợ sự việc xảy ra đến tình trạng không thể cứu vãn. Tìm 10 vạn đồng nam đồng nữ không khó với Trương Cổ Nguyệt. Trương Cổ Nguyệt có một khối đất phong, có mấy ngàn ức con dân. Nếu khiến yêu vương bất giận thì có tặng 10 vạn huyết thực cũng không sao. Trương Cổ Nguyệt làm như thế khiến nhiều tu sĩ mất mặt, bực tức, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích gã. Dù gì người ta là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, bọn họ không chê vào được. Có tiếng hừ lạnh vang lên. Thứ bắt nạt kẻ yếu có gì hay? Thanh âm nói ra tiếng lòng của các tu sĩ nhân loại, bọn họ nhìn hướng phát ra thanh âm. Một tòa ngọc điện bay trên bầu trời, chia làm 7 tầng, chính giữa có một lỗ hổng hình vuông, bậc thang bạch ngọc uốn lượn. Nhìn chung tạo hình ngọc điện kỳ lạ, cảm giác như thiên cung kỳ lâu. Thanh âm phát ra từ vị trí cao nhất ngọc điện, một nam nhân thân hình cao to ngồi trên cao. Nam nhân lưng hùm vai gấu, tràn đầy anh khí, chân mày rậm, đường nét khuôn mặt cứng rắn. Nam nhân mặc áo giáp chim ưng, phát ra khí sát phạt, nhìn là biết quanh năm chinh chiến, giết địch đầy rẫy, sát khí khó mà thu giấu. Bên cạnh nam nhân dựng cây đại kích dài 3 trượng 5 thước, thô cỡ miệng chén. Đuôi kích đúc đầu chim ưng vàng, chim ưng tuấn tú đầy sát khí như chủ nhân, chắc cũng uống nhiều máu. Trương Cổ Nguyệt nhìn nam nhân cao 8 thước cứng rắn uy vũ, híp mắt lạnh lùng hỏi. Các hạ đang mắng người. Nam nhân cao 8 thước đặt chén rượu thanh đồng xuống bàn, cười hỏi lại. Phải không, ta đang mắng người sao? Trương Cổ Nguyệt càng tức giận. Hôm nay có tèn bối yêu vương Thái Cổ Thánh yêu tộc ở đây, tại hạ không muốn so đo với ngươi. Nam nhân cao 8 thước giống to. Ha 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 ha, yêu vương thì sao, đời lão tử khinh thường thứ hèn mọn vô sỉ nhà ngươi nhất. Đối diện người của mình thì diễu võ dương oai, đòi đánh đòi giết rất oai. Gặp ngoại tộc thì co rút như chim cút, nịnh nọt ton hót, buồn nôn chết. Thanh âm như thần lôi làm mây dao động. Trương Cổ Nguyệt bị mắng mặt lúc đỏ lúc trắng. Nam nhân cao 8 thước tiếp tục bảo. Anh tộc nhân tộc ta không thua gì Thái Cổ Thánh yêu tộc. Nhớ thời Trung Cổ Hiên Viên Đế Sư mạnh mẽ xuất thế càn quét lục hợp, đánh bại bát phương. Tộc trưởng Thái Cổ Thánh yêu tộc thấy lão nhân gia đều phải gọi một tiếng đế sư, oai phong biết mấy. 1 vạn năm trước Thiên Vu Đại Thần một mình một ngựa đứng ở ngoài Thiên Hồng Quan đánh cường giả Phượng Hoàng yêu tộc thua trận, Phượng Hoàng yêu hậu tay trắng trở về. Khi ấy Thiên Vu Đại Thần không cau mày một chút nào. Tại sao nhân tộc yếu hơn Thái Cổ Thánh yêu tộc? Ta thấy không phải vì nhân tộc bẩm sinh yếu mà vì có quá nhiều thứ anh hùng rơm như các ngươi. Chỉ biết đấu tranh nội bộ, kéo đến chiến trường vạn tộc là mềm như bún ngay. Nam nhân cao 8 thước lại móc một chén rượu từ cái lu bên cạnh, nốc cạn. Tây Môn Suy Tiêu khen hay. Nói hay lắm. Huyết Giao thích phá rối, la lên. Trương Cổ Nguyệt, rốt cuộc ngươi có đưa 10 vạn huyết thực không?
Nam nhân cao 8 thước ánh mắt âm trầm nói. Nếu hắn dám đưa thì hôm nay ta sẽ lấy mạng hắn. Trương Cổ Nguyệt nói. Vậy chờ xem ngươi có bản lĩnh đó không? Ngọc kiếm trên lưng Trương Cổ Nguyệt rời khỏi vỏ, tỏa ánh sáng trắng đoạt mạng. Chỉ một khoảnh khắc rút kiếm khỏi vỏ đã có hàng ngàn bóng kiếm hiện ra, khí thế trên người Trương Cổ Nguyệt thay đổi, như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Trương Cổ Nguyệt không trêu vào yêu vương thái cổ thánh yêu tộc nổi nhưng gã không thèm để nam nhân cao 8 thước vào mắt. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt, lòng thấy bi ai. Trước mặt thái cổ thánh yêu tộc, cái gọi là cường giả nhân loại lại hèn mọn như thế. Thân phận như Trương Cổ Nguyệt mà cũng uốn gối luồn cúi, những tu sĩ nhân loại khác còn như thế nào? Tuy khí tiết của nam nhân cao 8 thước làm người ta khâm phục nhưng cuối cùng vẫn tạo thành đấu tranh nội bộ nhân tộc. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc như huyết giao thì phấn khởi xem kịch như nhìn xiếc khỉ. Hỏi sao không khiến người thấy bi ai? Nam nhân cao 8 thước nói rất đúng, nhân tộc không bằng thái cổ thánh yêu tộc không phải vì thiếu cường giả, không vì nhân tộc bẩm sinh nhỏ yếu mà chỉ bởi có quá nhiều kẻ yếu đuối nhát gan. Phong Phi Vân càng nghĩ càng tức giận, bóp cổ huyết giao như bắt con cá trạch ném vào bình rượu. Bùm! Huyết giao ở trong bình gào thét. Ta là yêu vương của thái cổ thánh yêu tộc, ai dám bất kính với ta? Phong Phi Vân đấm móp bình rượu thanh đồng dẹp thành cái đĩa, rượu phun tung tóe dính đầy mặt Tây Môn Suy Tiêu. Huyết giao bị đánh dẹp lép xin tha. Phong gia hãy bất giận, ta chỉ nói đùa với hắn, ai ngờ hắn tưởng thật. Không liên quan gì ta, bây giờ ta ăn chay như quy gia, làm sao dám ăn nhân tộc? Ta cũng không có lá gan đó. Không ai thấy cảnh tượng này, vì mọi người tập trung chú ý vào Trương Cổ Nguyệt, nam nhân cao 8 thước đấu pháp. Tu vi của Trương Cổ Nguyệt đến đỉnh vũ hóa đệ nhị trọng, nhưng tư chất dư sức đấu với đại hiền giả vũ hóa đệ tam trọng. Khí thế Trương Cổ Nguyệt lên đến đỉnh, khiến nhiều người ngộp thở. Nhẫn càn khôn bay ra khỏi tay Trương Cổ Nguyệt, muốn khống chế chiến trường trong càn khôn tiểu thế giới. Nhưng nhẫn càn khôn chưa bay ra khỏi tay đã bị mũi kích to đâm thủng, nát thành mấy mảnh. Cây kích to như con rồng dễ dàng xuyên qua lĩnh vực kiếm khí mà Trương Cổ Nguyệt ngưng tụ, thế như trẻ tre, huyết khí đằng đằng. Trương Cổ Nguyệt sợ hãi biến sắc mặt. Càn khôn vô lượng, kiếm. Trương Cổ Nguyệt chưa kịp thi triển kiếm quyết thì cây kích to đâm thủng bụng gã, để lại lỗ máu to cỡ miệng chén. Từ đầu bên này có thể thấy đầu bên kia thân thể Trương Cổ Nguyệt, trông rất hãi hùng. Cây kích to bị máu nhuộm đỏ, dữ tợn như nô dao bay về tay nam nhân cao 8 thước. Nam nhân cao 8 thước cầm kích to rộng mạnh xuống đất, rung lắc như sóng thần ập đến. Ngọc điện bay trên cao sắp rơi xuống. Đệ tử thân truyền của đại càn khôn kiếm đế thế mà bị nam nhân cao 8 thước một kích đâm thủng người, làm các tu sĩ trợn to mắt nói. Mắt hổ nam nhân cao 8 thước sáng rực quát to. Hôm nay lão tử làm thịt đồ hèn nhà ngươi. Nam nhân cao 8 thước như thần binh giáng trần, tiếng sấm sét phát ra từ kích to. Lúc này 4 nữ nhân xinh đẹp mặc áo tế tự màu trắng bay tới, đáp xuống trên ngọc điện, ánh sáng chói lòa như 4 tiên nữ đạp mây bay tới. Nước là nguồn, trăng là ánh sáng, thủy nguyệt vĩnh tồn trong thiên địa. 4 thần nữ áo trắng tế tự bắn ra thần luồng màu trắng bay từ 4 hướng như 4 cột sáng trắng quấn lấy kích to của nam nhân cao 8 thước. Cây kích đã đến trước ngực Trương Cổ Nguyệt nhưng bị 4 thần luyện quấn lấy không thể tiến tới 1 li, khựng lại tại chỗ. Nam nhân cao 8 thước tiếc nuối. 4 thần nữ tế tự bạch y thủy nguyệt thiên cảnh đến rồi, xem ra hôm nay không thể giết tên khốn này. Cây kích xoay vòng giấy lên vòng xoáy lớn rút khỏi 4 thần luyện màu trắng. Nam nhân cao 8 thước bay về cung khuyết tầng thứ 7, ngắm 4 thần nữ tế tự bạch y trên bầu trời. 4 thần nữ mặc áo trắng dài rơm, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tuổi đôi 20 thanh xuân. Một người đã là giai nhân khuynh thành. Lại như thần nữ xa xôi không thể với tới. Đây là 4 thần nữ tế tự bạch y bích, lạc, hoàng, tuyền của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chủ trì quan tinh đài, khuy địa cung, khí vận phong của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. 4 thần nữ tế tự bạch y quản lý tất cả thần miếu tế tự, vì thánh thần ban chiếu, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Thấy 4 thần nữ tế tự bạch y xuất hiện, nhiều tu sĩ trong thành cổ quỳ xuống. 4 thần nữ tế tự bạch y đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đây là nơi vô thượng thần thánh, có ảnh hưởng sâu trong đại quang minh giới, nhiều người xem Thủy Nguyệt Thánh Thần là thần linh thật sự. Trên trời xanh mây trắng vọng xuống giọng nữ nhân rất đẹp, xa xôi mà du dương. Trương Cổ Nguyệt là người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, xin thần tú công tử hãy bỏ qua cho hắn một lần.
Người chưa đến thanh âm đã tới trước. Nam nhân cao 8 thước chuyển kích to sang một bên, ngồi bệch xuống, rót rượu vào bát. Nam nhân cao 8 thước nói. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được gọi là thánh địa lại có thứ như thế, các ngươi không nỡ giết thì tại hạ giết dùm. Nhưng nếu thần nữ tế tự Hồng Y đã đến thì ta nể mặt Thủy Nguyệt Thiên Cảnh vậy. Chân trời dâng lên mặt trăng đỏ, ánh sáng chiếu rọi 9000 dặm. Một thần nữ tế tự Hồng Y đứng giữa mặt trời đỏ, tóc đen như tơ, áo đỏ như máu, da thịt như tuyết, thướt tha thánh khiết. Thần nữ tế tự Hồng Y như từ ngoài hư không bay đến, không thấy rõ mặt mũi nhưng chắc chắn là một nữ nhân xinh đẹp hút hồn. 4 thần nữ tế tự Bạch Y nâng Trương Cổ Nguyệt bị thương nặng đứng hai bên thượng quan minh tiêm, hai trái hai phải. Ánh sáng đỏ và trắng đan xen, thần thánh mà trang nghiêm. Dưới thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có 2 thần nữ tế tự Hồng Y, 8 thần nữ tế tự Bạch Y. Thượng quan minh tiêm là 1 thần nữ tế tự Hồng Y, quản lý 4 thần nữ tế tự Bạch Y Bích, Lạc, Hoàng, Tuyền. 2 thần nữ tế tự Hồng Y có địa vị rất cao, chỉ dưới Thủy Nguyệt Thánh Nữ, toàn là nữ nhân tư chất tuyệt đỉnh không yếu hơn Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Nếu Thánh Linh Long tộc chẳng may chết hoặc phạm sai lầm lớn, vậy Thủy Nguyệt Thánh Nữ mới sẽ sinh ra từ 2 thần nữ tế tự Hồng Y. Khuôn mặt Thượng quan Minh Tiêm xinh đẹp, mày lá liễu. Thượng quan Minh Tiêm lấy bình ngọc màu trầm, đổ một giọt thánh lộ. Lỗ hồng to cỡ miệng bát trên bụng Trương Cổ Nguyệt dây lát đã khép. Trương Cổ Nguyệt quỳ một gối, cúi đầu hướng Thượng quan Minh Tiêm. Đa tạ thần nữ tế tự Hồng Y cứu giúp, Trương Cổ Nguyệt vô cùng cảm kích. Tay Trương Cổ Nguyệt sờ bụng, ánh mắt âm trầm liếc xéo nam nhân cao 8 thước. Thượng quan Minh Tiêm thu về bình ngọc trắng, mắt sáng như sao nhìn nam nhân cao 8 thước trên phi thiên ngọc điện. Thượng quan Minh Tiêm mỉm cười nói. Người ngươi nên cảm ơn là thần tú công tử. Trương Cổ Nguyệt biến sắc mặt, không ngờ nam nhân cao 8 thước là thần tú công tử trong truyền thuyết. Bối cảnh của nam nhân cao 8 thước rất lớn, Trương Cổ Nguyệt muốn báo thù cũng khó. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được gọi là thánh địa nhưng dù gì mới thành lập hơn 1 vạn năm, nội tình không sánh bằng những thánh địa lâu năm truyền thừa từ viễn cổ đến hiện tại. Không ai biết trong những thánh địa lâu năm tồn tại thứ khủng bố gì. Hơn nữa Trương Cổ Nguyệt chỉ là một đệ tử của Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Đại Càn Khôn Kiếm Đế có hơn 9000 đệ tử. Nếu biết Trương Cổ Nguyệt đắc tội thần tú công tử thì Đại Càn Khôn Kiếm Đế sẽ vì gã mà đi đối phó thế lực sau lưng thần tú công tử cô. Có lẽ khi đó Đại Càn Khôn Kiếm Đế chỉ bảo, người trẻ tuổi vốn cần rèn luyện nhiều, chết trong cuộc thử thách chỉ trách mình không đủ thực lực. Phong Phi Vân bản năng bài xích người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nói. Chúng ta đi. Trương Cổ Nguyệt thấy đám người Phong Phi Vân định đi thì nhìn thánh thực quả chằm chằm, lại ngó huyết dao, dằn lòng tham lam. Đây là yêu vương, Trương Cổ Nguyệt không trêu vào được. Huyết dao cảm giác bị người nhìn chằm chằm, nó quay đầu cười với Trương Cổ Nguyệt. Nhân loại, tối nay phải mang 10 vạn huyết thực đồng nam đồng nữ đến chỗ ở của bản vương, nếu không. Bản vương cho ngươi biết tay. Trương Cổ Nguyệt cắn chặt răng, không dám nói gì. Thượng quan Minh Tiêm liếc huyết dao lại chuyển sang Phong Phi Vân, linh giác cho nàng biết nam nhân này rất bất phàm. Nhưng Thượng quan Minh Tiêm chỉ nhìn Phong Phi Vân nửa giây. Dù bất phàm mấy cùng lắm là người hầu của yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Hơn nữa nàng có thân phận gì? Thượng quan Minh Tiêm thấy quá nhiều người trẻ tuổi bất phàm, trong đó không thiếu kẻ khoáng cổ xưa nay. Phong Phi Vân không rời khỏi thành cổ mà chọn một khách điếm tiên gia, cư ngụ trong cung điện trên mây. Khách điếm tiên gian ơi này phồn hoa hơn cả hoàng cung. Cung điện dày đặc, cầu nhỏ nước chảy, linh sơn vòng quanh, thị nữ đẹp hơn cả phi tử. Rượu thịt là linh tuyền nhưỡng ra, thực vật toàn là linh quả kỳ chân. Nơi này linh khí đầy đủ, có trận pháp bảo vệ, vừa an toàn vừa thoải mái. Phong Phi Vân đưa Thạch Lan về chỗ ở, khiến nàng nằm thẳng trên tháp ngọc rộng rãi, đắp đệm chăn mềm mại. Tay Phong Phi Vân nhẹ ấn mạch Thạch Lan, Phật khí vàng bay ra khỏi người nàng. Phong Phi Vân mở mắt ra, cười nói. Không sao, vết thương sắp lành, sau này nhớ đừng liều lĩnh như vậy nữa. Thạch Lan nằm trên giường rộng, cảm giác ấm áp chưa từng có. Sợi tóc Thạch Lan xõa ra dính trên cổ trắng, đệm trắng, thê lương khiến người đau lòng. Thạch Lan chớp mắt nói. Thạch Lan không cho phép bất cứ người nào bất kính với sư tôn. Lòng Phong Phi Vân ấm áp thoải mái, hắn cười nói. Sao Thạch Lan ngốc vậy? Dù Thạch Lan không ra tay thì hắn đừng mơ tổn thương được ta. Nhưng, không giống. Không giống chỗ nào. Thạch Lan cắn môi,
bọn họ không xứng để sư tôn ra tay. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thấy tiểu cô nương năm xưa. Vẫn cố chấp, kiên trì như thế, tiểu cô nương ngày xưa giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. 17 tuổi không còn nhỏ, hắn có nên tìm lang quân như ý thích hợp cho nàng không? Phong Phi Vân biết lần này đi Thủy Nguyệt Thiên cảnh tương lai mù mịt, rất có thể có mạng đi không có mạng về. Có lẽ hắn nên tìm đối tượng thích hợp cho Thạch Lan, khi nàng có người thích rồi sẽ không liều mạng tìm kiếm Phong Phi Vân khắp nơi nữa. Phong Phi Vân không hy vọng Thạch Lan cùng xông vào Thủy Nguyệt Thiên cảnh. Phong Phi Vân nói, Thạch Lan, sư tôn không phải người tốt, còn là nam nhân. Nàng và ta là quan hệ sư đồ, không thể theo ta suốt đời. Thạch Lan lớn rồi, có muốn gả cho kỳ nam nhân nào trong thiên địa không? Rồi cùng hắn du lịch bốn bể, chim liền cánh cây liền cành, rất vui đúng không? Lần đầu tiên trong đời Phong Phi Vân thuyết phục người ta thành thân, nói năng vụng về. Phong Phi Vân cảm thấy lời này quá đường đột, nhưng hắn phải đi Thủy Nguyệt Thiên cảnh ngay, sắp xếp cho Thạch Lan rồi hắn mới yên lòng. Thạch Lan nằm trên giường, mắt trợn tròn, con ngươi hoảng loạn. Sư tôn, người. Dưới nệm, tay Thạch Lan siết chặt, tim đập nhanh như nổi trống, giọng Phong Phi Vân cứ vọng lại bên tai nàng. Sư tôn không phải người tốt, còn là nam nhân. Nàng và ta là quan hệ sư đồ, không thể theo ta suốt đời. Ý của sư tôn là sao? Không, không lẽ sư tôn muốn cưới ta? Sư tôn muốn mối quan hệ tiến thêm một bước, vậy ta có thể danh chính ngôn thuận luôn ở bên cạnh sư tôn. Sư tôn kêu ta tìm kỳ nam nhân trong thiên địa chim liền cánh cây liền cành, sư tôn đang ám chỉ chính mình sao? Sư tôn không ngờ sư tôn trực tiếp như vậy, làm nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Nàng phải làm sao đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, Thạch Lan chưa từng tưởng tượng sẽ thành phu thê với sư tôn, chưa từng nghĩ thành thân với nam nhân nào. Nhưng nếu người đó là sư tôn, Thạch Lan cảm thấy nàng có thể chấp nhận. Phong Phi Vân không biết hắn nói lời khiến nữ đồ đệ hiểu lầm. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nàng đang nghĩ gì, nhưng nhìn nàng đỏ mặt, tim đập nhanh, bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng có khác gì thiếu nữ tình yêu chớm nở. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, đồ đệ của hắn không hoàn toàn cuồng tu luyện, chắc trong lòng đã có người thích, vậy dễ xử. Phong Phi Vân rất quan tâm nữ đồ nhi, hỏi. Nói cho sư tôn biết Thạch Lan thích ai? Là nam nhân trong thánh địa hoàng tộc hay thiên kiêu thần tấn vương triều? Hay thiên tài tuấn kiệt nơi khác? Dù là lần đầu tiên Thạch Lan đối diện mãng xà có độc cũng không hồi hộp như bây giờ, cơ thể dưới lớp chăn co lại, thớ thịt căng cứng, mồ hôi ướt đẫm áo lông dán sát da thịt. Thạch Lan nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phong Phi Vân, thần kinh căng thẳng, môi hồng hé mở ngại ngùng nói. Đều có. À, Phong Phi Vân không kịp phản ứng, cái gì là đều có? Mặt Thạch Lan nóng ran, sợ Phong Phi Vân hiểu lầm, nàng vươn đôi tay ngọc nắm chặt cổ tay hắn, ngước nhìn hắn chăm chú. Thạch Lan nói, sư tôn, người ta thích, cách chúng ta rất gần, rất gần. Thạch Lan nói xong câu này rất là xấu hổ, chui vào trong chăn quấn chặt thân hình yểu điệu. Người Thạch Lan nóng ran, đổ mồ hôi như tắm, nàng không dám ló đầu ra ngoài. Thạch Lan thầm nghĩ, đã nói rõ ràng như vậy chắc sư tôn hiểu rồi. Giờ phải làm sao đây? Sau này còn mặt mũi nào gặp người? Phong Phi Vân ngây người thật lâu, hắn không ngờ Thạch Lan thích là Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Không được, Tây Môn Suy Tiêu bí ẩn, lai lịch quái dị. Nhưng Thạch Lan đã thích hắn vậy ta phải tìm hiểu rõ về hắn, nếu không sẽ không yên tâm. Phong Phi Vân nói. Thạch Lan hãy nghỉ ngơi đi, chờ hai ngày nữa thân thể khỏe mạnh rồi sư tôn sẽ lại một mình đến tìm. Chuyện này rất quan trọng với Thạch Lan, hai ngày nay cố gắng điều chỉnh trạng thái đi. Phong Phi Vân ôm một bụng tâm sự rời khỏi phòng Thạch Lan, đi tìm Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân không để bụng sắc mặt Thạch Lan khác hẳn ngày thường, dù nàng trưởng thành sớm thế nào thì chỉ là thiếu nữ 17 tuổi. Lần đầu tiên gặp chuyện tình cảm đừng nói là Thạch Lan, dù là bá chủ tu luyện mấy ngàn năm cũng sẽ lỏng rối như tơ vò. Con người không thể mãi mãi lý trí, còn có tình cảm, nhân tính. Người mãi mãi lý trí không phải con người, đó là máy móc. Thiếu nữ tình yêu chớm nở căng thẳng vùi mình trong chăn, thật lâu sau mới vén lên góc chăn ló mặt ra. Người Thạch Lan ướt đẫm mồ hôi như mới tắm xong. Thạch Lan thở phào, vui vẻ nhắm mắt lại. Phong Phi Vân ôm vò rượu gõ cửa phòng Tây Môn Suy Tiêu. Trong phòng vang tiếng kỳ lạ, tiếng thở dốc bối rối,
tiếng nữ nhân. Giọng Tây Môn Suy Tiêu vọng ra. Ai vậy? Phong Phi Vân nói. Đêm nay trăng sáng sao thưa, Tây Môn huynh có hứng thú uống chén rượu với Phong ta không? Thì ra là Phong huynh, tới ngay. Cửa mở ra, Tây Môn Suy Tiêu khoác áo rộng, eo cột sợi dây lưng, ngực rắn chắc, đùi săn chắc bắt đầu ngoài, bên trong không mặc gì hết. Tây Môn Suy Tiêu đón Phong Phi Vân đi vào. Phong Phi Vân bước vào phòng liền ngửi được mùi son phấn phụ nữ, dưới đất có yếm hồng thêu uyên ương dưới nước. Hai nữ nhân phong tình quyến rũ bước xuống giường, các nàng tóc rối, quần áo xốc xếch, mặt hây hồng. Phong Phi Vân là tay già đời chơi bời, biết mới rồi ba người đang mây mưa, là hắn đến quấy rầy người ta. Trong lòng Phong Phi Vân chẳng hề thấy tội lỗi, nhíu mày nói. Tây Môn huynh sinh hoạt tình thú thật phong phú, người gọi hai nữ nhân phong trần từ đâu đến? Phong Phi Vân ngừng bặt. Một nữ nhân mỉm cười nói. Tiểu lang quân thể lực không tệ, thưởng cho ngươi. Lần sau sẽ còn đến tìm. Nữ nhân ném túi linh thạch cho Tây Môn Suy Tiêu. Hai nữ nhân quyến rũ thướt tha đi ra ngoài, lúc lướt qua người Phong Phi Vân thì mắt sáng rực, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Các nàng như hai con sói cái muốn ăn thịt Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu cười tủm tỉm đếm linh thạch. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Thì ra người bị chơi là ngươi. Tây Môn Suy Tiêu cất linh thạch. Tổng cộng 80 khối trùng động linh thạch, hai nữ nhân này lai lịch không nhỏ, có lẽ là phu nhân tông chủ tiên môn. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Phong huynh hiểu lầm, hai người đó thưởng thức tài nghệ của ta, cảm thấy ta tài mạo song toàn. Phong huynh cũng là người trung chí hướng, nên biết nam nhân khó kiềm khoe khoang trước mặt mỹ nữ. Nên ta vui quá mời bọn họ đến đây, tâm sự chuyện đời với các nàng. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Rồi sao tâm sự đến trên giường? Nam nhân phong lưu không có gì sai, thiếu niên huyết khí phương cương, tinh khí tràn đầy, nếu không chút ra sẽ thịnh cực mà suy. Những huyết khí, tinh khí nếu không chút vào người nữ nhân chẳng lẽ đụng vào nam nhân? Phong Phi Vân là như vậy, hắn không cảm thấy có gì sai. Nhưng bây giờ nữ đồ đệ duy nhất thích Tây Môn Suy Tiêu, Phong Phi Vân làm sư phụ muốn giúp nàng. Tây Môn Suy Tiêu không hề lúng túng nói. Đương nhiên chúng ta chỉ ngồi tâm sự. Hai nữ nhân tu vi cao sâu, mỗi lúc đều có lời vàng ý ngọc sâu sắc, làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta quyết định thổi một khúc tiêu cho bọn họ. Trong tiếng tiêu chúng ta ý loạn tình mê, bất giác leo lên tiên cảnh. Thật là quá tuyệt vời. Đương nhiên ta thanh minh một lần nữa, ta là người bán nghề, ta chú trọng giao lưu tình cảm. Ban đầu ta không định giao dịch thể xác với bọn họ. Phong Phi Vân lạnh lùng hỏi. Không lẽ bọn họ buộc ngươi? Thế thì không. Mắt Tây Môn Suy Tiêu sáng rực nói. Nhưng bọn họ nói xong chuyện sẽ cho linh thạch gấp 10 lần, nam nhân không chịu nổi hấp dẫn như thế. Phong Phi Vân trợn tròn mắt. Trong gian phòng bên cạnh, Mao Ô Quy, Huyết Giao, Mao Thành Thật tụm lại nhìn hình ảnh trong huyền quang linh kính. Huyền quang linh kính là pháp bảo của Huyết Giao, vốn rình ngó Tây Môn Suy Tiêu và hai nữ nhân mây mưa. Bọn họ đang nhìn hăng say thì thấy Phong Phi Vân đẩy cửa vào, chỉ trích Tây Môn Suy Tiêu này nọ. Móng vuốt nhỏ sờ cằm, Mao Ô Quy tặc lưỡi. Chậc chậc, ta cảm thấy hôm nay Phong Phi Vân có vấn đề. Huyết Giao gật gù. Ta đồng ý. Hình ảnh trong huyền quang linh kính luôn bị Mao Ô Quy, Huyết Giao che mất, Mao Thành Thật chen vào không lọt. Thánh Thực Quả cũng muốn xem hình nhưng bị ra ra mắng, thiếu nhi không được xem, lăn sang một bên đi, rồi đá nó lăn quay. Mao Thành Thật rất tò mò, rốt cuộc chen vào được. Không thấy có vấn đề gì. Đôi mắt Mao Ô Quy đăm chiêu nói. Một động vật ăn thịt đột nhiên bắt đầu ăn chay, ta vốn cảm thấy không thể tưởng tượng, giờ đã hiểu lý do. Mao Thành Thật hỏi. Hiểu cái gì? Phong Phi Vân thích nam nhân. Mao Ô Quy phân tích. Lần cuối Phong Phi Vân chạm vào nữ nhân là tiểu công chúa, chúa Tể Phi, một vị quận chúa của Trung ương Vương Triều thứ 6. Chắc đây là hồi quang phản chiếu, bởi vì trước đó Lưu Tô Hồng chết, Phong Phi Vân rất đau lòng. Các ngươi nói xem có khi nào chuyện này kích thích tâm linh Phong Phi Vân quá lớn nên tính hướng bị vặn vẹo, sau lần cuối phóng túng thì đổi giới. Mao Ô Quy hùng hồn nói. Ngẫm lại xem, Nam Cung Hồng Nhan chết, Lưu Tô Hồng cũng chết, Phù Thanh Họa trốn vào Phật Tháp không còn đi ra. Những nữ nhân làm Phong Phi Vân nát lòng, hắn theo đuổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ thật lâu nhưng người ta lờ hắn đi. Cũng là đả kích lớn với hắn. Lại còn Mặc Giao Giao là nữ nhân của Quỷ Thị Tôn Hoàng,
chắc làm hắn vô cùng thất vọng. Một nam nhân gặp nhiều đả kích như thế, trong lòng đã tan nát, lúc này hắn chỉ muốn tìm bến cảng tâm hồn, tìm chỗ nương tựa. Ai, Phong Phi Vân không muốn chạm vào nữ nhân nữa. Các ngươi nhìn xem, ánh mắt Phong Phi Vân nhìn Tây Môn Suy Tiêu rất lạ. Có oán hận, ai oán, tức giận, và tình cảm trước giờ chưa từng có. Mao Thành thật trợn to mắt nói. Có không, sao ta không thấy? Ngươi còn nhỏ, không hiểu nỗi đau của nam nhân. Mao Ô Quy đá bay Mao Thành thật, nói. Ta cá 10 ức linh thạch bây giờ Phong Phi Vân thích nam nhân. Huyết Giao sảng khoái nói. Ta cá 10 ức với ngươi. Muốn cá thì phải chơi lớn chút, ta thêm 40 ức. Mao Ô Quy chắc chắn nói. Vậy làm sao chứng minh chuyện này? Huyết Giao cười gian. Dễ lắm, bắt một mỹ nữ lột chuồng rồi bỏ lên giường Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân là nam nhân bình thường sẽ không thờ ơ. Mao Ô Quy lắc đầu, nói. Phong Phi Vân gặp bao nhiêu nữ nhân, xảy ra quan hệ với nhiều mỹ nữ khuynh thành. Nữ nhân bình thường không lọt vào mắt hắn. Huyết Giao híp mắt nảy ý xấu. Nếu là thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì sao? Mao Ô Quy híp mắt tì hí cười âm hiểm. Cái này, được. Trăng sáng treo cao, mây lững lờ trôi. Các Quỳnh Lâu Ngọc Điện bay trong biển mây như thiên cung. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu ngồi uống rượu dưới trăng. Phong Phi Vân vừa rót rượu cho Tây Môn Suy Tiêu vừa thăm dò. Tây Môn huynh đúng là rồng phượng trong cõi người, có gan một mình vào chiến trường vạn tộc. Sự dứt khoát này làm người ta khâm phục. Tây Môn Suy Tiêu từng nói gã từ hố luyện thi chiến trường vạn tộc rơi vào luân hồi lộ, Phong Phi Vân luôn nghi ngờ điều này. Tây Môn Suy Tiêu ung dung nói. Khi đó ta và một vị quận chúa cùng vào chiến trường vạn tộc, ta là một nhạc sư của nàng, thường cùng nàng thổi tiêu. Quận chúa đi chiến trường vạn tộc rèn luyện, nhất quyết mang ta theo. Ta không từ chối được thế là đành đi cùng nàng. Ai ngờ chiến trường vạn tộc quá nguy hiểm, không lâu sau quân đội của quận chúa bị yêu tộc đồ diệt, quận chúa cũng chết trận. Ta may mắn giả chết nằm trong đống xác, bị ném vào hố luyện thi nên mới thoát chết. Phong Phi Vân nâng chén uống cạn. Uống rượu, uống rượu. Phong Phi Vân không phát hiện trong lời nói của Tây Môn Suy Tiêu có lỗ hổng gì, nhưng hắn biết đây là lý do gã đã nghĩ ra từ trước. Phong Phi Vân nói tiếp. Tiếng tiêu của Tây Môn huynh thanh thoát, tạo nghệ âm luật cao không thể với tới, không biết theo môn phái nào. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Sư tôn của ta là một vị cao nhân ẩn sĩ, ta không tiện lộ tên ra. Nhưng Phong huynh đã hỏi thì ta không giấu gì, sư tôn của ta là. A, à, đó chẳng phải là Lão Mao, Huyết Giao và Thành Thật sao? Cả ba lén lút đi đâu? Phong Phi Vân cứ tưởng Tây Môn Suy Tiêu cố ý đánh trống lảng, nhưng hắn xoay người lại quả nhiên thấy Mao Ô Quy, Huyết Giao, Thánh Thực Quả ẩn trong tầng mây, lén lút chạy đi. Mặc kệ chúng nó đi, cả ba rảnh rỗi không có việc gì làm. Phong Phi Vân cười nói. Tây Môn huynh nói tiếp đi. Thật ra sư tôn của ta đến từ một nhân tổ động thiên. Tây Môn Suy Tiêu tiếp tục kể chuyện về sư phụ của mình, nhưng Phong Phi Vân biết gã không nói thật, nên chỉ nghe ngoài tai. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tây Môn Suy Tiêu bí ẩn, vấn đề cách sống nghiêm trọng hơn ta. Phải khuyên nhủ Thạch Lan mới được, không thể để nàng và Tây Môn Suy Tiêu bên nhau. Phong Phi Vân thầm quyết định. Tây Môn Suy Tiêu đang kể sự tích phong lưu của mình chợt nhướng đuôi mày, nhìn biển mây phương xa. Ủa, nhìn kia, hình như Lão Mao. Huyết Giao nâng cái gì trở về. Phong Phi Vân hờ hững nhìn qua, thấy trên mây Mao Ô Quy, Huyết Giao nâng cái gì một trước một sau bay nhanh trở về, tốc độ siêu mau. Huyết Giao, Mao Ô Quy thập thò nâng vật dài, bị vải trắng trải giường bao bọc. Vải giường dán cấm phủ bao lấy thứ dài, ngăn cách hơi thở hoàn toàn. Có suy tính cũng khó tính ra bên trong là cái gì. Mau, mau lên, đừng để bị phát hiện. Mao Ô Quy rón rén đi trước mở đường. Lúc thì nhìn trái khi thì ngó phải, nhưng nó chẳng chịu ngước nhìn lên trời. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu đang ngồi trên nóc khách điếm Tiên Gia, thấy hết cả ba. Phong Phi Vân lắc đầu, ba tên này siêu quậy, Thánh Thực Quả Thành Thật Nhất cũng bị dậy hư. Chắc cả ba lén chạy ra ngoài ăn trộm báu vật, không biết nhà ai tối nay xui xeo. Phong Phi Vân đã quyết định không để Thạch Lan, Tây Môn Suy Tiêu bên nhau thì cũng không cần thăm dò gã nữa. Phong Phi Vân lười tìm hiểu Tây Môn Suy Tiêu là ai. Mỗi người có bí mật của mình,
như Tây Môn Suy Tiêu chưa từng hỏi lai lịch thanh đồng cổ thuyền của Phong Phi Vân, không hỏi tại sao hắn xuất hiện ở Luân Hồi Lộ. Mọi người có duyên mới ở chung với nhau, tách ra rồi tương lai còn gặp lại hay không thật khó nói. Thiên hạ to lớn, mỗi người một con đường. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu uống rượu xong hắn đã hơi say, mặt đỏ ửng, đầu óc choáng váng, chân nam đá chân siêu quay về. Đã lâu không uống nheo như vậy. Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu không uống rượu bình thường, gọi là rượu đương nhiên là thứ khiến người say. Người bình thường có rượu làm người thường say. Chân nhân có rượu làm chân nhân say. Thánh linh có rượu làm thánh linh say. Người thay đổi nhưng rượu chẳng bao giờ đổi thay. Mao Ô Quy lo lắng nói. Đến rồi, đến rồi. Ha ha ha, Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu uống nhiều hổ cốt tuyền nhưỡng như thế chắc sẽ không say rượu loạn tính đi. Huyết Giao cười nói. Dù sao ta không thành vấn đề, ta dùng dược dù là Huyết Giao ăn vào sẽ biến thành Xuân Giao, tu vi của nàng cao mấy cũng không chịu nổi. Quy ra, chờ đưa tiền đi. Phong Phi Vân đã vào phòng, hắn mới bước vào liền cảm giác dấu vết có người đến. Phong Phi Vân tỉnh say một nửa, trở nên cẩn thận hơn. Góc tiuyenang.com cảm ơn bác Hoan đã tài trợ cho chuyện Linh Chu nhé. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Làm rất cao minh, sau khi vào xóa hết dấu vết. Trong Phiêu Miểu Thần Triều nói đến kẻ thù thì Phong Phi Vân không có ai, hắn chỉ hơi xích mích với Trương Cổ Nguyệt. Nhưng Trương Cổ Nguyệt là người biết điều, sẽ không dám đắc tội Yêu Vương Thái Cổ Thánh Yêu Tộc, vậy là ai xông vào? Chẳng lẽ là người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phái đến? Nói đến kẻ thù của Phong Phi Vân thì có một, chính là Thủy Nguyệt Đình. Trong lòng Phong Phi Vân rất kiêng dè nữ nhân này. Phong Phi Vân hít sâu, ánh mắt sắc bén nhẹ nhàng khép cửa, đi vào trong. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm giường rộng làm bằng ngà voi, tuy bị mảnh che nhưng vẫn thấp thoáng thấy nữ nhân nằm trên giường. Dưới giường đặt đôi giày trắng, không phải giày bình thường mà làm bằng đế noãn bách ngọc lệnh quý giá, thêu hao lan nhỏ màu trắng toát mùi thơm. Phong Phi Vân nhớ rõ đây là giày thần nữ tế tự Bạch Y mang. Đúng là người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phái đến. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận với đối thủ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thầm nghĩ. Tu vi của Thủy Nguyệt Đình khủng khiếp đến mức này sao? Chắc tính ra ta tới Đại Quang Minh giới, nhưng tại sao nàng không tự mình đến? Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh a bưng đến bên cạnh giường, ngồi xuống bàn rót ly trà nhấp một ngụm. Phong Phi Vân nói. Không biết là vị thần nữ tế tự Bạch Y nào giá lâm. Trên giường có tiếng nữ nhân thở hổn hển, rên rỉ yêu kiềm, người vặn vẹo. Nóng, nóng quá. Phong Phi Vân nhíu mày, có gì đó là lạ. Dù Thủy Nguyệt Đình phái thần nữ tế tự Bạch Y đến đối phó hắn thì thân phận thần nữ tế tự Bạch Y cao quý biết mấy, sao có thể cởi giày, nằm xuống giường của Phong Phi Vân. Đây là thần nữ tế tự Bạch Y nhận huấn luyện nghiêm khắc, tâm tính hơn người, băng thanh ngọc khiết. Có thể nổi bật trong ước vạn nữ nhân, không thể nào là loại phóng đãng. Có vấn đề. Phong Phi Vân đứng dậy, vén rèm lên, trợn mắt há hốc mồm. Thần nữ tế tự Bạch Y trắng mềm hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, vạt áo mở rộng. Ngực nàng vốn mặc áo lót màu trắng nhưng đã bị xé xuống lộ ra gò bồng đào căng tròn trắng tinh, hai điểm đỏ đặc biệt hấp dẫn. A, nóng quá, nước. Tóc đen xóa tung có dính lên cổ, có dán vào ngực căng. Mày nhướng cao, mắt quyến rũ, mũi thẳng, môi hé mở tiếng thở dốc hút hồn. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đỏ ửng, hai tay xoa nắn bộ ngực, tay kia luồn vào khố đáng yêu, ngón tay ma sát, có mấy cọng lông đen thỏ ra ngời. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn, ban ngày Phong Phi Vân đã gặp nữ nhân này, nàng là một trong bốn thần nữ tế tự Bạch Y Bích, Lạc, Hoàng, Tuyền. Khi ấy nàng kiêu ngạo như tiên hạc trong mây, thánh khiết như tiên nữ trên trời. Không ăn nhân gian khói lửa. Nhưng bộ dạng dâm đãng bây giờ khó mà liên tưởng nàng với thần nữ tế tự Bạch Y. Cái quái gì đây? Phong Phi Vân chợt nhớ Mao Ô Quy, Huyết Giao nâng thứ gì đó trở về, hay bên trong là nữ nhân? Đường đường là thần nữ tế tự Bạch Y sao lại biến thành? Thế này, thần nữ tế tự Bạch Y vốn nằm trên giường đột nhiên nhào lên, hai tay mảnh khảnh trắng ngã ôm chặt cổ Phong Phi Vân. Quan tài hoàng thạch không hiểu nam nữ làm sao giao hợp. Nàng hôn lung tung mặt Phong Phi Vân. Thần nữ tế tự Bạch Y hổn hển. Ta muốn, cho ta. Phong Phi Vân không hiểu ra sao bị đè xuống giường, hai trái đảo nóng mềm đè ngực hắn. Cảm xúc khác lạ kiều diễm sộc lên não Phong Phi Vân.
Thần nữ tế tự Bạch Y đã xé hết vải áo trên người, hai chân kẹp chặt Phong Phi Vân, hận không thể hòa tan vào người hắn. Thần nữ tế tự Bạch Y khóc kêu la lớn. Ta khó chịu quá, khó chịu, cứu ta đi. Người thần nữ tế tự Bạch Y ướt đẫm mồ hôi, giữa hai đùi săn chắc thon dài ướt đẫm ma sát lưng Phong Phi Vân. Tuy thần nữ tế tự Bạch Y rất khó chịu nhưng còn là gái tơ, không biết phải làm sao. Thần nữ tế tự Bạch Y chỉ biết hôn Phong Phi Vân, ma sát người hắn, gợi ngọn lửa trong người hắn. Phong Phi Vân không phải Liễu Hạ Huệ, hắn không phải chính nhân quân tử, đã đến lúc này không ăn mới ngu. Cô nương, ta là nam nhân thủ thân như ngọc, nàng hãy nằm yên đi, ta rót ly nước cho nàng. Nếu Phong Phi Vân nói câu đó thì chính hắn còn khinh thường mình. Lúc này tất nhiên phải giúp đỡ người khốn khó. Trong khi Phong Phi Vân quyết định thì trận pháp thủ hộ bên ngoài khách điếm Tiên Gia bị công kích vang tiếng nổ điếc tai. Khách điếm lắc lư trong không trung. Dám bắt cóc thần nữ tế tự Bạch Y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta. Dù là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc cũng phải chết. Thượng quan Minh Tiêm rất tức giận, giang hai tay vung kiếm vũ đánh vào khách điếm Tiên Gia, chiếu sáng cả bầu trời. Thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị bắt cóc, chuyện hoang đường vạn năm mới gặp. Huyết Giao, Mao Ô Quy biết hỏng chuyện, không ngờ đối phương nhanh chóng tìm đến cửa. Mao Ô Quy hậm hực nói. Đám đàn bà thối Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thật khó đối phó, chúng ta làm bí ẩn thế mà sao nàng biết Bạch Y tế tự bị bắt đến đây. Kệ nó, nếu nàng đã đến thì bắt luôn. Giờ đang phút quan trọng, không thể để nàng quấy rầy ván cửa của chúng ta. Có lý. Khá nhiều tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh kéo đến, không chỉ thần nữ tế tự Hồng Y Thượng Quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y khác, còn có Trương Cổ Nguyệt, tu sĩ Càn Khôn Kiếm Đạo. Một số tu sĩ thế hệ trước cũng chạy đến, quá đáng hết sức, dám bắt thần nữ tế tự Bạch Y ngay trong đại quang minh giới, dù đối phương có là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc cũng tuyệt đối không bỏ qua. Huyết Giao bay đến trên nóc khách điếm Tiên Gia, mắt liếc xéo đám tu sĩ nhân loại. Huyết Giao nhìn Trương Cổ Nguyệt, cười nói. Tiểu tử, ngươi nói không giữ lời. Đã bảo là đêm nay dâng 10 vạn đồng nam đồng nữ cho ta nhưng ngươi không giữ lời, bản vương đành tự mình bắt một về để đền bù. Trương Cổ Nguyệt nhục mặt, cắn răng nói. Đây là Bạch Y tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Huyết Giao kiêu ngạo cười nói. Vậy sao, ở trong mắt bản vương thì đó chỉ là huyết thực. Mắt Thượng Quan Minh Tiêm lạnh lùng hỏi. Ngươi đã làm gì nàng? Thanh cổ kiếm bay ra từ sau gáy Thượng Quan Minh Tiêm, quanh người tự hình thành kiếm vực. Dù là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc thì sao? Nếu dám làm nhục nhân tộc thì liều mạng chiến. Tại sao nhân tộc có nhiều kẻ hèn? Vì máu chảy quá ít. Huyết Giao cười gian. Đương nhiên là nha đầu kia bị ta nuốt, da mỏng thịt mềm, rất ngon. Muốn chết. Ngón trỏ và ngón giữa Thượng Quan Minh Tiêm bắt kiếm quyết vạch một đường cong. Kiếm theo tâm đi, nhát kiếm đâm thủng trận pháp bảo vệ khách điếm Tiên Gia chém vào Huyết Giao. Bề ngoài nhìn như Thượng Quan Minh Tiêm bị chọc giận nhưng thật ra đạo tâm rất bình tĩnh, biểu tình thản nhiên, mắt sắc bén còn hơn kiếm khí. Bản vương nghe nói tâm ngự tính tâm kiếm điển là dùng tâm ngự kiếm, tâm ngự thần. Tâm càng tính kiếm ý càng mạnh, tâm loạn thì kiếm ý yếu. Tiểu cô nương, tức giận làm mệt người, có cần bản vương dập lửa dùm không? Huyết Giao bi én về bản thể, thân thể như dãy núi đỏ, dữ tợn xa xưa, sóng khí ngập trời. Có mây yêu tự động tụ tập trên bầu trời. Một tiếng hú dài mang theo gió tanh đầy trời. Hơn 10 tu sĩ vũ hóa cảnh thế hệ trước bị đánh bay, hai móng vuốt đẫm máu thỏ ra chộp đan đỉnh quỷ thị. Thế giới hoa khai. Ba thần nữ tế tự Bạch Y đứng ở ba hướng góc. Quanh Thượng Quan Minh Tiêm, thân như tạc bằng ngọc, không nhúc nhích, lòng ngự kiếm. Bọn họ diễn hóa ra kiếm quyết trong lòng, hình thành đoa hao thần to lớn nở trong không trung. Thượng Quan Minh Tiêm là nhụy hao chính giữa, ba thần nữ tế tự Bạch Y là ba cánh hoa. Bốn người hợp thành một đỡ móng vuốt của Huyết Giao, chuyên. Đây là kiếm quyết hợp kích, từ ý nghĩa nào đó bọn họ có thể điều động một phần lực lượng của thánh thần. Nếu bốn thần nữ tế tự Bạch Y và một thần nữ tế tự Hồng Y hợp sức thì uy lực càng mạnh hơn. Bên ngoài đánh nhau túi bụi, Phong Phi Vân hết hứng chơi bời. Chưa gặp Thủy Nguyệt Đình đã bị chụp mũ dâm tặc. Bắt cóc thần nữ tế tự Bạch Y, dâm nhục nàng. Nếu bị Thủy Nguyệt Đình biết chắc chắn nàng sẽ khinh thường hắn. Mặc kệ kiếp trước có thật hay không, Phong Phi Vân không muốn bị Thủy Nguyệt Đình khinh thường. Phong Phi Vân cắn đầu lưỡi bình ổn huyết khí,
cố gắng không để mình bị sắc đẹp dụ dỗ. Phong Phi Vân thành công ngăn cản tà niệm, ngọn lửa trong bụng bị dập tắt. Loại cảm giác này rất khó chịu, như miếng thịt đến bên miệng rồi, há mồm là cắn chúng ngay nhưng buộc phải ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn cục thịt rơi xuống đất, có lẽ tương lai sẽ bị chó ngậm hay quả cắp đi. Phong Phi Vân không hối hận gì, muốn nữ nhân thì lúc nào cũng có. Phong Phi Vân kiềm chế bản thân tránh cho mâu thuẫn gay gắt với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay từ đầu. Phong Phi Vân có thể làm bao nhiêu chuyện xấu xa với nữ nhân xấu, nhưng với nữ nhân tốt phẩm hạnh đoan chính thì hắn không xuống tay được. Nếu để tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thấy bộ dạng thần nữ tế tự Bạch Y bây giờ, dù Phong Phi Vân giải thích thế nào cũng không ai tin. Phong Phi Vân đã làm thì lo đến cùng, dốc sức bài trừ dâm độc trong người thần nữ tế tự Bạch Y. Huyết Giao nói tục liên hồi. Ha 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 ha, bà nội nó, con cô nương này tu vi không tệ. Thượng quan Minh Tiêm nghe càng chói tai, tâm tình bình lặng suýt bị Huyết Giao làm rối loạn. Đối địch với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không có kết cuộc tốt, thiên nữ tán hoa. Thượng quan Minh Tiêm chuyển thanh kiếm, kiếm khí phát tán, mưa hao từ trên trời rơi xuống. Huyết Giao không thèm để Thượng quan Minh Tiêm vào mắt, nó chuẩn bị dốc hết sức, người phát ra huyết khí, phải giao nhô lên. Huyết Giao càng lúc càng nhanh chanh. Vang tiếng gầm niếc tai, nhiều kiến trúc trong thành cổ sụp đổ. Ầm 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 ầm. Bốn tu sĩ thế hệ trước tu vi không tầm thường bay ra, bọn họ là danh túc nổi tiếng mấy ngàn vạn dặm, được gọi là đại hiền giả. Bọn họ cảm giác có yêu khí bốc lên nên chạy sang. Trong đó có đẳng cấp vực chủ, đại hiền trung cổ thế gia, tông chủ đạo gia tông môn. Mỗi người là nhân vật kinh thiên động địa, môn nhân đệ tử khắp thiên hạ. Bọn họ định hợp tác trấn áp Huyết Giao. Huyết Giao quấy đuôi dài hất bay bốn đại hiền giả, miệng phun máu, linh khí vỡ nát rất thê thảm. Cơ thể Huyết Giao to lớn nhìn xuống Trương Cổ Nguyệt, đôi mắt đỏ mắt. Huyết Giao hỏi, tiểu tử, người muốn bị ăn tươi hay nuốt sống? Trương Cổ Nguyệt sợ hãi chân run cầm cập, gã sớm nghe nói Thái Cổ Thánh yêu tộc đáng sợ, hôm nay thấy Huyết Giao đại triển thần uy làm gã sợ teo tim. Bốn đại hiền giả bị Huyết Giao quất cái đuôi đánh bị thương nặng, yêu vương Thái Cổ Thánh yêu tộc đáng sợ như thế làm sao nhân tộc đối kháng nổi. Tim Trương Cổ Nguyệt đập nhanh muốn rớt khỏi lồng ngực. Yêu vương đại nhân, người muốn 10 vạn huyết thực chắc chắn ta sẽ gom đầy đủ thật nhanh. Mồm máu gần ngay trước mắt, Trương Cổ Nguyệt nói sai một chữ là mất mạng. Huyết Giao cuồng cười. Ngoan lắm, hai ngày nữa ta kêu quy ra nhận ngươi làm tôn tử. Một cây kích to màu vàng từ dưới đất bắn lên, cột sáng vàng vọt lên cao, cực kỳ nhuệ khí. Mắt Huyết Giao lóe tia sáng lạnh, lắc người bay thẳng lên cao, né tránh mũi nhọn cây kích to. Nam nhân cao 8 thước dẫm đất vọt lên cao mấy vạn thước, cầm kích to quét hướng Huyết Giao. Kích to biến thô cỡ cây cột, đằng đằng sát khí va chạm với móng vuốt của Huyết Giao bắn ra hỏa hoa. Huyết Giao lạnh lùng cười. Tiểu tử nhà ngươi có chút bản lĩnh. Thượng quan Minh Tiêm từ hướng khác bay tới, cùng ba thần nữ tế tự Bạch Y hợp nhất thành đóa hoa thần to lớn, ngưng tụ thanh thần kiếm biển hoa chém xuống Huyết Giao. Bốn đại hiền giả bị đánh bay cũng quay về, đứng bốn hướng đánh ra thần thông, hợp sức tấn công. Thần luyện bay ra từ tay bọn họ biến bầu trời thành biển sét. Huyết Giao một mình đấu với 9 cao thủ dễ như chơi. Tạo áp lực lớn nhất cho Huyết Giao là nam nhân cao 8 thước cầm kích to. Tu vi của nam nhân cao 8 thước lợi hại hơn bốn đại hiền giả, sức chiến đấu rất kinh khủng, trong thế hệ trẻ đến cảnh giới thế này là rất ghê gớm. Nếu tu vi của Huyết Giao không đến đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng chưa chắc đánh lại nam nhân cao 8 thước. Thượng quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y hợp thành kiếm trận cũng rất đáng sợ, có lực lượng tổn thương Huyết Giao. Mao Ô Quy nói, tiểu tử Huyết Giao không tệ, không uổng công lão phu tài bồi nó. Tây Môn Suy Tiêu đứng trên nóc khách điếm Tiên Gia, nhíu mày nói. Không ổn, dù 9 cường giả hợp sức không ngăn được nó, nếu Huyết Giao phát cuồng nuốt các tu sĩ nhân loại thì làm sao? Mao Ô Quy cười nói. Yên tâm, nó không to gan như thế, chỉ cần ngăn cản đám người này cho Phong Phi Vân đủ thời gian. Tây Môn Suy Tiêu hỏi lại. Cho đủ thời gian gì? Mao Ô Quy biết lỡ mồm, ho khan. Cái kia, mới rồi chúng ta bắt một tù binh. Phong Phi Vân đang tra khảo nàng cửa vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ở đâu. Tây Môn Suy Tiêu nói. Ra là vậy, hèn gì người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đánh tới cửa. Miễn không chết người thì chuyện này còn giải thích được.
Mao Ô Quy thầm nghĩ. Giải thích cái khỉ gì? Không chừng bây giờ thần nữ tế tự Bạch Y đã máu chảy thành sông, còn cơ hội đâu giải thích. Nhưng mối thù của Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thánh Thần không nhỏ, đắc tội Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng chẳng sao. Dù gì chúng ta có một Tiêu Thánh chống lưng, không sợ Thủy Nguyệt Thánh Thần xuống tay giết. Mao Ô Quy nheo mắt ti hí. Phong Phi Vân đang bài trừ dâm độc trong người thần nữ tế tự Bạch Y, nữ nhân xinh đẹp mở mắt ra. Thần nữ tế tự Bạch Y cảm giác toàn thân nhức nhối, xương cốt mềm nhũn như bãi nước. Cảm giác làn da lạnh lẽo, nàng tỉnh táo lại ngay. Thần nữ tế tự Bạch Y mở mắt mông lung ra, thấy người mình không mảnh phải, gò bồng đào lồ lộ, eo nhỏ trong gió. Thần nữ tế tự Bạch Y muốn nổi điên. Phía đối diện là nam nhân đẹp trai tà khí lõa nửa người trên đang cầm tay nàng, rót khí thánh linh vào người nàng, di chuyển giữa thân thể hai người. Quần áo Phong Phi Vân rách nát, lúc trước bị thần nữ tế tự Bạch Y xé rách. Thấy mắt nữ nhân trở về trong suốt, Phong Phi Vân thu lại khí thánh linh, thả tay thần nữ tế tự Bạch Y ra. Bốp! Xì Tuyền Nhi là người thông minh, tỉnh táo lại hiểu ngay xảy ra chuyện gì. Xì Tuyền Nhi vừa tức vừa hận, tát Phong Phi Vân một cái. Nhưng cánh tay Xì Tuyền Nhi mềm nhũn, bàn tay đánh vào ngực Phong Phi Vân không chút sức mạnh, giống như đang làm nũng. Xâm tặc, người cướp mất trinh tiết của ta liều mạng với ngươi. Xì Tuyền Nhi vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn. Xì Tuyền Nhi đứng lên một nửa phát hiện nửa người dưới không mảnh vải, nàng vừa xấu hổ vừa sốt ruột co ro trong chăn, bật khóc. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, hắn đứng dậy tìm ra quần áo bị Mao Ô Quy giấu sau giường ném cho thần nữ tế tự Bạch Y. Phong Phi Vân nói, ta phải nói rõ ràng cho nàng biết, tất cả là hiểu lầm, ta không phải dâm tặc. Từ ý nghĩa nào đó ta là ân nhân cứu mạng. Vô sỉ, người cướp trinh tiết của ta còn dám nói là ân nhân cứu mạng. Ngươi làm như vậy còn độc ác hơn là giết ta. Xì Tuyền Nhi mím chặt môi, lòng nhớ môn quy nghiêm khắc của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, lòng chua xót tuyệt vọng, nước mắt chảy trào. Xì Tuyền Nhi khóc sướt mướt. Phong Phi Vân không chịu nổi thấy nữ nhân khóc. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh các người chẳng phải tu luyện tâm sao? Tại sao sức chịu đựng tâm lý kém như thế? Nữ nhân Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không biết nam nữ lần đầu tiên giao hoan sẽ đổ máu sao? Đổ máu? Xì Tuyền Nhi kéo chăn ra một góc, nhìn dưới thân. Xì Tuyền Nhi giật mình động tác này quá xấu hổ, mặt đỏ rực. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, hắn đã đoán đúng. Các thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quanh năm ngăn cách với thế gian, chỉ lo tu luyện, không dành nhân tình thế thái. Nói kiếm quyết tu vi thì bọn họ là thiên chi kiêu nữ trong đồng lứa. Nhưng nói đến chuyện nam nữ thì như tờ giấy trắng, ngốc còn hơn con nít. Quy định của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nghiêm khắc, đa số là tu sĩ nữ giới sống trong đó, rất chú trọng trinh tiết trong sạch. Đó là tại sao Xì Tuyền Nhi mới khóc sướt mướt. Đã xác định mình không bị phá trinh vậy nghĩa là nàng đã hiểu lầm nam nhân trước mặt. Xì Tuyền Nhi nhớ đến mới rồi hắn nâng hai tay nàng, giờ ngẫm lại đây là động tác trị thương. Xì Tuyền Nhi càng xấu hổ hơn. Mặt Xì Tuyền Nhi nóng ran. Nàng hơi ngước lên nhìn quần áo Phong Phi Vân rách dưới, làn da có vết cào. Không lẽ là nàng cào? Xì Tuyền Nhi thầm nghĩ. Trời, mới rồi ta đã làm những chuyện gì? Xấu hổ chết được, chắc hắn đang cười thầm trong bụng. Xì Tuyền Nhi vùi mình trong chăn không dám nhúc nhích, lòng vừa xấu hổ vừa bực mình. Lòng Phong Phi Vân tha ó thỏm, dù sao mới rồi hắn nhìn thấy hết thân thể Xì Tuyền Nhi, không biết có bị nàng diệt khẩu không? Nếu chuyện này xảy ra với những nữ nhân goc.chuyện.com mạnh mẽ như nữ ma, Lưu Tô Tử, Long Khương Linh thì bọn họ sẽ giết Phong Phi Vân ngay. Dù không giết chết hắn chắc chắn các nàng sẽ móc mắt. Phong Phi Vân nhìn mặt Xì Tuyền Nhi, không thấy chút sát ý nào ngược lại có áy náy, xấu hổ như thể người làm sai là nàng. Phong Phi Vân yên dạ, nói. Hãy mặc đồ vào, nếu không bên ngoài đánh nhau trời long đất lở. A. Xì Tuyền Nhi như mèo con trong chăn nhanh như chớp kéo đổ vào trong, chăn mấp máy. Khi Xì Tuyền Nhi vén chăn lên thì đã ăn mặc gọn gàng, búi tóc trên đầu sửa sang lại ngay ngắn. Trường bào tế tự màu trắng thẳng thớm, mặt Xì Tuyền Nhi ửng hồng, nhìn không có gì khác lạ. Có lẽ vì mặc áo nên khí chất của Xì Tuyền Nhi cũng thay đổi, trong trẻo thánh khiết, mắt trong suốt, mờ mịt linh động. Xì Tuyền Nhi lại trở về khí chất thần nữ tế tự cao thượng không thể khinh nhờn. Y phục thay đổi nữ nhân lớn như thế đấy. Nhiều nữ nhân mặc áo là ngọc nữ, cởi đồ là dục nữ.
Khi Si Tuyền Nhi nhìn Phong Phi Vân thì kiềm không được né tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Si Tuyền Nhi cắn môi hồng, ánh mắt ai oán nói. Xin ngươi nhất định phải giữ bí mật giúp ta, không thể để người ngoài biết chuyện tối hôm nay, nếu... Nếu truyền ra ngoài thì... Phong Phi Vân nói. Ta sẽ không để người thứ ba biết. Đa tạ ngươi, ta cũng nhất định giữ bí mật của ngươi. Ánh mắt Si Tuyền Nhi là lạ nhìn Phong Phi Vân, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập vui mừng. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Giữ bí mật cho ta. Giây sau Phong Phi Vân hiểu ra, Si Tuyền Nhi đang nói đến khí thánh linh. Mới rồi Phong Phi Vân dùng khí thánh linh ép dâm độc cho Si Tuyền Nhi, tu vi cao như nàng chắc chắn nhận ra điều đó. Si Tuyền Nhi cảm thấy tu sĩ mà có khí thánh linh thì trên người rất có thể mang theo báu vật thánh linh, bị lộ ra ngoài sẽ có nhiều tu sĩ mưu đồ làm hại Phong Phi Vân. Nên Si Tuyền Nhi mới nói sẽ giữ bí mật giúp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thầm than Si Tuyền Nhi thật ngây thơ, không hỏi tại sao hắn ở đây, không hỏi tại sao cứu nàng, nghĩ ngay đến giúp hắn giữ bí mật, thật là nữ hài tử thú vị. Bên ngoài, một con dao to đỏ như máu bay trong tầng mây, lao ra lao vào. Uy thế không ai địch lại. Con dao đánh tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Càn Khôn Kiếm Đạo ngã nghiêng. Nhiều tu sĩ vây công huyết dao, mấy vạn tu sĩ ở dưới đất đánh ra thần thông đạo pháp, nhưng không tổn thương nó được, ngược lại bị đánh tan tác. Tu sĩ các đại tông môn lòng run sợ, đây là sự khủng bố của yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, thánh hiền giả không ai chế ngự được. Phong Phi Vân và Si Tuyền Nhi đi ra, nam tuấn giật tiêu sái, nữ thánh khiết đoan trang. Như đội huyền ương bước lên áng mây. Huyết dao thấy ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén, nó có tật giật mình, sợ bị hắn tính sổ. Huyết dao hăm dọa tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến, bản vương không muốn đại khai sát giới, hôm nay tha các ngươi một con đường sống. Huyết dao hậm hực quay về. Thượng quan Minh Tiêm khoác áo đỏ như máu, mày xanh, mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân đứng bên cạnh Si Tuyền Nhi. Ánh mắt Thượng quan Minh Tiêm sắc bén hỏi. Tuyền Nhi, bọn họ có làm khó ngươi không? Phong Phi Vân mặc áo nho, bình thản ung dung. Si Tuyền Nhi khom người, cúi đầu hướng Thượng quan Minh Tiêm. Bẩm thần nữ tế tự Hồng Y, Tuyền Nhi vô tình bị kẻ xấu bắt cóc, may mắn được Phong Đại Ca ra tay cứu, không thì. Hôm nay khó giữ được mạng sống, Tuyền Nhi đã làm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mất mặt. Si Tuyền Nhi liếc trộm Phong Phi Vân. Ai bảo thiếu nữ ngây thơ không biết nói dối. Nói dối là thiên phú của tất cả nữ nhân trên đời. Mao Ô Quy, huyết dao thấy thần nữ tế tự bạch y đẹp như tiên nữ hoàn hảo không tổn hao gì bước ra ngoài thì không tin vào mắt mình. Chết tiệt, Phong Phi Vân đổi giới tính thật sao? Cái này, không giống phong cách làm việc của Phong Phi Vân. Thượng quan Minh Tiêm thấy Si Tuyền Nhi không bị huyết dao yêu vương nuốt sống, hiển nhiên lúc trước huyết dao yêu vương toàn nói lời khiêu khích. Thượng quan Minh Tiêm mừng rỡ, không tìm hiểu thêm là ai bắt cóc Si Tuyền Nhi. Chuyện này có thể từ từ điều tra, người bình an trở về mới là quan trọng nhất. Thượng quan Minh Tiêm không thèm nhìn Phong Phi Vân, nàng cho rằng hắn là người hầu bên cạnh yêu vương. Thượng quan Minh Tiêm mang theo Si Tuyền Nhi, đoàn người bỏ đi. Thành cổ lại tĩnh lặng. Thần nữ tế tự bạch y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được người hầu của huyết giao yêu vương cứu, vậy chứng minh kẻ bắt cóc không phải huyết giao yêu vương. Không cần liều mạng đấu với huyết giao yêu vương làm gì. Huyết giao, Mao Ô Quy biết phụ việc bị lộ sớm chạy mất dép. Khi Phong Phi Vân định tìm chúng nó tính sổ thì không thấy bóng dáng đâu. Si Tuyền Nhi cùng đám tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rời đi nhưng nỗi lòng khó bình tĩnh, đi đường thấy người bứt rứt, trong đầu suy nghĩ lung tung. Nam nhân kia đẹp trai, con người hơi đỏ, ánh mắt hấp dẫn chết người. Tất cả thật khó quên. Thượng quan Minh Tiêm băng tuyết thông minh. Tinh tế tỉ mỉ, nhận ra ngay sắc mặt Si Tuyền Nhi khác lạ. Thượng quan Minh Tiêm khuyên răn. Tuyền Nhi, trong tám thần nữ tế tự bạch y thì ngươi nhỏ tuổi nhất, cũng ngây thơ nhất. Đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi gặp trắc trở. Nhưng may mắn lần này chỉ kinh không hiểm, về sau hãy luôn theo bên ta phiêu bạt trong tu tiên giới. Ngươi còn cần học rất nhiều thứ. Si Tuyền Nhi trả lời. À, lần sau Tuyền Nhi sẽ chú ý. Thượng quan Minh Tiêm nhướng mày nói. Ngươi có biết ai bắt cóc mình không? Si Tuyền Nhi nói. À, cái này thì ta không biết. Thượng quan Minh Tiêm nhíu mày hỏi. Người hầu bên cạnh huyết giao yêu vương đã cứu ngươi thì chắc biết chuyện, ngươi không hỏi hắn sao? Ta quên.
Xì Tuyền Nhi thầm trách mình tại sao quên chuyện quan trọng như vậy. Ngươi quên chuyện quan trọng đó. Ánh mắt Thượng quan Minh Tiêm nghi ngờ nhìn Xì Tuyền Nhi. Có phải ngươi gạt ta chuyện gì? Xì Tuyền Nhi sợ bị Thượng quan Minh Tiêm nhìn thấu, lắp bắp nói. Không, không có, ta sợ quá nên quên hỏi. Hay ta trở lại hỏi Phong đại ca? Một thần nữ tế tự bạch y chán điểm dấu son lên tiếng. Lần đầu tiên Tuyền Nhi đi ra rèn luyện đã gặp chuyện như vậy, chắc nàng rất sợ. Hồng y tế tự đừng ép nàng quá. Thần nữ tế tự bạch y khác lên tiếng. Cái này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là phi tặc ăn cắp thiên linh lung. Nếu ta mà bắt được hắn sẽ nhốt vào vực sâu băng giá. Thượng quan Minh Tiêm có thể làm thần nữ tế tự Hồng y nhờ vào nàng có tâm kế, thông minh hơn thần nữ tế tự bạch y. Thượng quan Minh Tiêm không cho rằng Xì Tuyền Nhi sợ quá quên hết mọi chuyện, nhưng hiện tại không tiện ép hỏi, nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Bốn thần nữ tế tự bạch y vào trạng thái nhập định, một lũ phân thân của Thượng quan Minh Tiêm bay ra khách điếm tiên gia như cái bóng xinh đẹp thướt tha lao vào đình nằm ở chỗ âm u yên tĩnh bên ngoài thành cổ. Dưới đất đầy lá rụng, ánh trăng xuyên qua khe hở nhánh cây rơi xuống thành hoa văn loang lổ như răng quỷ. Phân thân từ nhạt nhòa đến ngưng tụ không khác gì chân thân. Da Thượng quan Minh Tiêm trắng tinh, chân thon dài, eo nhỏ, ngực to. Trương Cổ Nguyệt đã chờ sẵn trong đình, thấy Thượng quan Minh Tiêm đến thì quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói. Bái kiến thần nữ tế tự Hồng Y. Tuy Trương Cổ Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế nhưng kém xa địa vị của Thượng quan Minh Tiêm. Thượng quan Minh Tiêm đứng dưới ánh trăng, cái bóng kéo thật dài. Tóc Thượng quan Minh Tiêm bay phất phới phong tình như tiên nữ dưới trăng. Thượng quan Minh Tiêm hỏi. Chuyện nhờ ngươi điều tra ra sao rồi? Trương Cổ Nguyệt nhìn Thượng quan Minh Tiêm xinh đẹp, trong mắt tràn đầy si mê, tim đập nhanh. Trương Cổ Nguyệt trả lời. Ta đã điều tra được thánh thần muốn Hiên Viên Nhất Nhất đi tìm một người, là bán yêu tên Phong Phi Vân. Nhưng không hiểu sao Hiên Viên Nhất Nhất không thể mang bán yêu đó trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được. Hiên Viên Nhất Nhất lại đi Đan Đỉnh Quỷ Thị, hôm trước nàng đã quay về Phiêu Miểu Thần Triều. Chắc đang trên đường về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hiên Viên Nhất Nhất là người không thể suy tính nhưng Trương Cổ Nguyệt điều tra được tung tích của nàng, từ đó có thể thấy năng lực của gã rất lớn. À, Thượng quan Minh Tiêm lộ vẻ đăm chiêu. Thánh thần kêu Hiên Viên Nhất Nhất tìm một người, còn là bán yêu. Bán yêu kia có tài đức gì lọt vào mắt thánh thần. Thượng quan Minh Tiêm vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sớm hơn Hiên Viên Nhất Nhất 300 năm. Khi Hiên Viên Nhất Nhất còn là tiểu cô nương thì tu vi của Thượng quan Minh Tiêm đã đến vũ hóa cảnh. Thượng quan Minh Tiêm tu luyện chưa đến trăm năm đã bước vào vũ hóa cảnh, được công nhận là có tư cách trở thành thánh nữ nhất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất leo lên cao, gần 18 tuổi đã được thánh thần phong làm Thủy Nguyệt Thánh Nữ, hỏi sao Thượng quan Minh Tiêm chịu đựng được. Thượng quan Minh Tiêm thầm nghĩ. Thánh thần bí mật phái Hiên Viên Nhất Nhất đi tìm một bán yêu chứng minh bán yêu này không đơn giản. Hiên Viên Nhất Nhất không thể mời bán yêu trở về, nếu ta mời bán yêu đó về được vậy chắc chắn sẽ tăng sức ẵng với thánh thần. Thượng quan Minh Tiêm gật gù nói. Bán yêu tên Phong Phi Vân đó bây giờ đang ở đâu? Trương Cổ Nguyệt khó xử nói. Bán yêu kia cũng là kẻ không thể suy tính, tung tích khó điều tra hơn cả Hiên Viên Nhất Nhất. Tam ở chí sư mạnh nhất càn khôn kiếm đạo đều không thể tính ra tung tích của hắn. Nhưng bên bán yêu minh truyền tin về là Phong Phi Vân gần đây mới xuất hiện trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Thượng quan Minh Tiêm mỉm cười nói. Bây giờ không tiện rời khỏi Phiêu Miểu Thần Triều, đành chờ tìm được Thiên Linh Lung rồi mới đến gặp hắn. Thượng quan Minh Tiêm nổi hứng thú với bán yêu mà Hiên Viên Nhất Nhất không mời về được. Trương Cổ Nguyệt nói. Hồng Y Tế Tự không cần đi Phiêu Miểu Thần Triều, hiện tại hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu. Với cá tính cao điệu ở Trung ương Vương Triều thứ 6 thì chắc chắn bán yêu sẽ đến. Mắt Thượng quan Minh Tiêm đầy tia sáng trí tuệ nhẹ gật đầu, nói. Hiên Viên Nhất Nhất trở về, bây giờ còn một lúc nữa mới đến hội luận đạo vạn tộc. Tính cách của nàng ta thích lộ mặt dàn xếp, chắc chắn sẽ đến Thanh Minh Thiên Cảnh hỗ trợ tìm Thiên Linh Lung. Có lẽ đây là cơ hội để đối phó với Hiên Viên Nhất Nhất. Trương Cổ Nguyệt Kinh Hoàng nói. Nơi này là Đại Quang Minh Giới. Hiên Viên Nhất Nhất được thánh thần yêu thích, nếu bị thánh thần biết thì rắc rối to. Thượng quan Minh Tiêm mỉm cười nói. Ngu ngốc, ai nói ta tự mình đối phó Hiên Viên Nhất Nhất. Còn yêu vương thái cổ thánh yêu tộc đây, ta nhờ tay yêu vương này nhổ bỏ cái gai trong lòng. Thượng quan Minh Tiêm càng xinh đẹp hơn dưới ánh trăng,
nhưng tiếng cười làm người nghe sợ hãi. Chuyện Thiên Linh Lung bị mất trộm gây sóng gió lớn trong Đại Quang Minh giới, thậm chí truyền khắp Phiêu Miểu thần triều, ảnh hưởng cực lớn. Có rất nhiều tu sĩ cường đại đều chạy đến Đại Quang Minh giới. Tòa thành cổ Thanh Minh Thiên Cảnh càng được chú ý nhiều. Tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đệ tử môn hạ 4 người thủ hộ, các cổ thế gia, tước phủ, thậm chí tu sĩ yêu tộc đều tụ tập về. Trong vòng 3 ngày, thành cổ trong Thanh Minh Thiên Cảnh không mấy nổi tiếng chớp mắt chật ních người, gió mây tụ tập. Có thể thấy con cái thái cổ thánh yêu tộc mang theo người hầu nghênh ngang đi trên đường. Lý do không có gì khác. Một thần nữ tế tự bạch y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh 3 ngày trước bị người bí ẩn bắt cóc, suýt mất mạng. Nhiều người cho rằng do phi tặc làm, thế nên mọi người kéo nhau vào thành cổ này. Con cái yêu tộc đa số đến tham gia hội luận đạo vạn tộc, nhưng bây giờ còn một lúc mới đến luận đạo hội. Đám con cái yêu tộc vì góp vui nên cũng chạy đến. Trong ngọc điện bay trên bầu trời, một đám tu sĩ tụ tập thảo luận. Đồn rằng Thiên Linh Lung do một tài liệu thánh tính luyện chế ra. Ngày Linh Lung thành hình nguyên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đều nghe thanh âm như tiếng trời. Thiên Linh Lung này là phôi thai thánh linh dụng cụ do thánh thần tế luyện. Mỗi thánh linh đều muốn luyện ra thánh linh dụng cụ thuộc về mình, thánh thần cũng không ngoại lệ. Nghe nói trong Thiên Linh Lung đặt một viên linh hồn linh thạch, đặt nó trong thần tiêu hỏa vực tế luyện. Chờ linh hồn linh thạch hòa tan là linh dược luyện thành thánh linh dụng cụ. Nhưng mới đây đệ tử trông chừng thần tiêu hỏa vực phát hiện Thiên Linh Lung mất tích. Chuyện này gây chấn động lớn, dù sao nơi đó là thần tiêu hỏa vực, trộm cắp bình thường không dễ vào. Thiên Linh Lung là phôi thai thánh linh dụng cụ mà bị đánh cắp, hèn gì nhiều cường giả Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lộ mặt. Ta chỉ thấy lạ là trong thiên hạ ai có năng lực lớn như thế, đánh cắp Thiên Linh Lung trước mặt thánh linh. Trong góc Phi Thiên Ngọc Điện có một công tử áo tím trẻ tuổi kiêu ngạo ngồi, 8 mỹ thị xinh đẹp hầu bên cạnh. Có 2 lão nhân hộ đạo mặc áo xám, khí phái rất lớn. Công tử áo tím tuấn tú siêu phàm, da mịn còn hơn nữ nhân, mắt phượng. Phe phẩy quạt. Đó là thất quận chúa của Diệp Hồng Cảnh, Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử cười nói. Các ngươi không hiểu, đồn rằng thánh thần đang ở trên thiên hà độ tâm kiếp, 4 người thủ hộ lo bổn phận hộ đạo, bởi vậy phi tặc kia mới thừa dịp lẻn vào được. Nếu không với vô thượng thần thông của Thủy Nguyệt Thánh Thần, ai có thể đánh cắp Thiên Linh Lung? Hướng khác. Một lão nhân râu bạc bấm đốt tay, gật đầu nói. Tu luyện tâm ngự tính tâm kiếm điển mỗi cách 5874 năm sẽ phải trải qua tâm kiếp một lần. Độ qua tâm kiếp thì tu vi cao hơn một tầng, không độ qua được tâm chết kiếm tiêu. Tính thời gian thì đã qua hơn 5000 năm kể từ lần trước thánh thần độ tâm kiếp. Nghe vậy nhiều người ánh mắt lóe tia sáng kỳ lạ lặng lẽ rời khỏi Phi Thiên Ngọc Điện. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu. Trong nhân tộc người duy nhất có tư cách tham gia chí tôn luận đạo là Thủy Nguyệt Thánh Thần. Giờ nàng độ tâm kiếp thì trong nhân tộc còn ai đủ tư cách tham gia hội luận đạo vạn tộc? 5 thanh niên, 2 nữ 3 nam, anh khí bừng bừng, nhiều phó tòng và thị nữ đi theo. Bọn họ ngưng cách các tu sĩ khác, phát ra yêu khí nhàn nhạt, là 5 anh kiệt yêu tộc. Người nói chuyện là nam nhân anh tư ngạo nghễ, tóc đỏ vàng, mày như đao, khí thế khiếp người. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu ngồi trên nóc Phi Thiên Ngọc Điện phía xa, cũng nghe nam nhân kia châm chọc. Anh kiệt yêu tộc đang cười nhạo nhân loại không có cường giả, khiến nhiều nhân loại tức giận. Phong Phi Vân bưng ly rượu, cười tủm tỉm thầm nghĩ. Tứ hoàng tử Kim Ô yêu tộc, cái tên này ăn nhiều đau khổ trong đan đỉnh quỷ thị vậy mà vẫn không biết hối cải, cứ ngạo như thế. Một thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ tuổi đứng bật dậy. Các hạ nói thế là sao? Thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ không chịu nổi đám tu sĩ yêu tộc ra vẻ mình cao đẳng. Kim Ô tứ hoàng tử mỉa mai. Bản hoàng tử sợ nhân tộc các ngươi là người tổ chức hội luận đạo vạn tộc nhưng không ai có tư cách tham gia vạn tộc luận đạo, vậy thì rất xấu hổ, ha 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 ha. Đáng ghét, ngươi hãy xem ta có tư cách tham gia vạn tộc luận đạo không? Thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ đá bay ghế dưới thân. Cái ghế bao phủ ánh sáng ngọc bay hướng Kim Ô tứ hoàng tử. Kim Ô tứ hoàng tử không thèm quay đầu, cười mỉa mai, vạt áo vung ra sau. Thần quang vàng bay ra đánh nát cái ghế, ngọc vụn bay đầy. Thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ quát to, ba tia chớp hiện ra xung quanh. Thiên tài đẳng cấp sử thi tay không cầm ba tia chớp chém vào Kim Ô tứ hoàng tử. Kim Ô tứ hoàng tử mỉm cười nói. Tu sĩ nhân loại chẳng ra gì, không.
không hiểu nhẫn nhịn là sao? Bản hoàng tử nói mấy câu đã đánh, hắn đang ép chúng ta giết hắn sao? Một anh kiệt yêu tộc khác cười nói. Những thiên tài nhân loại chỉ là gà đất chó nhà, tu sĩ tư chất kém nhất trong thái cổ thánh yêu tộc chúng ta còn mạnh hơn bọn họ. Nói đúng. Bàn tay Kim Ô Tứ Hoàng tử ngưng tụ vầng mặt trời màu vàng phát ra ánh lửa vạn trường. Kim Ô Tứ Hoàng tử vung tay chém nứt ba tia chớp, vỗ một trường. Ngực thiên tài đẳng cấp sử thi trẻ nát bét, văng ra ngoài đập gãy bàn ghế. Thiên tài đẳng cấp sử thi nằm sấp dưới đất, hộc máu. Kim Ô Tứ Hoàng tử kiêu ngạo nhìn bốn phía, đôi mắt tỏa ánh sáng vàng rất oai phong. Đây là chính là thiên tài của nhân tộc sao? Bản hoàng tử chỉ dùng hai tầng tu vi. Tu sĩ nhân loại trong Phi Thiên Ngọc Điện trợn to mắt nhìn. Mấy con cái yêu tộc này khinh người quá đáng, trong địa bàn nhân tộc mà dám kiêu ngạo như thế. Thượng quan Minh Tiêm, bốn thần nữ tế tự Bạch Y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng có mặt trong Phi Thiên Ngọc Điện. Nam nhân cao tám thước trung thần tú, Trương Cổ Nguyệt, và Thiên Toán Thư Sinh, Đông Phương Kính Thủy, Vô Sắc Vô Tướng, Tô Quân, Lưu Tô Tử của Trung ương Vương Triều thứ 6. Một số thế tử, quận chúa đến từ Trung ương Vương Triều khác. Thiên Toán Thư Sinh luôn bình tĩnh, mưu kế tỉ mỉ nay không kiềm được nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Năm anh kiệt yêu tộc mặc kệ không khí trong Phi Thiên Ngọc Điện căng thẳng, cười nói uống rượu, không thèm để tu sĩ nhân loại vào mắt. Thái cổ thánh yêu tộc chúng ta mới là mạnh nhất Tây Ngưu Hạ Châu, tộc quần khác chỉ là hóa ngoại Man Di. Mỗi lần hội luận đạo vạn tộc toàn là thái cổ thánh yêu tộc tụ hội, Man Di như nhân tộc có được một, hai người tham gia đã là giỏi. Kim Ô Tứ Hoàng tử cười to bảo. Ta ở trong tu sĩ Kim Ô yêu tộc thế hệ này không xếp vào được hạng 1000 nhưng có thể quét ngang mấy thiên tài nhân tộc, đây chính là chênh lệch giữa hai tộc quần. Bùm! Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân đập bàn đứng dậy, giận run người. Nếu đám tu sĩ yêu tộc nhục nhã bọn họ thì còn nhịn được, nhưng tu sĩ yêu tộc sỉ nhục nhân tộc, Đông Phương Kính Thủy và Tô Quân không thể tha thứ. Kim Ô Tứ Hoàng tử liếc hai người, hỏi. Hai người không phục sao? Đúng vậy, không phục. Tư chất của Đông Phương Kính Thủy vốn rất cao, chẳng qua bị trói buộc trong Thần Tấn Vương Triều, nơi tài nguyên bần cùng nên tu vi tiến bộ chậm. Sau khi vào chiến địa tước phủ, có tài nguyên sung túc cung cấp, tư chất cao siêu thể hiện ra. Tu vi của Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân tăng vọt, đã đến Niết Bàn Đệ Thất Trọng Thiên. Thể chất đến đỉnh đẳng cấp sử thi. Mỗi chủng tộc đều có công pháp tu luyện tăng cao thể chất, ví dụ bất tử Phượng Hoàng thân của Phượng Hoàng yêu tộc. Nhân tộc cũng có công pháp nâng cao thể chất nhưng không cao minh bằng bất tử Phượng Hoàng thân. Với đệ tử thế gia thì từ nhỏ bọn họ đã dùng các loại linh dược nâng cao thể chất, tu luyện công pháp tăng thể chất nên mới vào hàng thiên tài đẳng cấp sử thi. Tại sao Trung ương Vương Triều thứ 6 có nhiều thiên tài đẳng cấp sử thi? Đa số là hậu thiên tiến bộ, hiếm có tu sĩ nào bẩm sinh đã là thể chất đẳng cấp sử thi. Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân bẩm sinh là thiên tài đẳng cấp sử thi. Đây cũng là lý do Thiên Toán Thư Sinh nhiệt tình chiêu lãm bọn họ. Nếu không thì với thân phận của Thiên Toán Thư Sinh mà muốn chiêu lãm thiên tài đẳng cấp sử thi, gã nói một câu liền có nhiều thiên tài đẳng cấp sử thi kéo đến. Tu vi của Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân bây giờ không khiến Phong Phi Vân ngạc nhiên. Hai người này nổi bật về tư chất, tâm trí, rất có thể là cường giả cuối thời kỳ thái cổ chuyển thế, khí vận cường đại trên thân. Đông Phương Kính Thủy, Tô Quân cũng có nhiều cơ duyên như Phong Phi Vân. Rồng bay khỏi nước, một bước lên trời. Kim Ô Tứ Hoàng tử khinh thường nói. Tu vi Niết Bàn Đệ Thất Trọng Thiên ở trong nhân tộc không kém, nhưng trong Kim Ô yêu tộc chúng ta thì tầm thường. Bản hoàng tử đã đến Vũ Hóa Đệ Nhị Trọng, nếu đánh nhau với các ngươi, người ta sẽ nói là bản hoàng tử khi dễ các ngươi. Bản hoàng tử có một vị tộc đệ vừa lúc là cảnh giới Niết Bàn Đệ Thất Trọng Thiên. Hai người hợp sức nếu qua được 10 chiêu trong tay hắn thì bản hoàng tử rút lại lời vừa nói. Tu sĩ đến Niết Bàn Đệ Thất Trọng Thiên cũng không là gì trong mắt Kim Ô Tứ Hoàng tử, gã không thèm nhìn thẳng. Trung thần tú đứng dậy, xách kích nặng nề đi hướng Kim Ô Tứ Hoàng tử. Trung thần tú nói, cần gì rắc rối vậy, hãy để ta lĩnh giáo thực lực của mây vị anh kiệt yêu tộc. Nếu tứ hoàng tử đỡ được 10 chiêu của ta thì ta sẽ chém hai tay ngay tại đây. Trung thần tú khí thế khiếp người, sát khí mạnh mẽ, mỗi bước toát ra sóng linh như sóng thần. Tu sĩ nhân loại đều biết trung thần tú lợi hại, đây là cường giả dám đại chiến với huyết giao yêu vương. Trung thần tú định ra oai phủ đầu đám tu sĩ yêu tộc, cho bọn họ biết trong nhân tộc cũng có cường giả.
Kim Ô Tứ hoàng tử nhìn Trung Thần Tú, ánh mắt kiêng dè nhưng không hề sợ hãi. Kim Ô Tứ hoàng tử cười khẩy nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi là quỷ tài đệ nhất tạo hóa nhân tổ động thiên của nhân tộc. 100 năm trước trên chiến trường vạn tộc, ngươi và phân thân của đại ca đánh nhau một lần, dường như khi đó ngươi bị thua rất thảm. Nhân tổ động thiên đại biểu tồn tại trí cao trong nhân tộc. Trung Thần Tú chưa từng gặp địch thủ trong nhân tộc, được thần hóa, thiên kiêu số một nhân tổ động thiên, vậy mà gã không đánh thắng một phân thân của Kim Ô Bá hoàng tử. Thật khó khiến người chấp nhận. Trung Thần Tú không bị lời Kim Ô Tứ hoàng tử ảnh hưởng, chiến ý không giảm bớt. Trung Thần Tú nói, chân thân Kim Ô Bá hoàng tử đã 80 năm không đi ra Thiên Mộc Thần Trì. Nghe đồn 80 năm trước hắn bị một người cùng thế hệ đánh trọng thương cho đến nay vết thương chưa lành. Tuy mấy năm nay mọi người thường thấy chân thân Kim Ô Bá hoàng tử đi khắp nơi, nhưng ta biết đó chỉ là một phân thân khá cao minh của Kim Ô Bá hoàng tử để che giấu thật sự Kim Ô Bá hoàng tử bị người đánh bại. Kim Ô Tứ hoàng tử biến sắc mặt, Trung Thần Tú nói đúng, 80 năm trước Kim Ô Bá hoàng tử bị người đánh bại. Nhưng Kim Ô yêu tộc chưa từng chu ẩn dương chuyện này ra ngoài, cố hết sức che giấu nó. Bởi vì bất cứ chủng tộc nào đều cần tín ngưỡng, mà tín ngưỡng đến từ đâu? Cho nên cần tạo thần. Kim Ô Bá hoàng tử là thần do Kim Ô yêu tộc tạo ra, thần thoại bất bại, để khích lệ người trẻ tuổi trong Kim Ô yêu tộc. Những đạo Kim Ô yêu tộc sẽ không cho phép hình mẫu đó bị người đánh bại. Địa vị của Kim Ô Bá hoàng tử trong Kim Ô yêu tộc giống như Phong Phi Vân trong Bán Yêu, là linh hồn của một tộc quần, không cho phép bị đánh bại. Kim Ô Bá hoàng tử chịu áp lực lớn hơn, bởi vì gã đại biểu thái cổ thánh yêu tộc kiêu ngạo, Phong Phi Vân đại biểu Bán Yêu đê tiện. Đây là lý do Kim Ô yêu tộc che giấu thật sự. Trung Thần Tú nói, phân thân này của Kim Ô Bá hoàng tử rất cường đại, dùng xác một vị bán thánh luyện ra, sức chiến đấu được một nửa trình độ của chân thân Kim Ô Bá hoàng tử. Ta thua vào tay phân thân Kim Ô Bá hoàng tử thật sự tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn mạnh hơn Kim Ô yêu tộc các ngươi. Thua mà không dám nhận, đây mới là điều đáng xấu hổ nhất, là điều thái cổ thánh yêu tộc thường làm sao. Kim Ô Tứ hoàng tử bị nói đỏ mặt tía tai, gã không giấu giếm nữa, lạnh lùng nói. Vậy cho ngươi biết một tin tốt, đại ca của ta đã ra từ Thái Mộc Thiên Trì, đã luyện hóa một mảnh thái cổ thiên mộc, giờ tu vi càng hơn một bậc. Lần này trên hội luận đạo vạn tộc ngươi sẽ gặp chân thân của đại ca, với tu vi đại ca bây giờ một ngón tay dư sức nghiền chết ngươi. Kim Ô yêu tộc bỏ ra giá trên trời trong phòng đấu giá quỷ thị mau mảnh nhỏ thái cổ thiên mộc về. Bọn họ định dùng lực lượng Thái Mộc Thiên Trì thức tỉnh sức sống Thái Cổ Thiên Mộc, dựng dục ra Thiên Mộc mới. Nhưng khi Kim Ô yêu tộc mau Thái Cổ Thiên Mộc về mới phát hiện Thái Cổ Thiên Mộc đã bị địa ngục khí ăn mòn, không thể nảy mầm mới. Khối Thái Cổ Thiên Mộc bị Kim Ô Bá hoàng tử dưỡng thương trong Thái Mộc Thiên Trì hấp thu, tu vi lại tăng một bước dài, vết thương lành lặn ra khỏi Thái Mộc Thiên Trì. Đây là tin tức kinh người, tạo ảnh hưởng lớn cho các tộc quần tham gia hội luận đạo vạn tộc. Ngón tay Phong Phi Vân xoay ly rượu, thầm nghĩ. Thì ra người đánh nhau với ta trong đan đỉnh quỷ thị chỉ là một phân thân của Kim Ô Bá hoàng tử. Thủ đoạn của Kim Ô yêu tộc thật cao siêu, có thể lừa cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Trong Phi Thiên Ngọc Điện đánh nhau túi bụi, một mình Trung Thần Tú khiêu chiến với Nam Anh Kiệt yêu tộc Kim Ô Tứ hoàng tử, con của Ngưu Hoàng vân vân. Chỉ 10 chiêu Trung Thần Tú đã đánh bại Nam Anh Kiệt yêu tộc. Cánh tay phải của Kim Ô Tứ hoàng tử bị kích to đâm thủng một lỗ máu, dòng máu chảy ồ ạt, vết thương thật lâu không thể khép lại. Ánh mắt Kim Ô Tứ hoàng tử độc ác nói. Đáng ghét, Trung Thần Tú, người có biết kết cuộc của việc đắc tội thái cổ thánh yêu tộc chúng ta? Nam Anh Kiệt yêu tộc bị đâm thủng một lỗ trên người, nhưng vị trí không chí mạng. Trung Thần Tú dùng tay áo lau máu trên kích to, lạnh lùng nhìn Kim Ô Tứ hoàng tử. Thái cổ thánh yêu tộc thì sao? Nếu trên chiến trường vạn tộc thì bây giờ ngươi đã chết. Lớn lối thật, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc định khiêu chiến uy nghiêm của tất cả thái cổ thánh yêu tộc sao? Một thanh niên điển trai mặc áo đỏ mang theo bốn nữ hầu nhân loại xinh đẹp đi vào Phi Thiên Ngọc Điện. Nam nhân dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, nhưng má phải có 7 miếng vảy cá đỏ rực lóe tia áng kỳ lạ. 7 miếng vảy cá không phá hỏng mặt đẹp mà còn tăng nét yêu dị cho thanh niên. Tây Môn Suy Tiêu nhỏ giọng nói. Đó là Bại Nguyệt hoàng tử của Thái Cổ Thánh yêu tộc Thắng Ngư yêu tộc. Có thể nói Bại Nguyệt hoàng tử là vô địch trong thế hệ này của Thắng Ngư yêu tộc. Phong Phi Vân gật gù,
hắn cảm nhận được hơi thở rất mạnh từ người Bại Nguyệt Hoàng tử, tu vi cao hơn đám người Kim Ô Tứ Hoàng tử gấp vô số lần. Một đối thủ mạnh mẽ. Tu vi của thiên tài nhân loại này không tệ, không cho ai giành với ta. Không khí bị một cánh tay ngọc phá vỡ, rạch một vệt dài. Ngọn lửa đỏ bay ra từ khe nứt hư không, nhiệt độ nóng lan tràn. Một thiếu nữ mặc áo xanh bách hoa, váy xanh tơ bạc chui ra từ khe nứt hư không. Dáng người cao kiều, đùi trắng như ngà vui lộ ra từ áo xanh hấp dẫn nhiều tầm mắt. Nhìn gì, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Giọng thiếu nữ rất hay, nóng bỏng. Người thiếu nữ phát ra thần hoa nóng cháy, ngọn lửa tuôn ra từ người thiếu nữ, những tu sĩ mới rồi ngắm chân dài đều thấy mắt đau rát, máu chảy ra. Hai tay che mắt, các tu sĩ gào rú, đôi mắt đã bị mù. Tây Môn Suy Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mới rồi gã không ngắm chân thiếu nữ, nếu không bây giờ cũng bị mù mắt. Tây Môn Suy Tiêu nói, nữ nhân này là một nhân vật cao quý của Thái Cổ Thánh yêu tộc Hỏa Loan yêu tộc, địa vị cao hơn cả công chúa Hỏa Loan yêu tộc. Ít ai biết tên thật của nàng, mọi người đều gọi nàng là Thanh Loan Thánh Nữ. Tây Môn Suy Tiêu nhìn Phong Phi Vân, thấy mắt hắn nhìn Thanh Loan Thánh Nữ đăm đăm nhưng không bị mù. Tây Môn Suy Tiêu thầm nghĩ, Phong Huynh đúng là không phải người bình thường. Phong Phi Vân nhìn Thanh Loan Thánh Nữ thật lâu không phải vì vóc dáng nàng nóng bỏng, hắn có cảm giác rất lạ, khó miêu tả nhưng nó thật sự tồn tại. Bại Nguyệt Hoàng tử của Thắng Ngư yêu tộc có chút e ngại Thanh Loan Thánh Nữ, lạnh lùng nói. Thiên tài nhân tộc này là đối thủ của ta, nàng đừng giành với ta. Bại Nguyệt Hoàng tử, Thanh Loan Thánh Nữ, hai người đều có thân phận và địa vị, thôi đừng giành. Hãy để ta đấu với thiên tài nhân tộc này. Một nam nhân vạm vỡ râu ria xồm xoàm đứng trong Phi Thiên Ngọc Điện từ khi nào? Nam nhân mặc áo rộng màu xám, chân đất lộ ra lông chân đen cứng, chắp hai tay cười tủm tỉm nhìn Trung Thần Tú như ngó con mồi. Nam nhân giống như người rừng. Lưng hùm vai gấu nhưng không cồng kềnh, đầu mày anh khí. Nếu nam nhân cạo sạch râu chắc chắn là một mỹ nam. Tây Môn Suy Tiêu hút ngụm khí lạnh. Đây là một kẻ hung dữ của Thái Cổ Thánh yêu tộc Thái Cổ Ma Vượn tộc, Viên Tam Tam. Tuy Viên Tam Tam mới tu luyện mấy trăm năm nhưng rất nổi tiếng hung ác trong Thái Cổ Ma Vượn tộc, nhiều đại hiền giả già hơn Viên Tam Tam gấp đôi nhìn thấy hắn đều sợ. Đừng thấy bây giờ Viên Tam Tam bộ dáng hiền từ, khi nổi điên thì máu chảy thành sông. Lũ lụt chảy tràn. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, tò mò hỏi. Hình như Tây Môn Huynh rất quen mặt mấy vương giả thế hệ trẻ của Thái Cổ Thánh yêu tộc. Tim Tây Môn Suy Tiêu rớt cái bịch, vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Nhiều thế lực lớn đỉnh cao trong nhân tộc đều siêu tầm tài liệu cường giả các yêu tộc. Thế có vương giả thế hệ trẻ xuất hiện sẽ được đăng ký trong sách, cái gọi là biết người biết ta trăm chiến trăm thắng. Phong Phi Vân cười tủm tỉm gật đầu, không hỏi thêm. Ba vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh yêu tộc thi nhau đến, mỗi người khí thế mạnh mẽ như ba cây cột chống trời đứng đó, khiến người mặc cảm. Bên tu sĩ nhân loại cảm giác áp lực tăng mạnh, nhiều người mặt trắng bệch không ngăn nổi áp lực kia. Viên Tam Tam của Thái Cổ Ma Vượn tộc nhìn Trung Thần Tú thật lâu, chợt cười, tiếng cười điên cuồng. Viên Tam Tam hỏi, nghe nói người đánh nhau với phân thân Kim Ô Bá Hoàng tử. Không biết người thua vào chiêu thứ mấy? Bại Nguyệt Hoàng tử. Thanh Loan Thánh Nữ nhìn Trung Thần Tú chằm chằm, hai người cũng rất quan tâm vấn đề này. Trung Thần Tú đứng thẳng như cây thương, thẳng tắp, sắc bén, một mình một người ngăn cản áp lực từ ba vương giả thế hệ trẻ. Trung Thần Tú mở miệng nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Viên Tam Tam cười nói. Ta muốn tranh tài với ngươi, để xem ngươi thua trong tay ta nhanh hơn hay thua vào tay Kim Ô Bá Hoàng tử mau hơn. Viên Tam Tam, Bại Nguyệt Hoàng tử. Thanh Loan Thánh Nữ chỉ quan tâm Kim Ô Bá Hoàng tử, còn thiên tài nhân tộc đỉnh cao chẳng đáng lọt vào mắt bọn họ. Viên Tam Tam, Bại Nguyệt Hoàng tử, Thanh Loan Thánh Nữ tranh nhau đấu với Trung Thần Tú vì muốn kiểm tra thực lực Kim Ô Bá Hoàng tử. Thượng quan Minh Tiêm đứng bật dậy nói. Tu sĩ Thái Cổ Thánh yêu tộc các ngươi quá đáng, không để thiên tài nhân tộc vào mắt. Áo đỏ chói mắt, tóc đen như suối, khí thế cực mạnh phát ra từ người Thượng quan Minh Tiêm. Thiên toán thư sinh mỉm cười nói. Nếu tu sĩ Thái Cổ Thánh yêu tộc các ngươi đã không kịp đợi thì không cần chờ hội luận đạo vạn tộc làm gì, chúng ta trước tiên luận đạo đi. Không khí giữa Thái Cổ Thánh yêu tộc và nhân tộc càng lúc càng căng thẳng, hai phe dương cung bạt kiếm, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng sắc bén. Phong Phi Vân lắc đầu, nói.
không thú vị chút nào. Tây Môn Suy Tiêu hưng phấn nói. Sao không thú vị được, ta thấy rất thú vị, chắc sắp có trận đại chiến rồi. Tây Môn Suy Tiêu rất mong chờ. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không đánh được, thiên toán thư sinh tính toán không bỏ sót, biết rõ thế cục hiện tại. Nhân tộc vào thế yếu, cũng không cần trực tiếp khiêu chiến với ba thái cổ thánh yêu tộc, làm vậy vừa mệt vừa không được lợi gì. Đây không phải phong cách làm việc của thiên toán thư sinh, chắc hắn đã tính được sẽ không đánh nhau thành công. Phong Phi Vân vừa dứt lời quả nhiên có tin tức truyền đến, là tin về Thiên Linh Lung. Có người trong Hoang Ma Lâm thấy một cột sáng xanh áp ướn lên cao, là hơi thở của Thiên Linh Lung. Tin tức truyền về, đám tu sĩ không ngồi yên chạy đi Hoang Ma Lâm. Viên Tam Tam cười gian. Nghe nói Thiên Linh Lung là phôi thai thánh linh dụng cụ, thánh vật có thể trở thành thánh linh dụng cụ. Nếu rơi vào tay thái cổ thánh yêu tộc chúng ta thì không trả lại. Viên Tam Tam nhún chân bay lên cao, đụng thủng nóc Phi Thiên Ngọc Điện bay hướng Hoang Ma Lâm. Thanh Loan Thánh Nữ, Bại Nguyệt Hoàng Tử bay lên trời, biến mất sau đám mây, tốc độ siêu mau. Thượng Quan Minh Tiêm biến sắc mặt nói. Tuyệt đối không thể để Thiên Linh Lung rơi vào tay đám yêu tộc. Nếu Thiên Linh Lung rơi vào tay yêu tộc chắc chắn bọn họ sẽ không trả lại cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, dù sao bọn họ cướp từ tay phi tặc, không liên quan gì Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đây sẽ là tổn thất lớn cho Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, cũng là mối nhục lớn với toàn nhân tộc. Phong Phi Vân sờ cằm thầm nghĩ. Trong Thiên Linh Lung có một viên linh hồn linh thạch, nếu ta có nó thì chỉ thiếu, lượng kiếp chuyển thế cổ dược là có thể hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan cần ba chủ dược gồm, lượng kiếp chuyển thế cổ dược, linh hồn linh thạch, tinh huyết đại thánh. Hiện giờ trong người Phong Phi Vân có ba giọt tinh huyết đại thánh. Nếu có thêm linh hồn linh thạch thì tiến một bước dài trên đường hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Phong huynh đoán trước như thần, đoán chính xác thật, không có đánh nhau. A, à, Phong huynh, Phong huynh. Tây Môn Suy Tiêu quay đầu lại không thấy bóng dáng Phong Phi Vân đâu. Hoang Ma Lâm là một cấm địa nguy hiểm trong Đại Quang Minh giới. Cây cối trong Hoang Ma Lâm ăn thịt người, tảng đá đổ máu, khói độc vĩnh viễn không tan. Bình thường không có tu sĩ dám bước vào Hoang Ma Lâm một bước. Nhưng đối với vương giả thế hệ trẻ thì mấy thứ này chẳng là gì. Tu vi của bọn họ mạnh hơn nhiều thế hệ trước, có nhiều thủ đoạn, sẽ không bị Hoang Ma Lâm bình thường hù chùn chân. Phong Phi Vân mặc trường bào, tay áo bay bay từ trên trời giáng xuống. Phong Phi Vân đứng bên hồ nước trong Hoang Ma Lâm, nhìn núi rừng chập trùng phía xa. Phong Phi Vân như con chim ưng bay lên, xông vào Hoang Ma Lâm tràn ngập khói đen. Phong Phi Vân lại đáp xuống. Sao hai người ở đây? Trong cánh đồng đầy xương mãnh thú, Phong Phi Vân thấy Mao Ô Quy, Huyết Giao đang tìm kiếm gì đó. Không biết có phải Mao Ô Quy, Huyết Giao nghèo đến bị điên rồi không mà thấy xương mãnh thú tu vi cường đại là nhét vào túi. Lúc tu vi của Phong Phi Vân thấp sẽ xem chúng nó là bảo bối, nhưng bây giờ không cần nữa. Mao Ô Quy, Huyết Giao thấy Phong Phi Vân xuất hiện ở đây còn tưởng hắn tìm chúng nó tính sổ, định bỏ chạy. Phong Phi Vân cười tủm tỉm lấy mắt đại ma long ra ném lên ném xuống. Mao Ô Quy, Huyết Giao cảm nhận hơi thở đại ma long, nhũn chân bỏ về. Bùm! Hai chân Huyết Giao mềm nhũn quỳ xuống. Phong gia, xin tha cho ta. Chuyện bắt cóc thần nữ tế tự Bạch Hy toàn do Quy gia đề nghị, không liên quan gì ta một chút linh thạch. Phong Phi Vân cất mắt đại ma long, nói. Chuyện kia không cần nhắc lại, sao các ngươi chạy tới đây? Huyết Giao nhẹ lòng. Đứng dậy trả lời. Chúng ta đi theo một cái bóng đến đây, nhưng tới chỗ này thì mất dấu, chúng ta đang tìm đây. Hôm đó Mao Ô Quy, Huyết Giao sợ bị Phong Phi Vân tính sổ nên ra ngoài lánh nạn, trên đường đi chúng ta gặp một cái bóng bí ẩn. Hai tên rảnh rỗi sinh nông nổi theo đuôi cái bóng. Đây là đầm lầy, xếp đầy xương chắn. Những mãnh thú trong Hoang Ma Lâm khi về già sẽ chọn tới đây chờ chết, quanh năm suốt tháng đọng lại xương cốt nhiều như biển. Thành vùng đất mãnh thú ngủ say vùi xương. Đưa mắt nhìn thi vụ đằng đằng, quỷ hỏa lơ lửng. Sâu bên trong là một mảnh hắc ám, loáng thoáng nghe tiếng gầm khủng bố vọng lại, như thú lại như quỷ. Phong Phi Vân hỏi. Mấy hôm nay các ngươi ở trong Hoang Ma Lâm có thấy một luồng thánh quang xuất hiện? Mao Ô Quy nheo mắt nói. Ngày hôm nay sâu trong đầm lầy có luồng sáng trắng bắn lên trời nhưng rất nhanh vụt tắt. Mao Ô Quy hỏi dò. Không lẽ có báu vật? Thiên Linh Lung. Phong Phi Vân bay vào đầm lầy đen như mực,
tiến vào sâu trong biển xương. Mao Ô Quy, Huyết Giao nhìn nhau, lộ vẻ mừng như điên đuổi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Huyết Giao đi hai ngày trong đầm lầy nhưng không thấy bóng dáng kia đâu, không tìm ra Thiên Linh Lung, ngược lại bị một số tử linh hung dữ công kích. Ầm, một bộ xương trắng khổng lồ bay ra từ lòng đất, hốc mắt rực cháy hai đốm lửa ma chơi bị Huyết Giao một vuốt cào nát thành đống xương vụn. Chỗ này chưa phải nơi sâu nhất, chắc bên trong còn thứ kinh khủng hơn nữa. Phong Phi Vân nhìn sâu trong đầm lầy, sương mù mông lung, tử khí đậm đặc. Phong Phi Vân cảm giác có điều lạ, dường như có người cố ý dụ bọn họ xông vào mảnh đất chết chóc này. Mao Ô Quy hít hà, kéo ra một người chết từ đống xương cốt. Người chết toàn thân đẫm máu, mặt bị xé nát, chỉ có thể phán định đây là một nữ nhân, mới chết không lâu, máu chưa khô. Phong Phi Vân nhìn xác nữ, nhíu mày nói. Đây là tu sĩ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trên người nàng dính chút yêu khí, chắc bị tu sĩ yêu tộc giết. Đi, chúng ta đuổi theo xem sao. Phong Phi Vân bước nhanh hơn, trên đường đi lại thấy xác mấy nhân tộc. Có bị móc tim, có bị ăn mất đầu, có chỉ còn lại cái chân đẫm máu. Đằng trước truyền đến kiếm khí và yêu khí khuấy động không gian xung quanh. Ba cường giả yêu tộc đang hợp sức đối phó với một thần nữ tế tự Bạch Y. Ba cường giả yêu tộc có tu vi vũ hóa cảnh, thuộc thắng ngư yêu tộc. Bọn họ đánh thần nữ tế tự Bạch Y bị thương khá nặng, nguy hiểm trùng trùng. Một anh kiệt thắng ngư yêu tộc lạnh lùng cười. Tốt nhất hãy cam tâm làm nữ hầu cho hoàng tử của chúng ta, hầu hạ hoàng tử điện hạ đi. Nếu không hôm nay ba chúng ta sẽ khiến thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có bầu bán yêu, ha 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 ha. Vô sỉ! Người Si Tuyền Nhi phát ra thánh quang rực rỡ, thân ngà ngọc như tinh linh bay trên biển xương trắng. Mỗi lần Si Tuyền Nhi đều né thoát khỏi sát kiếm. Một thanh chiến kiếm bay trước mặt Si Tuyền Nhi, kiếm như mưa sao băng. Dưới đất có hơn 10 cái xác nhân tộc, máu thịt bầy nhầy. Chỉ còn một mình Si Tuyền Nhi chiến đấu, nhưng nàng cũng bị thương nhiều chỗ. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc toàn là nhân vật đỉnh cao. Nếu chỉ đấu với một người thì Si Tuyền Nhi còn cơ may thắng nổi. Nhưng đấu với ba người cùng lúc, Si Tuyền Nhi không có cả cơ hội chạy trốn. Phập! Một thắng ngư yêu tộc cơ thể biến thành con thắng ngư, đuôi cá vẫy trong không khí. Một luồng yêu khí sắc bén rạch ngực Si Tuyền Nhi thủng một lỗ to, máu đổ ồ ạt. Ha 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 ha! Nếu hoàng tử của chúng ta thuần phục một thần nữ tế tự Bạch Y làm nữ phó thì nhân tộc mất hết mặt mũi. Một tu sĩ thắng ngư yêu tộc sử dụng chiêu cấm pháp giam cầm chiến kiếm của Si Tuyền Nhi. Tu sĩ yêu tộc khác vỗ trưởng chụp xuống đầu Si Tuyền Nhi, muốn đánh bại nàng trước. Lúc này có tiếng dao gầm rõ to. Growl! Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc chưa kịp phản ứng thì cơ thể văng ra ngoài như hồ lô lăn lông lốc dưới đất. Huyết Gia Ô Ai Phong đi ra nhìn ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc, cười gian như con mèo nhìn ba con cá. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc quỳ dưới đất. Cung kính cúi đầu trước Huyết Giao. Bái kiến Huyết Giao yêu vương đại nhân, chủ nhân của chúng ta là Bại Nguyệt hoàng tử. Tin tưởng Huyết Giao yêu vương có nghe nói tên của hoàng tử chúng ta. Bọn họ thấp thỏm lo âu, không đoán ra tại sao yêu vương đại nhân tấn công mình. Vì không biết nguyên nhân nên ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc mới báo tên Bại Nguyệt hoàng tử, bọn họ tin tưởng khi Huyết Giao yêu tộc nghe tên này sẽ không dám làm khó dễ bọn họ. Vẻ mặt Huyết Giao cảm thán rằng Bại Nguyệt hoàng tử, thật trùng hợp, tên cúng cớm trước kia của bản vương là Bại Nhật hoàng tử. Cái gọi là Nhật Nguyệt không cùng tồn tại, hoàng tử các ngươi cố ý đối đầu với bản vương sao? Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc phập phồng lo sợ nói. Tên của hoàng tử chúng ta do thắng ngư chính hoàng đặt, không phải cố ý đối nghịch với yêu vương tiền bối. Bọn họ cảm thấy tên của Bại Nguyệt hoàng tử không hù sợ Huyết Giao yêu vương được, lại nâng tên thắng ngư chính hoàng. Đây là một vị chân hoàng của thắng ngư yêu tộc, dù là bán thánh nghe cái tên này cũng e ngại ba phần. Huyết Giao đăm chiêu nửa ngày, nảy ý nói. Tên do thắng ngư chính hoàng đặt sao? Vậy kêu thắng ngư chính hoàng sửa tên Bại Nguyệt hoàng tử thành. Thành Bại Gia hoàng tử đi. Si Tuyền Nhi vốn nghĩ mình chạy trời không khỏi nắng, muốn dốc hết sức phát huy chiêu mạnh nhất trong tâm ngự tính tâm kiếm điển, có lẽ sẽ lao ra khỏi vong vây được nhưng nàng phải trả giá là chết tâm. Chiêu mạnh nhất của tâm ngự tính tâm kiếm điển, một kiếm rút ra tâm chết. Nhưng Si Tuyền Nhi không ngờ Huyết Giao yêu vương đột nhiên chui ra. Về mặt lý luận thì Thái Cổ Thánh yêu tộc luôn thích chèn ép nhân tộc, chung một ruột,
tình huống của Si Tuyền Nhi càng tệ hơn. Si Tuyền Nhi không sợ chút nào, ngược lại rất vui. Trong lòng Si Tuyền Nhi nhớ đến nam nhân tuấn tú kia. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc tức giận, tên của Bại Nguyệt Hoàng tử sao có thể tùy tiện sửa đổi. Rõ ràng huyết giao yêu vương cố ý đối nghịch với bọn họ. Cả ba cùng xông lên, thi triển thần thông định liều mạng với huyết giao yêu vương. Huyết giao cười gian, há mồm máu nuốt ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc vào miệng, nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống. Huyết giao hưởng thụ chép miệng. Ngon. Si Tuyền Nhi đứng bên cạnh, không thừa dịp chạy trốn. Si Tuyền Nhi chớp mắt nai, cẩn thận đến gần huyết giao, khom người, cúi đầu. Si Tuyền Nhi nhỏ nhẹ nói. Yêu vương đại nhân, Phong đại ca có đi với người đến Hoang Ma Lâm không? Huyết giao quay đầu nhếch môi cười với Si Tuyền Nhi, kẽ răng còn dính thịt vụn. Si Tuyền Nhi sợ hãi mặt trắng bệch. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy bước ra từ sương mù đen. Mao Ô Quy đá huyết giao văng ra, mắng. Bà nội ngươi, hù sợ cô nương người ta. Huyết giao quỳ dưới đất xin tha. Quỳ ra, ta không cố ý, thật sự. Vẻ mặt huyết giao ô an ức. Si Tuyền Nhi giật mình trợn mắt há hốc mồm. Mới rồi huyết giao yêu vương còn oai phong hống hách giờ bị con rùa trắng đánh quỷ van xin, con rùa này. Bá đạo quá. Mao Ô Quy đạp mặt huyết giao, vùi đầu giao vào đất bùn, lại giẫm hai cái. Si Tuyền Nhi càng hoảng sợ, khẳng định con rùa trắng là con rùa bạo lực. Phong Phi Vân đứng trên xương trắng, phong độ phiên phiên, không dính một hạt bụi, đẹp trai tuấn tú tiêu sái. Mắt đỏ nhìn thần nữ tế tự bạch y, ngực nàng loang lổ vết máu. Mắt Phong Phi Vân dịu dàng thương hương tiếc ngọc, ngừng tụ ra viên kim tàm Phật đan đưa cho Si Tuyền Nhi.